Chương 101. Gian giữa Đức Lập Tửu Điếm. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì bốn người tùy ý ngồi vào hai bên bàn. Trên bàn bày ra đầy áp hơn 10 loại thức ăn, bên cạnh rượu và hoa quả cũng không ít. Bốn huynh đệ lúc này vừa ăn uống, vừa đàm luận về các loại sự tình phát sinh. Lâm Lôi, sau khi ngươi đi vào ma thú xâm lâm thì có được tiến hành trắc thí hàng năm. Năm ngoái Địch Khắc Tây sau khi kiểm tra, rốt cuộc đã đạt tới lục cấp ma pháp sư. Vì ngươi vốn căn bản không tham gia trắc thí cho nên có người nói, ngươi không bằng Địch Khắc Tây, thực sự là. Theo ta mấy kẻ đó vốn không biết rằng, ngươi đã sớm đạt đến lục cấp ma pháp sư cảnh giới. Lôi Nặc bất bình. Lâm Lôi mỉm cười nâng chén rượu lên uống. Lục cấp ma pháp sư. Từ khi tiến vào trạng thái điêu khắc mộng tỉnh, sau 10 ngày đêm tinh thần lực đã tăng lên gấp 10 lần, khiến cho Lâm Lôi từ lục cấp trực tiếp thăng lên thất cấp ma pháp sư. Theo tính toán thì hiện tinh thần lực đang ở mức thất cấp ma pháp sư thượng đẳng. Lão Tứ, ngươi cũng không phải không biết tính Lão Tam, loại chuyện này hắn căn bản là không thèm để ý, nếu để ý thì mỗi năm đã không bỏ qua kỳ trắc thí đó. Gia Lỗ cười nói, đúng rồi, Lão Tam, khi vừa khai giảng, Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc đã tới tìm ngươi. Lâm Lôi dừng lại nhìn về phía Gia Lỗ, lập tức hỏi Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc có chuyện gì không? Mỗi năm, Lâm Lôi đều trở về nhà. Duy có năm vừa rồi hắn vì khổ tu ở ma thú xâm lâm nên không trở về. Cũng không có gì, chỉ thấy ngươi một thời gian dài không về nhà, nên lo lắng ngươi gặp phải sự tình gì thôi. Gia Lỗ tùy ý đáp, sau đó tiếp tục nói được rồi, có một việc mà ta phải nói cho ngươi rõ. Ngày Hy Nhĩ Mạn Thúc ngươi tới thì tổng quản của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cũng tới, mục đích chính là vì Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Lâm Lôi kinh dị hô lên một tiếng, tổng quản ông ta làm sao mà biết ta có Thạch Điêu Mộng Tỉnh lúc này, Lôi Nặc mới lên tiếng đều trách ta không tốt. Lúc trước Gia Lỗ phái người đưa thạch điêu của ngươi từ sau núi trở về, lúc ấy ta nghĩ không có ai biết sự chân quý của thạch điêu, nên đã để lại gian giữa của ký túc xá. Không ngờ rằng Áo Tư Thác Ni hắn lại trực tiếp đến tìm ngươi, đi thẳng vào ký túc xá liền vừa vặn nhìn thấy thạch điêu mộng tỉnh. Sau đó, chính hắn nói cho Mại Á quán trưởng kia. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Lâm Lôi, vị tổng quản kia còn muốn ngươi bán bức thạch điêu mộng tỉnh này, dù không bán, cũng muốn mộng tỉnh được trưng bày ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Ngươi có đồng ý không? Ra Lỗ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút chần chừ, rồi lắc lắc đầu. Ta tạm thời không muốn công bố mộng tỉnh với công chúng. Hơn nữa, ta cũng không thiếu tiền. Đối với Lâm Lôi mà nói, mộng tỉnh đại biểu cho một đoạn tình cảm của hắn. Đương nhiên, sau khi điêu khắc xong mộng tỉnh, tâm cảnh của hắn cũng thay đổi. Đặc biệt là kinh nghiệm ở vùng ma thú xâm lâm, bị quần long vây công trong mê vụ sơn cốc. Dưới lòng đất, được thấy hai siêu cấp ma thú chém giết lẫn nhau. Thậm chí thiếu chút nữa thì bị giết chết, điều đặc biệt là thành công uống vào long huyết rồi trở thành long huyết chiến sĩ. Đối với tất cả kinh nghiệm đã trải qua, với Lâm Lôi mà nói, một đoạn ký ức về ngài Lệ Tư đã trở thành mờ nhạt. Lâm Lôi cũng nhận ra rằng, biết quý trọng những cái trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Nếu phụ thân mà biết ta đã có thể biến thân thì chắc rằng sẽ vô cùng cao hứng. Lâm Lôi nghĩ tới phụ thân mình. Hoắc Cách cả đời mong muốn con mình trở thành long huyết chiến sĩ. Tiểu Ốc Đốn sở hữu huyết mạch long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi bây giờ cũng có thể long hóa. Thậm chí, năng lực còn đạt tới bát cấp sau khi long hóa. Nếu tin tức này mà nói cho Hoắc Cách biết, rằng cả hai con trai mình đều có thể trở thành long huyết chiến sĩ, khẳng định ông ta sẽ rất cao hứng và kiêu hãnh. Lâm Lôi có thể đoán được giá trị của Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Hắn cũng hiểu rằng nếu đặt ở Ô Sơn Trấn thì sẽ không an toàn, cho nên hắn tiếp tục nhờ Gia Lỗ trông giữ Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Ra khỏi Tửu Điếm, bốn người sánh vai nhau đi trên đường. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ. Có một việc ta phải nói cho các ngươi biết. Lâm Lôi suy nghĩ trong chốc lát, rồi mở miệng nói. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người không khỏi tập trung chú ý. Ta chuẩn bị mấy ngày tới đây sẽ tốt nghiệp. Lâm Lôi cảm thấy khó khăn khi phải nói ra điều này. Tốt nghiệp cũng có nghĩa là rời khỏi Ân Tư Đặc Học Viện, rời xa ba hảo huynh đệ. Lâm Lôi từ năm 9 tuổi, tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện, tới bây giờ đã 17 tuổi, cũng đã 8 năm rồi. Trong 8 năm đó, cũng đã kết giao với nhiều huynh đệ, không quản điều kiện vật chất, đó là những người huynh đệ tốt. Hắn không muốn chia tay những huynh đệ của mình. Nhưng mỗi người trong đời dù sao cũng có hoài bão riêng. Một khi tốt nghiệp, tước vị quý tộc, đất đai, quân đội một chút rồi sẽ tới. Đến lúc đó chính mình sẽ kiên quyết bước lên phía trước. Tốt nghiệp. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhất thời chấn động. Gia Lỗ là người đầu tiên phản ứng, nói Lão Tam, ngươi vì sao lại tốt nghiệp? Tốt nghiệp Ân Tư Đặc Học Viên có cái gì tốt đây? Chúng ta bốn huynh đệ ở cùng một chỗ không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, Ân Tư Đặc Học Viện so với bên ngoài còn an toàn hơn. Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng vội vàng khuyên bảo. Lâm Lôi lắc đầu, nói không được, chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh ở Ân Tư Đặc
học viện mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lão Tam, ngươi bây giờ là lục cấp ma pháp sư. Lục cấp ma pháp sư bên ngoài mặc dù là cao thủ, nhưng mạnh hơn ngươi có rất nhiều người. Chi bằng ngươi tiếp tục tu luyện đến thất cấp ma pháp sư, sau đó tốt nghiệp cũng không muộn. Kiều Trì đề nghị. Trong mắt bọn Kiều Trì, tu luyện ma pháp sư có hai cửa ải lớn khó vượt qua. Đó là từ cửu cấp ma pháp sư lên đến thánh vực, thứ hai là từ lục cấp lên thất cấp ma pháp sư. Từ cửu cấp ma pháp sư để đạt tới thánh vực, cho dù tinh thần lực đầy đủ, ma pháp lực rất mạnh, cũng cần phải vượt qua một chặng dài 5 tháng. Mà từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư cho dù là thiên tài nhân vật, bình thường cũng phải mất đến hơn 10 năm công phu. Ta đã đạt tới thất cấp ma pháp sư. Lâm Lôi trực tiếp trả lời. Thất cấp ma pháp sư. Gia Lỗ ba người như bị lôi điện bổ trúng, hoàn toàn lặng người đi. Địch Khắc Tây là thiên tài nhân vật, mà đến năm 16 tuổi mới đạt tới lục cấp ma pháp sư. Muốn vượt lên thất cấp ma pháp sư, cần khắc khổ tu luyện ít nhất 30 năm nữa mà Lâm Lôi. Hắn năm nay chỉ mới 17 tuổi. Lão Tam, ngươi đã đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi sao Gia Lỗ? Căn bản không thể tin được loại sự tình này. Lão Tam, ngươi không gạt chúng ta đấy chứ, Kiều Trì cũng không tin tưởng. Còn Lôi Nặc thì nhìn Lâm Lôi chằm chằm, một lời cũng không thể phát ra. Chi Chi bối bối trên vai Lâm Lôi bất bình kêu lên, không ngừng hướng về phía ba người. Lâm Lôi nghe được âm thanh bất bình của bối bối lão đại, sao ba tên tiểu tử này lại không tin ngươi? Lão đại, làm một ma pháp cấp 7 cho chúng xem. Lâm Lôi liếc nhìn bối bối không được làm loạn. Bối bối ra vẻ oan khuất, liếc mắt nhìn Lâm Lôi không dám lên tiếng. Bối bối, năng lực càng ngày càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng cười thầm, sau đó nhìn về phía ba hảo huynh đệ của mình Gia Lỗ lão đại, các ngươi đều không tin ta sao? Chờ ngày mai sau khi tốt nghiệp, ta chứng minh cho các ngươi xem. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc đều biết con người Lâm Lôi, đó không phải là loại người thích nói dối. Lão Tam, ngươi thực sự đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi ư? Kiều Trì khẽ hỏi. Lâm Lôi thong thả gật đầu, nếu không, để ta thi triển một chút phi hành thuật. Lâm Lôi bắt đầu niệm chú ngữ, Gia Lỗ ba người lẳng lặng đứng nhìn. Một lát sau, xung quanh người Lâm Lôi xuất hiện một vòng khí lưu, đồng thời cả người bắt đầu bay lên. Hắn bay không cao lắm, cách mặt đất chừng khoảng 20 thước, nếu cao hơn căn bản mọi người không thể nhìn thấy. Đây là phiêu phù thuật. Lôi Nặc nói. Phiêu phù thuật chính xác là ma pháp phi hành. Thấy rõ rồi chứ? Lâm Lôi cả người hướng tới bầu trời, bay đi bay lại, đại khái hơn 10 thước sau đó nhanh chóng hạ xuống. Khi còn cách mặt đất 20 thước, thì dừng lại bảo trì trạng thái lơ lửng trên không. Bảo trì trạng thái này một lúc, sau đó mới đáp xuống đất. Phi hành thuật Gia Lỗ ba người thực sự khiếp sợ. Màn biểu diễn của Lâm Lôi mặc dù rất đơn giản nhưng biểu đạt rất rõ ràng, có thể phi hành trong không trung tuyệt đối là phi hành thuật. Chào, Lâm Lôi đã lâu không gặp ngươi. Không nghĩ khi nhìn thấy ngươi, lại thấy ngươi biểu diễn năng lực a. Xa xa, một gã thanh niên mỉm cười từ bên cạnh đi tới. Vừa rồi nhìn từ xa động tác phi hành của Lâm Lôi, đối với cường đại chiến sĩ mà nói, để phi hành hơn 10 thước là rất khó, cả ân tư đặc học viện này đều biết, Lâm Lôi là thiên tài ma pháp sư, nhưng cũng là một cường đại chiến sĩ. Có người đã từng thấy hắn dễ dàng nâng cự thạch ngàn cân, ở phía sau núi ký túc xá. Lâm Lôi, Gia Lỗ đi tới tiếp đón, là bọn bằng hữu cạnh phòng ký túc xá. Lão Tam, ngươi thực sự đã đạt tới thất cấp ma pháp sư, sao mà có thể nhanh vậy được, mới có một năm a? Kiều Trì là người đầu tiên kinh hô. 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Trời ơi, lịch sử Ngọc Lan đại lục của chúng ta đã có thiên tài nào lợi hại như vậy, chưa Lôi Nặc cũng kích động kêu lên. Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi, hai mắt tỏa sáng, ta chờ mong xem ánh mắt của ban lãnh đạo học viện tiến hành kiểm tra Lão Tam khi tốt nghiệp. Buổi sáng ngày hôm sau, trên một mảng đất thường xuyên được sử dụng để tiến hành thí nghiệm ma pháp của ân tư đặc học viện, hơn 30 pháp sư đều tập trung tại chỗ này. Trên thực tế, kiểm tra ma pháp tốt nghiệp chỉ cần 4 ma pháp sư là đủ. Bình thường, sư phụ ân tư đặc ma pháp học viện tịnh không có việc gì làm, bọn họ nghe nói Lâm Lôi tốt nghiệp bèn náo nhiệt kéo nhau tới. Bình thường, đệ tử đạt tới lục cấp ma pháp sư đều học, tại năm thứ 6 một thời gian sau đó mới có thể tốt nghiệp, loại này căn bản không cần tiến hành kiểm tra tốt nghiệp, cho nên kiểm tra tốt nghiệp là rất hiếm có. 30 ma pháp sư phụ, cùng Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba tên đệ tử. Trong 30 ma pháp sư phụ này, còn có phó viện trưởng Đức Lan Đặc, theo như lời ông ta nói học viện chúng ta có 2 thiên tài, một trong số đó tốt nghiệp, đương nhiên là ta muốn xem. Lâm Lôi, ngươi hãy sử dụng chút địa hệ ma pháp địa đột thương trận, căn cứ theo độ lớn nhỏ cùng với phạm vi, chúng ta có thể phán định cấp bậc ma pháp của ngươi. Một gã tiến hành trắc thí mở miệng đề nghị. Nếu đạt tới lục cấp ma pháp sư, tự nhiên có thể tốt nghiệp. Lâm Lôi thong thả lắc đầu. Đám sư phụ vây xem không khỏi một trận nghi hoặc.
Đức Lan Đặc phó viện trưởng khuyến khích Lâm Lôi, ngươi không phải là muốn tốt nghiệp hay sao? Ta muốn sử dụng phong hệ ma pháp. Lâm Lôi cười nói. Đức Lan Đặc phó viện trưởng cùng đám người đều nở nụ cười, bọn họ đều biết Lâm Lôi sở hữu song hệ ma pháp. Kiểm tra thực lực ma pháp sư chủ yếu là kiểm tra tinh thần lực. Vô luận là kiểm tra hệ nào, thì đều có thể phán định mức độ cường đại của tinh thần lực. Ngươi sử dụng đi. Đức Lan Đặc phó viện trưởng cùng 30 vị ma pháp sư phụ cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cấp 7 phi hành thuật, nhẩm niệm trong chốc lát, khí lưu bắt đầu vần quanh người Lâm Lôi. Cả người đột nhiên bay lên, sau đó phiêu giật tùy ý phi hành trong không trung, khi thì rẽ ngoặt, khi thì phi xuống, khi thì cực tốc phi hành. Phi hành thuật. 30 ma pháp sư phụ đều ngây ngốc, bọn họ đều hiểu được phi hành thuật là cấp bậc gì. 17 tuổi thất cấp song hệ ma pháp sư, điều này. Đức Lan Đặc phó viện trưởng có chút ngây ngốc. Ân Tư Đặc ma pháp học viện đã tĩnh lặng khá lâu rồi, sợ rằng một đoạn thời gian tới sẽ không thể tĩnh lặng được nữa. Chương 102. Thất cấp song hệ ma pháp sư, trên Ngọc Lan đại lục này được xem như đã tiến vào lĩnh vực cường giả. Thất cấp song hệ ma pháp sư, nếu lớn hơn 17 tuổi thì hiệu quả hoàn toàn khác. Một vị song hệ ma pháp sư, e rằng Quang Minh giáo đình căn bản sẽ không thèm để ý, dù sao thì khắp Ngọc Lan đại lục này, cao thủ vẫn còn rất nhiều. Nhưng, 17 tuổi thất cấp song hệ ma pháp sư, đừng nói đến các thế lực trên Ngọc Lan đại lục, ngay cả Quang Minh giáo đình e rằng cũng đều để mắt tới. Thiên tài bát cấp ma pháp sư, phó viện trưởng Đức Lan Đặc kích động kêu lên. Đám ma pháp sư phụ xung quanh đều thực sự khiếp sợ. Những ma pháp sư phụ này đều hiểu rõ, 17 tuổi thất cấp song hệ ma pháp sư đại diện cho cái gì đây? Kỳ tích. Ít nhất là kỳ tích của Ân Tư Đặc ma pháp học viện. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đều cười ha ha lên. Bọn họ vẫn chờ mong được thấy vẻ mặt của các ma pháp sư phụ, quả nhiên là thực thoải mái. Đức Lan Đặc phó viện trưởng, thực lực tại Ân Tư Đặc ma pháp học viện không tính là một trong ba đại cao thủ, nhưng cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất nhanh chóng kìm nén kích động trong lòng, là người đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi, người có biết 17 tuổi mà đạt thất cấp song hệ ma pháp có ý nghĩa gì không? Còn phải hỏi sao Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh, đắc ý vuốt chòm râu bạc của mình. Ta, Đức Lâm Kha Ốc Đặc dạy đệ tử mà lại không xuất chúng được sao? Đức Lâm Kha Ốc Đặc tồn tại ở hình thức linh hồn. Lúc này các ma pháp sư phụ so với các thánh vực đều có một đoạn khoảng cách, đương nhiên không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. 17 tuổi. Đức Lan Đặc cảm thán. Ta ở Ân Tư Đặc học viện này từ trước tới nay, dựa theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn, trong số những đệ tử đạt tới thất cấp ma pháp sư, ngươi là người nhỏ tuổi nhất, ghi tên trong lịch sử cũng là đệ nhất. Mà người thứ nhất được ghi tên là vị thiên tài 90 tuổi đạt đến thất cấp ma pháp sư, sau này trở thành một vị thánh vự ma đạo sư. Một vị lão đầu tóc bạc từ bên cạnh đi tới, nói không riêng gì trong lịch sử Ân Tư Đặc ma pháp học viện, mà ngay cả trong lịch sử Ngọc Lan đại lục, đạt tới thất cấp ma pháp sư, phân chia theo tuổi từ nhỏ đến lớn, người cũng là người thứ hai được ghi vào lịch sử. Lịch sử Ngọc Lan đại lục có phạm vi thời gian là rất lớn, Ân Tư Đặc ma pháp học viện căn bản không thể so sánh được. Lịch sử đệ nhị Lâm Lôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngọc Lan đại lục thiên tài vô số, chính mình có thể được ghi là lịch sử đệ nhị, đây thực sự là điều vô cùng kinh khủng. Ngọc Lan đại lục, lịch sử đệ nhất là một vị thánh vực ma đạo sư, hắn 60 tuổi trở thành thất cấp ma pháp sư trong một năm. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhị bây giờ trở thành đệ tam, hắn 18 tuổi trở thành thất cấp ma pháp sư, người này cuối cùng chỉ đạt tới cửu cấp ma pháp sư. Hắn bản thân gặp phải bi kịch, tâm tính đại biến, có thể tạm hiểu là như vậy. Có thể tóm lược như sau, nếu ghi tên 10 thiên tài trong lịch sử, thì 6 người đạt tới thánh vực ma pháp sư, 4 người đạt cửu cấp ma pháp sư. Bình thường thất cấp ma pháp sư được gọi là đại ma pháp sư, bát cấp ma pháp sư gọi là ma đạo sư, còn cửu cấp ma pháp sư được gọi là đại ma đạo sư. Thánh vực ma pháp sư cũng được gọi là thánh vực ma đạo sư hoặc thánh ma đạo sư. Có thể nói như vậy, ngươi dĩ nhiên có tư chất cao, ít nhất cũng trở thành cửu cấp ma pháp sư. Đó là điều chắc chắn, nhưng ngươi cần phải mất một thời gian dài. Nếu ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, thì sẽ có hy vọng rất lớn trở thành thánh vực ma đạo sư. Dù sao hiện tại, ngươi cũng là lịch sử đệ nhị được ghi là thất cấp ma pháp sư nhỏ tuổi nhất. Lão giả tóc bạc nhìn Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi luôn coi thánh vực ma pháp sư chính là mục đích phấn đấu của bản thân, nhưng không trông mong quá lớn. Bởi vì hắn hiểu được rằng, song tu ma pháp sư cùng chiến sĩ rất khó tiến bộ. Chiến sĩ cùng ma pháp sư giống nhau, là đều cần tinh thần lực. Nhưng trình độ tinh thần lực là không giống nhau. Ma pháp sư không tu luyện thân thể, chỉ chuyên tu tinh thần lực. Bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều tu luyện tinh thần lực, đối với ma pháp lực là thiên địa nguyên tố họ muốn nắm rõ,
đều cần phải có tinh thần lực cường đại. Một ma pháp sư cao thủ, bọn họ đều có tinh thần lực cường đại đáng sợ. Chiến sĩ thì không giống như vậy. Đối với chiến sĩ mà nói, quan trọng nhất chính là tu luyện thân thể, sau đó mới đến tinh thần lực cùng với đấu khí. Có một thân thể cường đại mới có thể tích lũy đủ đấu khí, mà tinh thần lực dùng để khống chế và sử dụng đấu khí. Cùng một cấp bậc, nhưng tinh thần lực của ma pháp sư mạnh hơn chiến sĩ gấp 10 lần. Cho dù ta có thể tu luyện tới thánh vực ma đạo sư, nhưng thời gian hao phí khẳng định là rất dài. Mà tu luyện long huyết chiến sĩ thiên phú, phỏng chừng cũng không yếu hơn thánh vực. Lầm Lôi nắm rất rõ lịch sử của gia tộc mình. Long huyết chiến sĩ bình thường chỉ cần 10 năm là có thể gia nhập thánh vực cao thủ. Hơn nữa, long huyết chiến sĩ khi gia nhập thánh vực cao thủ là vô cùng cường đại, trong thánh vực cao thủ có thể xem là người mạnh nhất. Lầm Lôi, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay của Ân Tư Đặc, ma pháp học viện chúng ta. Mời ngươi ở lại 2 ngày, chúng ta sẽ cho mời một vị danh họa tới để vẽ một bức chân dung của ngươi đặt trong học viện. Đức Lan Đặc phó viện trưởng lập tức đề nghị. Lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan Đại Lục, đương nhiên là một loại vinh dự của học viện. Bức họa Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn nhớ tới các họa sĩ hay thạch điêu cao thủ, trước mặt họ phải bảo trì tư thế cơ thể một thời gian dài. Nghĩ tới cảnh này Lâm Lôi không khỏi suy nghĩ, trở thành lịch sử đệ nhị Ngọc Lan Đại Lục, tựa hồ không phải là điều tốt đẹp cho lắm. Thiên tài đầu tiên của Ân Tư Đặc, ma pháp học viện là lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan Đại Lục. Năm nay 17 tuổi, đã đạt tới thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức kinh người này, nhanh chóng được lan truyền khắp Ân Tư Đặc ma pháp học viện, làm cho nhiều người phải khiếp sợ. Thất cấp song hệ ma pháp sư mới 17 tuổi sao có thể? Hoàn toàn là sự thực, học viện ma pháp sư phụ đều ở đó. Hơn nữa phó viện trưởng đã mời họa sĩ, chuẩn bị vẽ một bức ảnh của Lâm Lôi để lưu giữ lại ở học viện chúng ta. Trời ơi, 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Với tốc độ như vậy, 10 năm nữa có thể đạt tới bát cấp, 20 năm đạt tới cửu cấp, hắn hơn 40 tuổi đã đạt tới cửu cấp đại ma đạo sư rồi. Phòng chừng 100 tuổi, đạt tới thánh vực ma đạo sư cũng nên. Ta mới tra cứu trong thư viện một chút, ngoại trừ Lâm Lôi, ghi tên trong lịch sử đại lục 10 thiên tài, thì có 6 người là thánh ma đạo sư rồi, 4 người là cửu cấp đại ma đạo sư. Lâm Lôi thực là lợi hại a. Đừng lo lắng, ta không việc gì. Địch Khắc Tây chậm rãi lắc đầu. Địch Lị Á, ta cảm thấy ở học viện hình như không còn nhiều tác dụng nữa, ta chuẩn bị tốt nghiệp, về với tổ quốc, về với gia tộc. Địch Lị Á sửng sốt. Hoa Đức Lập Tử Điếm, một gian phòng biệt lập. Lúc này mấy huynh đệ Lâm Lôi đang tụ tập tại đây. Từ khi tin tức Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư được truyền đi, ký túc xá 1987 thường xuyên có người đến bái phòng Lâm Lôi, bức bách hắn chỉ còn cách chạy đến Hoa Đức Lập Tử Điếm ở tạm. Hoa Đức Lập Tử Điếm có bối cảnh rất lớn, nên không có ai đến làm phiền hắn. Lão Tam, ngươi không biết là ngươi rất nổi tiếng a? Gia Lỗ cảm thán. Lâm Lôi cười nhạt. Kỳ thực, quyết định tốt nghiệp được đưa ra sau khi thương lượng cùng với Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Ngày nay, ba Lỗ Khắc gia tộc đã suy yếu, nếu muốn quật khởi trở lại phải lựa chọn cách công bố thực lực thất cấp ma pháp sư. Không thể ngờ được rằng, biện pháp này có hiệu quả rất tốt. 17 tuổi đạt xong hệ thất cấp ma pháp sư, khiến cho thế lực khắp nơi đều gửi người tới lôi kéo, đương nhiên là với điều kiện rất cao. Như vậy, Lâm Lôi có bước khởi đầu rất thuận lợi. Lão Tam, ta cũng không giấu giếm ngươi nữa, một trong tam đại thương hội của đại lục là, đạo xâm thương hội chính là của gia đình ta. Ngươi có hứng thú muốn gia nhập với chúng ta không? Ra Lỗ nhìn Lâm Lôi. Trên thực tế, gia tộc mong muốn Lâm Lôi gia nhập đạo xâm thương hội. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhị thiên tài, người như thế nếu gia nhập vào đạo xâm thương hội, khẳng định sẽ có địa vị rất cao. Địa vị của Ra Lỗ ở trong gia tộc cũng rất lớn. Đạo xâm thương hội Lôi Nặc là người đầu tiên kinh hô, oa, Gia Lỗ, mặc dù biết ngươi thuộc đạo xâm gia tộc, nhưng không nghĩ rằng đạo xâm thương hội lại là của gia tộc các ngươi. Đạo xâm thương hội a, thực sự là giàu có a. Kiều Trì cũng nhìn Gia Lỗ. Gia Lỗ lão đại, chuyện này. Lâm Lôi có chút chần chừ. Không cần để ý, ngươi là huynh đệ của ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Gia Lỗ cười nói. Không dám cam đoan, nếu ngươi gia nhập thương hội của chúng ta, chuyện tiền bạc thì không có vấn đề gì. Ít nhất là một ức kim tệ 100 triệu không thành vấn đề. Một ức kim tệ 100 triệu Lâm Lôi, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhất thời chấn động. Một ức kim tệ, đó là một số tiền lớn, lớn kinh khủng. Phân Lai Vương quốc đệ nhất gia tộc, tất cả tư sản sợ rằng có đạt tới một ức kim tệ hay không, còn rất khó nói. Lâm Lôi, gia tộc của vị huynh đệ này đích xác là rất giàu có. Một ức kim tệ, thực là Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bị chấn động. Một vị thạch điêu đại sư với một tác phẩm thành danh cũng chỉ hơn 100 vạn kim tệ. Nhưng loại tác phẩm này có được bao nhiêu chứ? Lão Tam, ta có thể nói với ngươi, cả Ngọc Lan đại lục này, ngoại trừ lưỡng đại thương hội ra,
tứ đại đế quốc hay lưỡng đại đồng minh đều không thể xuất ra một cái giá như thế. Cho nên vương quốc này, Gia Lỗ xác định nói, tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh đều có thánh vực cao thủ, nhưng tứ đạo đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh đều phải nuôi một lượng quân đội khổng lồ, duy trì cả quốc gia. Mặc dù bọn họ có nhiều tiền của, nhưng để một lúc xuất ra một ước kim tệ, đó là điều vô cùng khó khăn. Ít nhất cũng phải trải qua một thời gian thương nghị, nếu chỉ vì một thánh vực cao thủ, bọn họ sẽ không làm như thế. Chỉ có tam đại thương hội. Tài phú của họ nhiều đến mức kinh người, bọn họ mặc dù vũ lực rất mạnh, nhưng so sánh với tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh thực sự chênh lệch rất lớn, cho nên họ rất cần những siêu cấp cao thủ gia nhập liên minh. Cộc cộc cộc, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Gia Lỗ nhíu mày đi ra mở, của nhân tiện nói ta không phải đã nói không được quấy rầy chúng ta, hay sao? Người quản lý Hoa Đức Lập Tử Điếm lúng túng Gia Lỗ thiếu gia, Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, mang theo ba bạch y tư tế, cùng một đoàn kỵ sĩ thần điện đi tới tử điếm. Gia Lỗ ngẩn người ra. Có cả Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, địa vị gần, bằng giáo hoàng địa vị của mỗi một Hồng Y đại giáo chủ có thể còn cao hơn, quốc vương của cả một vương quốc. Hồng Y đại giáo chủ tự mình xuất lĩnh nhân mã tới đây, thiếu gia của đạo xâm thương hội có khả năng ngăn cản được chăng? Lão tam quả là có lực hấp dẫn thực cường đại A. Chương 103. Phòng giữa là nơi Đức Lập tử điếm chuyên dùng để tiếp khách, hai bên cửa phòng hiện có hai gã thất cấp thần điện kỵ sĩ đang đứng canh gác, còn bọn bốn người Lâm Lôi thì từ bên trong bước ta. Bước chân gõ trên mặt sàn làm bằng đại lý thạch bóng loáng như gương soi, phát ra tiếng lanh lảnh. Khi Lâm Lôi, Gia Lỗ bốn người tiến vào bên trong, bảy người ngồi trong phòng khách đều nhất loạt quay đầu nhìn lại. Hồng Y đại giáo chủ, ba gã bạch y tế tự, còn có ba gã thần điện kỵ sĩ. Lâm Lôi nhận ra thân phận của bảy người, hơn nữa hắn còn cảm giác được thực lực vô cùng cường đại của những người này. Bên cạnh đó, Lâm Lôi còn biết thêm một số tin tức khác. Trong giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ chỉ đứng sau Thánh Hoàng. Để trở thành Hồng Y đại giáo chủ chẳng những cần phải có đủ uy tín, mà thực lực tối thiểu cũng phải đạt tới cửu cấp đại ma đạo. Cửu cấp đại ma đạo Lâm Lôi, không khỏi cẩn thận quan sát vị Hồng Y đại giáo chủ này một chút. Hồng Y đại giáo chủ trước mắt là một trung niên nhân có mái tóc quăn màu nâu, mũi cao, khóe miệng luôn có vẻ tươi cười hóm hỉnh, trên người toát ra một vẻ thân thiện dễ gần. Hay lắm, Lâm Lôi, còn có cả tiểu Gia Lỗ. Vị Hồng Y đại giáo chủ mỉm cười đứng dậy, trước tiên giới thiệu qua với các ngươi một chút. Ba vị bạch y tế tự đây đều là phó thủ của ta, còn ba vị thần điện kỵ sĩ thực ra là đoàn trưởng của Vinh Diệu kỵ sĩ đoàn Mã Khố Tư và hai vị phó đoàn trưởng, còn ta, các ngươi có thể gọi ta là Cát Nhĩ Mặc. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi cũng từng nghe nói thần thánh đồng minh có 8 vương bài kỵ sĩ đoàn, trong đó có Vinh Diệu kỵ sĩ đoàn, mỗi vương bài kỵ sĩ đoàn này đều rất cường đại, có lực công kích kinh người. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Mã Khố Tư đại nhân và các vị đại nhân khác, không biết các người tới có chuyện gì không? Lâm Lôi khiêm tốn hỏi, đồng thời hắn cũng chú ý một chút đến Mã Khố Tư. Mã Khố Tư là một gã chiến sĩ đầu bóng loáng cực kỳ cường tráng, toàn thân đang trong tư thế ngồi làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trước một tòa thạch trụ, khó có thể dịch chuyển. Trong số những người đến từ giáo đình tại đây thì Cát Nhĩ Mặc cùng Mã Khố Tư có địa vị cao nhất. Mã Khố Tư là đoàn trưởng một trong 8 vương bài kỵ sĩ đoàn, thực lực e rằng không kém hơn Cát Nhĩ Mặc bao nhiêu, thậm chí là gần như ngang bằng. Mã Khố Tư mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên, ta nghe Cát Nhĩ Mặc nói tại thần thánh đồng minh chúng ta vừa mới xuất hiện một thiên tài. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Ta vẫn tò mò muốn biết bộ dạng của vị thiên tài này, hôm nay đã được trông thấy, ha ha, ta rất thích. Dưới con mắt của Mã Khố Tư, đương nhiên có thể nhận ra Lâm Lôi cũng là một chiến sĩ. Tiểu tử, ngươi đạt tới chiến sĩ cấp mấy rồi? Mã Khố Tư hỏi. Cát Nhĩ Mặc rất ra dáng hảo nhân chỉ ngồi ở một bên. Không bởi vì bị Mã Khố Tư giành mất quyền nói mà cảm thấy cụt hứng. Lâm Lôi khiêm tốn đáp, năm nay vừa mới đạt tới lục cấp chiến sĩ. Ồ, Mã Khố Tư đôi mắt sáng ngời, 17 tuổi là lục cấp chiến sĩ, cũng xem như là không tồi rồi. Mã Khố Tư, ta rất ít bội phục ai, nhưng cũng phải thừa nhận ngươi đích thực là một thiên tài. Chẳng những ma pháp tu luyện đến mức này, mà còn là một chiến sĩ. Lâm Lôi khiêm tốn cười xòa. Hai vị phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn bên cạnh Mã Khố Tư cũng có vẻ kinh ngạc. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha, hảo, Mã Khố Tư, Lâm Lôi chính là lục cấp chiến sĩ, có điều 17 tuổi là lục cấp chiến sĩ, tùy tiện tìm trong chiến sĩ học viện cũng có thể tìm được ít nhất 2 người. Cái quý giá nhất của hắn chính là ma pháp thiên phú. Chiến sĩ tuy tu luyện khó khăn, có điều vẫn kém hơn ma pháp sư một chút. Liều mạng rèn luyện thân thể, khí lực từ nhỏ, nếu gia thế tốt thì từ nhỏ có thể tu luyện cả đấu khí. 17 tuổi trở thành lục cấp chiến sĩ cũng không phải là điều quá khó. Lâm Lôi, ngươi nên gia nhập làm thành viên cho thần thánh đồng minh chúng ta, với thành tích kinh người như thế, khiến ta là Hồng Y giáo chủ thần điện cũng cảm thấy tự hào.
Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập thần thánh? Đồng minh chúng ta không, ta nghĩ với tài năng của ngươi, chỉ cần gia nhập, ta hiện tại có thể cam đoan ngươi sẽ trở thành bạch y tế tự của thần điện, sau này trở thành hồng y đại giáo chủ cũng không thành vấn đề. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đưa ra đề nghị. Lịch sử đệ nhị siêu cấp thiên tài, loại nhân vật thiên tài này trở thành thánh vực ma đạo sư có 90% là nắm chắc. Duy nhất 10% cũng chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện cái gì đó, đả kích khiến bản thân hắn không muốn tu luyện nữa. Thánh vực cường giả tương lai, cho dù không cố gắng tối thiểu cũng là cửu cấp đại ma đạo sư. Nhân tài như vậy, đương nhiên phải thu hút. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, chuyện này đối với ta mà nói, thực sự quá bất ngờ. Lầm Lôi trên mặt lộ ra một nụ cười khiêm tốn có chút ngượng ngùng. Ta năm nay mới chỉ 17 tuổi, đối với việc này còn chưa suy nghĩ được thấu đáo. Địa vị cao, đương nhiên quyền lợi và trách nhiệm cũng cao. Ta bây giờ còn chưa có dũng khí để gánh trách nhiệm. Ta nghĩ có thể để qua vài năm nữa được không? Lầm Lôi từ chối. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhướng mày. Đệ nhị siêu cấp thiên tài trong lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục, 90% nhân vật kiểu này sẽ trở thành thánh vực cường giả. Cho dù chính mình không thể sử dụng thì cũng không thể để cho địch nhân sử dụng. Lâm Lôi, ta biết ngươi còn trẻ, tuy nhiên, ngươi là một người của thần thánh đồng minh chúng ta, ngươi cũng là một thiên tài, ngươi cũng nên thích nghi với việc thành tích chói sáng, thì cũng đồng nghĩa với trách nhiệm chứ đừng nên lùi bước. Cát Nhĩ Mặc kiên nhẫn dụ dỗ. Huống chi, ngươi còn có thể trở thành bạch y tế tự dưới quyền ta. Ta có thể cam đoan, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm những chuyện vi phạm đến lợi ích của thần điện, ta tuyệt đối không can thiệp vào tự do của ngươi, ngươi nghĩ sao? Hơn nữa, ngươi cũng có thể gia nhập thần thánh đồng minh của bất kỳ vương quốc nào, chúng ta thậm chí có thể cho ngươi tước vị công tước. Thái độ của Cát Nhĩ Mặc không thể không nói là rất có thành ý. Lầm Lôi trầm ngâm. Ba gã bạch y tế tự bên cạnh Cát Nhĩ Mặc cau mày, còn Cát Nhĩ Mặc thì mỉm cười, tràn ngập kỳ vọng nhìn Lâm Lôi. Chỉ với loại ánh mắt này, cũng đã rất khó để cự tuyệt đối phương. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người đứng ở bên cạnh Lâm Lôi đều trầm mặc, Gia Lỗ lúc này cũng không dám mở miệng. Hồng Y Đại Giáo Chủ là ai đây? Một trong những người đứng ở tầng cao nhất, trong kim tự tháp quyền lực tại Thần Thánh Đồng Minh. Quyền lực tối cao còn hơn cả quốc vương một nước, ngay cả phụ thân hắn cũng không thể sánh được. Một thiếu gia thương hội như hắn có tư cách gì mà xen vào? Lâm Lôi trong lòng không ngừng cân nhắc. Bởi Đức Lâm Kha Ốc Đặc trước khi vào phòng khách đã nhắc nhở hắn. Tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh tranh chấp với nhau đều vô cùng tàn nhẫn. Ta một khi đã không thể sử dụng thì cũng không thể để cho địch nhân sử dụng. Đây là một quan điểm tương đối phổ biến. Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Lâm Lôi rốt cục cũng mở miệng. Cát Nhĩ Mặc đôi mắt sáng lên, cười nhìn Lâm Lôi có quyết định rồi à? Lâm Lôi gật đầu đáp Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Ta từ nhỏ đã sống ở Phân Lai Vương Quốc, đương nhiên cũng là người của thần thánh đồng minh, ta có thể cam đoan với ngài. Chỉ cần thần thánh đồng minh không chủ động loại bỏ ta, ta tuyệt đối không phản bội lại thần thánh đồng minh. Vô luận là dùng cách nào để chiêu nạp, ta cũng sẽ không gia nhập đối phương. Ý ngươi là gì? Cát Nhĩ Mặc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục nói ý ta là, tạm thời không vội quyết định, ta phải được sự đồng ý của phụ thân ta, sau đó mới có thể nói cho các ngài sự lựa chọn của ta. Ta có thể cam đoan tuyệt đối không gia nhập bất kỳ nơi nào trong tứ đại đế quốc và hắc ám đồng minh. Cát Nhĩ Mặc mỉm cười gật gật đầu phải. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nên thương lượng với cha ngươi một chút. Được, ta chờ câu trả lời của ngươi. Nói xong Cát Nhĩ Mặc đứng lên, ba vị bạch y tế tự và Mã Khố Tư ba người cũng đứng dậy. Cứ quyết định đi, ta cũng sẽ không quấy rầy. Quang Minh Thần Điện chúng ta có thành ý, đương nhiên cũng có đủ kiên nhẫn. Chỉ là hy vọng Lâm Lôi ngươi đừng khiến bọn ta phải chờ 10 năm hay 20 năm. Ha ha, Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi bốn người cũng đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người Cát Nhĩ Mặc rời đi. Khi mấy người Quang Minh giáo đình đã rời đi, bốn huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, vừa rồi thực là khẩn trương, còn không dám thở mạnh nữa. Lôi Nặc thở phào nói. Kiều Trì cũng gật đầu, vị Hồng Y đại giáo chủ đó dù đối với chúng ta rất tốt, nhưng trong lòng ta vẫn có cảm giác bất an. Gia Lỗ cười rộ lên, đó là điều tất nhiên, dù sao cũng là Hồng Y đại giáo chủ, là một trong những người cầm quyền ở thần thánh đồng minh. À, Lão Tam, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Quang Minh giáo đình không thể tốt với đối phương như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng là người sống trên đất của thần thánh đồng minh, chịu sự khống chế của người ta a. Không vội, không vội. Lâm Lôi cười đáp, các ngươi đã thấy thế mạnh của họ thì cũng phải thấy được ưu thế của mình. Ta mặc dù không bằng đối phương, nhưng chỉ cần không gia nhập vào năm thế lực kia, Quang Minh giáo đình cũng sẽ không đụng đến ta. Dù ta nói cần phải thương lượng với phụ thân ta, nhưng chỉ cần tạm thời ta không gặp ông ấy, không phải là có thể trì hoãn được một thời gian hay sao? Nói xong Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, ta nhờ ngươi một việc. Cứ nói. Gia Lỗ nhìn lại hắn. Lâm Lôi thở dài nói ra cũng thực xấu hổ. Ba lỗ khắc gia tộc chúng ta có một kiện bảo vật truyền thừa của gia tộc,
là binh khí của tộc trưởng đời thứ nhất của chúng ta, đó là một thanh chiến đao tên là Đồ Lục. Hiện nay Đồ Lục chiến đao này đang nằm trong tay một đại quý tộc của Phân Lai Vương quốc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu xem, chiến đao Đồ Lục này rốt cuộc đang ở trong tay ai. Gia tộc truyền thừa chi bảo chuyện này đương nhiên là tìm được, lão Tam, ngươi có muốn ta giúp ngươi trực tiếp mang nó về không? Gia Lỗ trực tiếp hỏi. Lâm Lôi cười đáp, Gia Lỗ lão đại, ngươi có thể giúp ta điều tra vậy là đủ rồi, hơn nữa bây giờ ta cũng không có thiếu nhiều kim tệ lắm. Lâm Lôi không thích nợ người khác. Sáng sớm hai ngày sau, trong phòng của Lâm Lôi, mặt đất bị phủ bởi một tầng hoàng sắc quang mang. Tầng hoàng sắc quang mang này bao phủ trong phạm vi không lớn, đại khái chỉ xung quanh phạm vi khoảng trên dưới 3 thước về. Chỉ cần bước vào phạm vi này một bước thì sẽ cảm thấy một cỗ trọng lực kinh người. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Sau khi thực lực đạt tới thất cấp ma pháp sư, trọng lực thuật của Lâm Lôi hiện tại so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Trong điều kiện bình thường, lực hút là gấp 4 lần. Dưới tác dụng của tứ bội trọng lực, không chỉ thân thể, luôn cả mạch máu bên trong cũng phải chống đỡ trọng lực gấp 4 lần. Bản thân Lâm Lôi cũng không sử dụng địa hệ ma pháp lực để triệt tiêu lực hút, mà là trực tiếp dùng thân thể chịu đựng lực hút kinh người này. Lúc này hắn toàn thân đảo ngược, dựa vào hai ngón tay của tay phải, không ngừng rèn luyện chỉ lực và tí lực. 725, 726. Tách, tách mồ hôi từ trên trán Lâm Lôi rơi xuống mặt đất. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Gia Lỗ phấn khích tiến vào bên trong nói, à, lão Tam, việc ngươi nhờ ta tìm hiểu về tình hình của chiến đao Đồ Lục, đã có tin tức. Đang nói, Gia Lỗ không cẩn thận bước vào giữa khu vực trọng lực. Gia Lỗ, Lâm Lôi hai tay chống xuống, cả người vọt lên cực nhanh, trực tiếp kéo Gia Lỗ ra từ trong phạm vi trọng lực. Phù, phù. Gia Lỗ thở mạnh, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, lão Tam, ngươi lại bố trí trọng lực thuật trong phòng ta mới trúng chiêu. Vừa rồi cảm giác thực là khó chịu, tim như bị ngừng đập một cách đột ngột vậy. May là thời gian ngắn, nếu không thân thể Gia Lỗ chắc sẽ có chuyện. Được rồi, Gia Lỗ lão đại. Ngươi không phải vừa nhắc tới chiến đao Đồ Lục sao? Tâm tư Lâm Lôi bỗng trở nên vội vàng. Truyền thừa gia tộc chi bảo này, phụ thân mình cả đời hy vọng lớn nhất là có thể mang bảo vật truyền từ hơn 5.000 năm trước này trở về gia tộc. Gia Lỗ thong thả gật đầu, phải, ta vừa nhận được tin tức, chiến đao Đồ Lục của gia tộc ngươi đang ở trong tay của một gia tộc ở Phân Lai Thành. Gia tộc này tên là Gia Lỗ. Cao mày, hắn không thể nhớ rõ tên của cái gia tộc đó. Xin chào lão Tam. Gia Lỗ lão đại, Mại Á tổng quán trưởng đến. Tiếng lôi nặc từ ngoài cửa vang lên. Chương 104. Trong khách sảnh. Thực sự rất xin lỗi Mại Á quán trưởng. Lâm Lôi khiêm tốn nói, bức thạch điêu này, tạm thời ta không muốn đem đấu giá, cũng không muốn triển lãm. Nhưng ta có thể cam đoan, nếu sau này ta muốn bán hoặc muốn triển lãm, khẳng định sẽ mời Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán hỗ trợ. Mại Á quán trưởng đứng dựa vào một cây quải trượng, mỉm cười nhìn Lâm Lôi, ồ, không cần phải bận tâm, ta lần này tới, việc muốn triển lãm tác phẩm của ngươi tại hội quán chúng ta chỉ là chuyện thứ yếu. Chủ yếu là đến thăm thiên tài ngàn năm khó gặp trong giới thạch điêu chúng ta. Lúc này, người phụ trách tử điếm cũng đã bước đến. Ông ta cười cười tỏ ý xin lỗi Mại Á tổng quán trưởng, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi và Gia Lỗ. Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia, một đám người ngựa của Lai Nhân Đế quốc đã tới bên ngoài tử điếm, bọn họ muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Ha ha, Mại Á quán trưởng đứng dậy cười, xem ra Lâm Lôi ngươi bây giờ nhiều việc quá, ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Nói rồi Mại Á quán trưởng mang theo đám tùy tùng rời khỏi khách sảnh. Lâm Lôi nhìn người phụ trách tử điếm, xin ngươi hãy giúp ta ngăn cản, ta bây giờ không muốn gặp người của Tứ Đại Đế quốc và Hắc Ám đồng minh. Lâm Lôi cự tuyệt thẳng thừng hết thảy những người nào đến chiêu dụ hắn. Hắn hiểu rõ, nếu bây giờ hắn gặp người của Tứ Đại Đế quốc hay Hắc Ám đồng minh, có thể khiến cho Quang Minh giáo đình vô cùng bất mãn. Dù kể cả khi gặp mặt mình không nhận lời với đối phương, nhưng người của Quang Minh giáo đình hiện không có mặt tại hiện trường, bọn họ đương nhiên sẽ hoài nghi. Hơn nữa, thế lực Quang Minh giáo đình, tại cả Ngọc Lan Đại Lục cũng rất mạnh, không hề yếu hơn bất kỳ đế quốc nào. Lâm Lôi cũng không cần thiết phải gia nhập đế quốc khác hay Hắc Ám đồng minh. 3 ngày sau, bên trong một chiếc xe ngựa đang hướng tới Phân Lai Thành, trong xe chỉ có Lâm Lôi và Gia Lỗ, còn Lôi Nặc và Kiều Trì tiếp tục ở lại học viện. Lão Tam, ngươi thực là thông minh a. 2, 3 ngày nay cả Tứ Đại Đế quốc và Hắc Ám đồng minh đột nhiên đều muốn gặp ngươi. Gia Lỗ cười nói, những người muốn gặp Lâm Lôi đều là những người phụ trách một ít sự vụ tại Thần Thánh Đồng Minh. Những người này đều không phải là nhân vật lớn, mới 17 tuổi mà đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức này muốn truyền tới Tứ Đại Đế quốc và Hắc Ám Đồng Minh, cũng cần một khoảng thời gian dài. Dù sao thì khoảng cách cũng quá xa xôi. Những người phụ trách của các thế lực tại Thần Thánh Đồng Minh đều là tự quyết định tới gặp Lâm Lôi. Đáng tiếc, đều bị hắn cự tuyệt từ ngoài cửa. Gia Lỗ, muốn lấy lại truyền thừa chi bảo Đồ Lục chiến đao của gia tộc Ba Lỗ Khắc, chúng ta từ trong tay Lô Tạp Tư gia tộc có phải thực sự là
rất khó đúng không Lâm Lôi lúc này, xuất phát đi Phân Lai Thành, cũng chính là vì chuyện này. Gia Lỗ gật đầu phải, ta ngay từ đầu vốn nói với ngươi, không cần quá để ý đến gia tộc này, nhưng bây giờ xem ra, Lô Tạp Tư gia tộc này cũng thực không bình thường. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Mấy trăm năm trước đã thu được truyền thừa chi bảo của gia tộc mình, điều đó chí ít cũng chứng minh rằng gia tộc này không phải là một gia tộc mới nổi. Lô Tạp Tư gia tộc cũng là một gia tộc tương đối lâu đời, có gần 1.000 năm lịch sử. Tại Phân Lai Vương quốc, mặc dù tài phú chỉ có thể nói là bình thường, nhưng tầm ảnh hưởng tới các quý tộc khác là rất lớn. Cái chính là tộc trưởng của Lô Tạp Tư gia tộc, lão già này rất ngoan cố, hơn nữa lại cực kỳ thích sưu tầm. Truyền thừa chi bảo của gia tộc ngươi chính là vũ khí của Long Huyết Chiến Sĩ đầu tiên. Mặc dù Long Huyết Chiến Sĩ đã hơn 1.000 năm không xuất hiện nhưng vũ khí dù sao cũng có ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa vũ khí này của gia tộc ngươi giá trị tối thiểu cũng hơn 10 vạn kim tệ. Thậm chí kể cả nếu có tiền mà tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc ngoan cố, sợ rằng cũng rất khó thành công. Gia Lỗ cảm thán nói. Với những người này, không phải cứ có kim tệ là hữu dụng. Lâm Lôi, nếu ta nhờ nhị thúc hỗ trợ, sử dụng một chút quan hệ của thương hội chúng ta, để gây cho lão già ngoan cố kia một chút áp lực, sự khó khăn có thể sẽ không còn quá lớn nữa. Gia Lỗ đề nghị. Lâm Lôi biết Gia Lỗ có ý tốt, nhưng hắn thực sự không thích người khác hỗ trợ. Ta trước tiên cứ thử xem đã, nếu thực sự không được, sau đó sẽ thỉnh Gia Lỗ lão đại người hỗ trợ. Lâm Lôi cười nói. Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh có một trận ba động, rồi sau đó thân thể nhỏ bé của Bối Bối lao ra. Bối Bối mở mắt tỉnh táo nhìn thoáng qua Gia Lỗ rồi sau đó nhìn Lâm Lôi, đồng thời dùng linh hồn trao đổi nói lão đại, xe ngựa tốc độ chậm quá, ta ngủ một giấc rồi mà sao còn chưa tới Phân Lai Thành. Lâm Lôi ôm lấy Bối Bối được rồi, đừng làm ồn, một lát nữa là tới thôi. Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, xe ngựa chợt đổ xuống. Ngồi trong xe, Lâm Lôi và Gia Lỗ cũng cảm thấy xe ngựa rung lên, Gia Lỗ mặt biến sắc không ổn. Mời Lâm Lôi và Gia Lỗ thiếu gia ra đây một chút. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm chói tai. Lâm Lôi và Gia Lỗ hai người nhìn nhau, đối phương có thể bao vây mà bọn họ không phát hiện, thực lực so với bọn hắn thực sự là mạnh hơn. Bọn họ cũng không hề phản kháng từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Ra khỏi xe ngựa, Lâm Lôi và Gia Lỗ biến sắc. Lúc này hai gã thất cấp chiến sĩ hộ vệ đã bị quẳng xuống, máu tươi còn lưu lại trên mặt đất. Cả tên mã phu cũng bị ngã lăn ra. Thất cấp chiến sĩ không kịp phản kháng đã bị giết chết. Thực lực đối phương rõ ràng là vô cùng cường đại. Gia Lỗ, Lâm Lôi nhị vị thiếu gia, chúng ta không có ác ý. Chúng ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi ngồi lại một chút mà thôi. Cho nên Gia Lỗ thiếu gia, chúng ta tự nhiên sẽ không gây tổn thương cho ngươi. Lúc này cách đó không xa có ba gã áo xanh đang đứng. Gã nam tử cầm đầu có vết sẹo ở trên mặt mở miệng nói. Thất cấp chiến sĩ chết, Gia Lỗ mặc dù tức giận nhưng không dám phát tác. Dù sao hắn cũng nhận ra sự chênh lệch về thực lực. Nam tử mặt sẹo cười nhìn Lâm Lôi, ngươi đừng phản kháng, những kẻ dưới trướng ta đều có thể dễ dàng bắt được ngươi chứ đừng nói gì đến ta. Bây giờ ngươi phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta, không biết ngươi có nguyện ý không hay là bắt chúng ta phải dùng đến vũ lực. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Gia Lỗ bên cạnh, hắn không muốn làm liên lụy Gia Lỗ. Lão Tam, đừng đi theo bọn họ. Gia Lỗ vội vàng nói. Lâm Lôi trong lòng hiểu được, ba cường giả này sợ rằng nếu không phải là Hắc Ám, đồng minh thì cũng là tứ đại đế quốc, với thực lực của đối phương. Dù chính mình cùng Bối Bối toàn lực xuất thủ cũng khó có thể thắng được. Huống chi, đối phương tìm mình, khẳng định là muốn mình gia nhập bọn họ, ít nhất sẽ không làm hại đến mình. Được, ta đi với các ngươi. Lâm Lôi gật đầu đáp. Vị nam tử mặt sẹo không khỏi bật cười vậy thì tốt rồi. Gia Lỗ thiếu gia, hy vọng ngươi hãy quên sự tình vừa mới phát sinh đi. Nói rồi y quay sang phía hai gã nam tử bên cạnh ra hiệu. Hai gã áo xanh nhanh chóng tiến đến bên người Lâm Lôi. Đi thôi. Nam tử mặt sẹo lên tiếng. Lâm Lôi liền ôm Bối Bối, dưới sự câu thúc của hai gã áo xanh, bắt đầu đi về phía đông nam. Lão đại có muốn giết chết hai tên này không? Hai tên bên cạnh ngươi ta có thể dám chắc sẽ giết được, bất quá cái gã mặt sẹo kia, ta không có nắm chắc. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi biết Bối Bối chi giác rất chuẩn. Hơn nữa hắn cũng suy đoán, bên cạnh mình e là hai tên bát cấp chiến sĩ, còn vị nam tử mặt sẹo cầm đầu kia có thể chính là cửu cấp cường giả. Có khả năng xuất động cùng lúc một cửu cấp cường giả. Và hai bát cấp cường giả không phải là việc mà một thế lực bình thường có thể làm được. Bối Bối, đừng vọng động. Lâm Lôi ngăn cản. Bây giờ cao thủ sao lại nhiều như vậy? Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh, cười cười nhìn Lâm Lôi. Ngươi hiện tại thân phận bất đồng, tiếp xúc với cao thủ tự nhiên cũng khác. Ta đã sớm nói qua với ngươi, tại Ngọc Lan Đại Lục, đạt tới thất cấp xem như đi vào cảnh giới cường giả. Tứ đại đế quốc ở bất kỳ đế quốc nào, thánh vực cường giả có thể rất ít. Có điều cửu cấp cường giả thì đều có hơn 10 người,
cho một người xuất động cũng không có vấn đề gì. Một đế quốc hay một đồng minh đều có hàng trăm triệu người. Trong hàng trăm triệu người đó có hơn 10 cửu cấp cường giả, không sai biệt lắm là cứ khoảng mấy ngàn vạn người mới có một cửu cấp cường giả. Kỳ thực cửu cấp cường giả cũng là rất hiếm thấy. Bọn họ định đi đâu đây? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Nếu ta đoán không sai, ba người này đến từ Hắc Ám Đồng Minh, cũng chính là Hắc Ám Giáo Đình. Bọn họ bây giờ muốn tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, sau đó từ bên trong Ma Thú Sơn Mạch trực tiếp đi về phương Nam tới phạm vi của Hắc Ám Đồng Minh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin trả lời. Lâm Lôi nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý. Tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh đều có quân đội nhưng đóng ở Ma Thú Sơn Mạch thì không có. Dù sao đối với ma thú mà nói quân đội bình thường chỉ là thực vật. Ma Thú Sơn Mạch đối với chiến sĩ bình thường mà nói thì chính là một nơi nguy hiểm. Song với một cửu cấp cường giả và hai bát cấp cường giả mà nói căn bản chỉ là một con đường. Chỉ cần ba người không tiến vào vùng trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch thì không có gì nguy hiểm. Tại nơi vừa xảy ra trận chiến đấu, Gia Lỗ nhìn thoáng qua ba thi thể rồi thở dài một hơi, sau đó đành đi bộ tới Phân Lai Thành. Khi hắn vừa rời đi, tại chỗ đó đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, y nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Lôi bị câu thúc đưa đi, rồi lập tức rút từ trong người lấy ra một cây sáo màu đen đặc chế. U một đạo thanh âm chói tai từ cây sáo đó phát ra. Đạo thanh âm này rất quái dị, cứ như thể là nếu có bốn người đứng dọc theo bốn phương hướng, thanh âm mà người đứng ở phía Phân Lai Thành có thể nghe thấy so với người đứng ở hướng ngược lại còn lớn hơn gấp ngàn lần. Cây sáo này, cơ hồ tất cả thanh âm, âm ba đều giữ tại một phương. Hơn nữa cây sáo này đưa tin cũng không dựa vào thanh âm, mà là dựa vào một loại chấn động đặc thù. Lâm Lôi ôm theo Bối Bối rất ngoan ngoãn đi theo ba người, ba gã cũng rất hài lòng với sự phối hợp của hắn. Nhưng khi bọn họ còn cách Ma Thú Sơn Mạch có 2-3 dặm, nam tử mặt sẹo chợt biến sắc. Hây! Nam tử mặt sẹo trong nháy mắt nhìn sang bên cạnh Lâm Lôi, rồi sau đó lạnh lùng quát, ra đi. Cùng lúc xuất hiện 6 gã mặc hắc y bó sát người, nam tử mặt sẹo cũng không hề để ý, ngược lại ánh mắt lại tập trung tại phía xa xa, chỉ thấy một hắc bào lão giả, một bố y lão giả từ cách đó không xa cũng đang tiến tới. Lâm Lôi là người của thần thánh đồng minh chúng ta, thế mà vị tài quyết giả quan tòa này của Hắc Ám Giáo Đình cũng dám cướp đoạt, có phải là không để quang minh, giáo đình chúng ta vào mắt không? Hắc bào lão giả thanh âm lạnh lùng nói. Nam tử mặt sẹo cười cười, không ngờ rằng phó tài phán trưởng ngươi lại tự thân xuất mã, còn mời cả một vị khổ tu giả tới, lại cả chư vị tài phán chấp sự nữa. Xem ra các ngươi rất coi trọng tên Lâm Lôi này. Nam tử mặt thẹo mặc dù biết thực lực của đối phương rất mạnh mẽ, nhưng lại không chút lo lắng. Ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi đến Hắc Ám Đồng Minh của chúng ta du ngoạn mà thôi, nếu các ngươi ra tay ngăn trở, vậy thì thế này đi. Nam tử mặt sẹo nhìn hắc bào lão giả phó tài phán trưởng, ta cần một lời của ngươi, ta thả Lâm Lôi, ngươi cũng thả ta cùng 2 tùy tùng, thế nào? Hắc bào lão giả hiểu rất rõ, vị nam tử mặt thẹo trước mặt này chính là tài quyết giả của Hắc Ám Giáo Đình, thực lực cực mạnh, cho dù chính mình muốn giết cũng rất khó khăn. Bất quá vì biết trước nên đã mời một vị khổ tu giả từ thần điện tới, muốn giết đối phương cũng không khó. Nhưng Lâm Lôi lại đang trong tay bọn chúng. Được, ta lấy danh dự cam đoan, ngươi và 2 kẻ dưới quyền có thể đi, nhưng phải để lại Lâm Lôi. Hắc bào lão giả cũng không muốn cùng đối phương chém giết một trận. Được, để ta đi. Nam tử mặt thẹo hiển nhiên liền trực tiếp bỏ đi, đồng thời nhiệt tình lên tiếng kêu gọi Lâm Lôi, nếu sau này có thời gian, có cơ hội, ngươi lúc nào cũng có thể đến Hắc Ám Đồng Minh của chúng ta. Ha ha, Hắc Ám Đồng Minh chúng ta luôn hoan nghênh ngươi. Nói dối, nam tử mặt sẹo và 2 gã tùy tùng đột nhiên tăng tốc, để lại 3 đạo tàn ảnh, 3 người cùng biến mất. Chương 105. Lâm Lôi nhìn về phía nhóm người vừa cứu mình, cầm đầu là hắc bào lão giả cùng mấy người bên cạnh thực lực đều rất mạnh, nếu không vị tài quyết giả của Hắc Ám Giáo Đình đó sẽ chẳng đời nào chẳng đánh chẳng đập gì mà đã vội vàng chạy trối chết. Như vậy, hắc bào lão giả cầm đầu tạo cho người ta có một cảm giác thực băng lãnh. Phó tài quán trưởng Quang Minh Giáo Đình truyền thừa bao nhiêu năm như vậy, chế độ cũng không hề thay đổi. Phó tài phán trưởng này thuộc tông giáo phán sở. Tiếng Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi, nhưng mà so ra, vị khổ tu giả kia còn đáng sợ hơn nhiều. Khổ tu giả. Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía vị khổ tu giả. Vị lão giả mặc áo vải sợi đay, tóc dài, bước chân như ánh sáng kia bản thân có một loại hơi thở mộc mạc từ xa xưa, cứ mỗi lần khổ tu giả nhìn Lâm Lôi là lại khiến hắn có một loại cảm giác như gió xuân phơi phới ùa về. Cường giả chân chính. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Vị hắc bào lão giả nhìn về phía Lâm Lôi, trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Lâm Lôi, ngươi theo chúng ta về Thánh Đô, cùng quay về bọn người đó sẽ không dám quấy rầy nữa đâu. Phân Lai Thành, Thánh Đô của thần thánh đồng minh. Quang Minh Giáo Đình đặt trụ sở tại Phân Lai Thành, không những ngoài sáng mà cả trong bóng tối lực lượng ẩn giấu đều là tuyệt đối kinh người.
vô luận là Hắc Ám Giáo Đình hay Tứ Đại Đế Quốc, sợ rằng đều không dám làm loạn tại Thánh Đô. Phía đông Vân Lai Thành, trong một tòa phủ đệ ở Lục Diệp Lộ, lúc này Lâm Lôi và Gia Lỗ đang đứng ở phòng khách đàm luận sự tình có liên quan đến chiến đao đồ lục. Lão Tam, ta đã phái người đi hỏi qua, tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc căn bản không muốn bán chiến đao đồ lục, theo lời lão nói, gia tộc bọn họ căn bản không thiếu tiền. Gia Lỗ nhíu mày nói, ta nghĩ, nếu ngươi muốn tự thân xuất mã thì nên chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải biết thân phận của ngươi. Ngọc Lan đại lục đệ nhị thiên tài ma pháp, tương lai thậm chí có thể trở thành thánh vực ma đạo sư, nhân vật thiên tài như vậy, dù tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc có ngoan cố đến mấy cũng sẽ phải nể mặt. Tối hôm nay ta phải đi bái phỏng vị tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc này một chút. Lâm Lôi đối với chiến đao đồ lục là chuyện bắt buộc. Gia tộc truyền thừa chi bảo há lại có thể để lưu truyền bên ngoài, huống chi, đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của phụ thân, cũng như tất cả các vị tiền bối của gia tộc. Lúc trước khi Lâm Lôi rời nhà đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, phụ thân từng nói bên tai rằng, Lâm Lôi, hãy nhớ kỹ tâm nguyện của các bậc tiền bối trong gia tộc từ mấy trăm năm qua, nhớ kỹ sự sỉ nhục của ba lỗ khắc gia tộc chúng ta. Con tốt nghiệp học viện ít nhất đã là lục cấp ma pháp sư, chỉ cần chịu khó tu luyện, trở thành thất cấp ma pháp sư cũng không khó. Hơn nữa con còn là song hệ ma pháp sư thất cấp, song hệ ma pháp sư tại Phân Lai Thành tuyệt đối là đại nhân vật, con khi đó có thể hoàn toàn nắm chắc đoạt về gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu con không đoạt được về, ta dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Ta dù có chết cũng không tha thứ cho con. Lời phụ thân tựa như một cái chùy nện trong lòng Lâm Lôi. Hắn không dám quên, chỉ cần có năng lực, không quản với bất cứ giá nào, mình đều phải đoạt chiến đao đồ lục về. Không chỉ vì gia tộc mà còn vì phụ thân mình. Vô luận là như thế nào, nhất định phải đoạt trở về. Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định. Mềm không được, thì dùng cứng. Tất nhiên, gia tộc truyền thừa chi bảo quang minh chính đại đem về. Nếu có thể làm cho đối phương tự nguyện giao ra thì thực là tốt. Lão đại, chúng ta trực tiếp hành động, có thể nhìn thấy kết quả. Tiếng bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn bối bối trên đùi mình, vỗ nhẹ vào đầu nó, ngươi không được làm nhộn lên. Bối bối không khỏi chu mũi, hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ trên đùi Lâm Lôi. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một gã trung niên nhân mặc lam bào đi đến cung kính nói, ra lỗ thiếu gia, Khải Lợi Văn đại thần của Phân Lai Vương quốc đang ở bên ngoài, hắn muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lợi Văn là kẻ nào? Gia Lỗ nhướng mày hỏi. Bình thường bất kỳ đại thần của vương quốc nào, Gia Lỗ cũng đều không thèm để ý tới. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này người không phải đang chú ý tới Lô Tạp Tư gia tộc hay sao? Khải Lợi Văn này cũng là một phần tử của Lô Tạp Tư gia tộc. Lam bào trung niên nhân cười nói, tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc hiện nay là đại bá của Khải Lợi Văn. Gia Lỗ sáng mắt lên, mau mời hắn vào đây. Lão Tam, xem ra việc thu hồi truyền thừa chi bảo gia tộc của ngươi, sự khó khăn đã giảm đi không ít. Gia Lỗ mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng rất cao hứng. Hắn nhìn về phía cửa vào, một lát sau, chỉ thấy một nam tử tóc vàng quăn mỉm cười đi vào đại sảnh. Vừa thấy Lâm Lôi, Gia Lỗ hai người, nam tử tóc vàng quăn này lập tức khiêm tốn hành lễ Khải Lợi Văn. Xin ra mắt Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lợi Văn, ngài đến tìm huynh đệ ta có việc gì? Gia Lỗ thô lỗ trực tiếp hỏi. Khải Lợi Văn không hề để ý, mỉm cười đáp, lần này ta đến mang theo lời mời của bệ hạ đối với Lâm Lôi thiếu gia, không biết ngài có nguyện ý trở thành cung đình ma pháp sư của Phân Lai Vương quốc không? Bệ hạ còn có thể phong cho ngài tước vị hầu tước, thậm chí còn có thể cấp cho ngài một lãnh địa lớn. Lâm Lôi khẽ cười. Hắn nhớ rằng Hồng Y đại giáo chủ của Quang Minh giáo đình từng đưa điều kiện cho hắn có thể gia nhập bất kỳ vương quốc nào thuộc thần thánh đồng minh, thậm chí có thể trực tiếp được phong tước vị công tước, chẳng cần làm gì cũng có thể hưởng thụ hết thảy. Khải Lợi Văn, ta có thể nói cho ngươi biết, tại Ân Tư Đặc Học Viện, Hồng Y đại giáo chủ đại nhân của Quang Minh giáo đình từng tự mình mời huynh đệ của ta, đưa ra điều kiện so với các ngươi còn cao hơn nhiều. Gia Lỗ chế nhạo. Khải Lợi Văn cười cười tiếp tục nói, điều kiện có thể thương lượng được, ý bệ hạ là hy vọng Lâm Lôi thiếu gia có thể ở tại Phân Lai Vương quốc của chúng ta. Quyền lợi của sáu đại vương quốc trong thần thánh đồng minh cũng không giống nhau, nếu Phân Lai Vương quốc có được sự ủng hộ của Lâm Lôi, sau này địa vị của Phân Lai Vương quốc trong thần thánh đồng minh càng thêm được củng cố. Dù sao Quang Minh giáo đình có tư cách phế bỏ quốc vương của một nước, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt cả một hoàng tộc. Quyền uy của giáo đình vượt xa hoàng quyền. Vương tộc có một chỗ dựa cường đại cũng là rất trọng yếu. Khải Lợi Văn. Lâm Lôi rốt cục cũng mở miệng nói. Khải Lợi Văn lập tức khom người, tỏ bộ dạng kính cẩn lắng nghe. Ngài là người của Lô Tạp Tư gia tộc? Lâm Lôi trực tiếp chuyển đề tài. Khải Lợi Văn gật đầu, tự hào đáp, đúng vậy, tộc trưởng là đại bá của ta. Ta là người của ba lỗ khắc gia tộc. Lâm Lôi nhìn Khải Lợi Văn, ba lỗ khắc gia tộc chúng ta có một truyền thừa chi bảo,
tên là Chiến Đao Đồ Lục, song vào mấy trăm năm trước, chiến đao này đã rời khỏi gia tộc ta. Ta bây giờ hy vọng có thể thu hồi lại Chiến Đao Đồ Lục này, mà theo ta biết, truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hiện nay đang ở trong tay Lô Tạp Tư gia tộc các ngài. Lâm Lôi nói đến đó thì không nói tiếp nữa. Khải Lợi Văn không khỏi cau mày. Chiến Đao Đồ Lục, vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên. Khải Lợi Văn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Khải Lợi Văn trầm ngâm một lát rồi nói, Lâm Lôi thiếu gia, ta nói thực, quyền lớn nhất trong gia tộc là đại bá ta, mà đại bá cũng đã nhiều tuổi, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì, sở thích lớn nhất của ông ấy là sưu tầm. Chiến Đao Đồ Lục này là kiện bảo vật ông ấy thường xuyên cho người ngoài xem. Giá trị của nó gần 100 vạn kim tệ, tại gia tộc chúng ta cũng là một kiện bảo vật tối chân quý. Có thể nói, vật này là mệnh căn của đại bá ta, muốn ông ấy buông ra, thực sự là quá khó khăn. Lâm Lôi nhướng mày. Chiến Đao Đồ Lục này lúc trước bán chỉ với giá có 18 vạn kim tệ, mặc dù mấy trăm năm trước giá chi của kim tệ thấp hơn bây giờ không ít, nhưng nếu so ra, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với gần 40 vạn kim tệ bây giờ mà thôi. Mà đối phương nói 100 vạn kim tệ. Xem ra, sự sỉ nhục của gia tộc mình lúc trước đã bị bán quá rẻ. Khải Lợi Văn, Chiến Đao Đồ Lục này là truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hơn 5.000 năm trước, tầm quan trọng với gia tộc chúng ta ngài có thể tưởng tượng ra. Đối với người ngoài mà nói, nó chỉ là một kiện bảo vật sưu tầm, nhưng đối với gia tộc chúng ta mà nói, truyền thừa chi bảo gia tộc bị lưu lạc ở bên ngoài chính là một sự sỉ nhục. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Sự sỉ nhục này của gia tộc, ta nhất định phải rửa sạch, vì Chiến Đao Đồ Lục này ta sẽ không quản tới bất kỳ cái giá nào, ý của ta ngài có hiểu không? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Khải Lợi Văn. Khải Lợi Văn cũng đã cảm thấy không ổn. Lịch sử của Ba Lỗ Khắc gia tộc, y đương nhiên đã từng nghe qua, dù sao trong nhà y cũng có vật này. Đối với một gia tộc danh giá từng tung hoành cả đại lục, truyền thừa chi bảo có thể tưởng tượng được. Trước kia Ba Lỗ Khắc gia tộc yếu nhược, bọn họ có thể không lo, nhưng hiện nay Lâm Lôi hoành không xuất thế. Đừng nói là sau này, hiện tại Lâm Lôi muốn đối phó với gia tộc bọn họ cũng không khó. Chỉ cần Lâm Lôi nói với giáo đình một tiếng, hắn muốn đoạt lại Chiến Đao Đồ Lục, rửa sạch sự sỉ nhục của gia tộc, sợ rằng Lô Tạp Tư gia tộc sẽ phải phụ mệnh. Nhưng sự tình nếu liên quan đến giáo đình thì sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Lôi thiếu gia, ý của ngài ta đã hiểu. Khải Lợi Văn trong lòng cảm thấy không ổn. Lâm Lôi mỉm cười nhìn Khải Lợi Văn, hy vọng Lô Tạp Tư gia tộc các ngài hiểu được nỗi khổ của ta, ta thân là một phần tử của gia tộc, cũng không còn cách nào khác. Khải Lợi Văn, ngài cứ về trước đi, nói với đại bá ngài là tối nay ta sẽ tự mình đến bái phòng. Lô Tạp Tư gia tộc chúng ta xin hoan nghênh Lâm Lôi thiếu gia đến. Khải Lợi Văn trong lòng tự hỏi phải làm như nào để thuyết phục vị đại bá ngoan cố kia đây. Nhìn Khải Lợi Văn rời đi, trong lòng Lâm Lôi có một cảm giác cực tốt. Mặc dù bản thân mình còn chưa có chức vụ gì, nhưng với danh tiếng bên ngoài, chỉ nói với Khải Lợi Văn vài câu thôi đã khiến cho vị vương quốc đại thần này trong lòng hết sức lo âu. Hết thảy là bởi vì địa vị của chính mình, mà địa vị này bắt nguồn từ thực lực. Tối hôm đó, phòng khách trong phủ đệ của Lô Tạp Tư gia tộc được bố trí rất có thẩm mỹ, mà trong khách sảnh hiện đang có đến mười mấy người, chẳng người nào là không có địa vị to lớn tại Phân Lai vương quốc. Những người này tước vị tối thiểu cũng là bá tước, mà bọn họ ở đây là để chờ Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngôi sao mới nổi của Phân Lai vương quốc. Mặc dù hiện tại Lâm Lôi mới chỉ có 17 tuổi, chẳng hề có tước vị gì cả, song đã có thể khiến cho cả công tước vương quốc cũng không dám khinh thị. Dù sao thì với địa vị của những người này, cũng chỉ có thể gây sóng gió tại Phân Lai vương quốc, còn Lâm Lôi thì sao, nhân vật được cả tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh coi trọng, có khi hơn 10 năm sau, Lâm Lôi còn trở thành Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình, địa vị so với vua một vương quốc còn cao hơn. Nhân dịp địa vị đối phương còn chưa quá cao, tạo mối quan hệ tốt, điều này là phi thường trọng yếu. Trong số mười mấy người này, duy chỉ có tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc Kiệt Bố, hầu tước là trong lòng cảm thấy không thoải mái, ông ta mặc dù đã nhiều tuổi rồi, song sở thích lại chỉ có một, chính là vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên, vốn vẫn khiến ông luôn ta cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay tử tôn của đối phương lại tới đây, muốn thu hồi bảo vật này. Lâm Lôi tiên sinh, mời. Gia Lỗ tiên sinh, mời. Tiếng của người hầu từ bên ngoài phòng khách truyền vào. Nhất thời trong khách sảnh, hơn 10 vị quý tộc đều nhìn ra ngoài cửa, dù trong lòng không thoải mái nhưng Kiệt Bố hầu tước vẫn phải tươi cười nghênh tiếp. Lâm Lôi lần đầu tiên được gọi là tiên sinh, trong lòng có chút không quen, mà hắn cũng đã trông thấy một vị lão giả tóc bạc cười cười bước đến, vô cùng khách khí nói rất hoan nghênh Lâm Lôi, Gia Lỗ hai vị tới Lô Tạp Tư gia tộc, ta là tộc trưởng Kiệt Bố, thực cảm thất rất vinh hạnh. Lâm Lôi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sự tình xem ra có thể thực hiện được. Chương 106. Trong phòng khách của Tạp Tư gia tộc, ánh nến rực sáng, các nàng thị nữ mỹ miều đang đưa thức ăn lên, mọi người nhiệt tình nâng cốc, đàm luận một cách lễ mạo. Lâm Lôi từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường quý tộc,
đối với quy củ cũng hiểu rất rõ, mặc dù ngoài mặt vẫn lễ mạo đàm luận với đám quý tộc này, nhưng trong lòng cảm thấy khá buồn chán. Bá Nạp công tước, xin cứ tự nhiên. Lâm Lôi nói với Bá Nạp công tước rồi bước tới phía Kiệt Bố hầu tước, tộc trưởng Tạp Tư tộc. Kiệt Bố hầu tước trông thấy Lâm Lôi đi tới, thì hiểu rằng chuyện về chiến đao đồ lục đã không thể giấu được nữa rồi. Lâm Lôi và Kiệt Bố hầu tước cùng nhau đi tới chỗ ngồi bên cạnh phòng khách. Kiệt Bố hầu tước, ý định của ta khi đến đây chắc là cháu người đã nói lại với người rồi. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Kiệt Bố hầu tước khẽ thở dài, Lâm Lôi, ta đã già rồi, thực sự không muốn từ bỏ vật sưu tầm này a. Kiệt Bố hầu tước, ba lỗ khắc gia tộc của ta đã có hơn 5.000 năm lịch sử, ta thực là vinh dự khi được là con em của gia tộc này. Thế nhưng tài sản truyền đời của gia tộc, truyền thừa chi bảo chiến đao đồ lục lại bị thất lạc. Ta có thể khẳng định với ngài rằng, gia tộc chúng ta vì chiến đao đồ lục đã phải nỗ lực không ngừng. Bản thân ta từ nhỏ tới giờ cũng chăm chỉ tu luyện, nguyên nhân phần lớn cũng là vì kiện truyền thừa chi bảo này. Mặc dù giọng nói của Lâm Lôi vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng ẩn ý tình thế bắt buộc cũng rất rõ ràng. Ta hiểu, ta hiểu. Kiệt Bố hầu tước cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười. Đối với truyền thừa chi bảo của gia tộc, hiển nhiên đối phương rất muốn thu về. Kiệt Bố hầu tước đương nhiên hiểu, nếu ông ta kiên quyết không trả lại chiến đao đồ lục, Tạp Tư gia tộc sẽ chọc giận vị thanh niên thiên tài 17 tuổi này. Ông ta hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của hắn. Chưa nói tới Quang Minh giáo đình, ngay cả Đạo Xâm thương hội cũng có thể dễ dàng hủy diệt Tạp Tư gia tộc. Lâm Lôi, chiến đao đồ lục đích thực là một vật quý giá phi thường. Đã từng có người trả giá 100.000 kim tệ, ta cũng không bán. Kiệt Bố hầu tước chuyển hướng sang vấn đề tiền bạc, Tạp Tư gia tộc chúng ta mặc dù cũng rất lâu đời, song tài phú thực ra cũng không nhiều. Lâm Lôi đối với việc này cũng tương đối rành mạch, dựa theo điều tra của Gia Lỗ, Tạp Tư gia tộc, mặc dù xưa nay ảnh hưởng tại Phân Lai Vương quốc là rất lớn nhưng về tài phú, thì còn xa mới bằng Đức Bố Tư gia tộc của Tạp Lam. Đối với một gia tộc không giàu có, việc từ bỏ một bảo vật trị giá 100.000 kim tệ, thực có phần không thể tưởng được. Tiền bạc, Lâm Lôi trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu là về vấn đề tiền bạc thì cũng không khó giải quyết. Kiệt Bố hầu tước, trước kia các người cũng là dùng kim tệ để mua chiến đao đồ lục. Hôm nay, ta đương nhiên cũng phải bỏ ra một số tiền tương xứng để làm hài lòng các người. Đương nhiên, ta cũng hy vọng Kiệt Bố hầu tước người không tham lam như sư tử a. Ha ha, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Kiệt Bố hầu tước trên mặt nở nụ cười. Dù sao thì chiến đao đồ lục cũng phải đưa cho đối phương, ít nhất cũng phải thu về một ít kim tệ chứ. Lâm Lôi, ngươi đối với Tạp Tư gia tộc chúng ta chân thành như thế, chúng ta đương nhiên phải nể mặt ngươi rồi. Chiến đao đồ lục này mặc dù có giá trị lên tới 100.000 kim tệ, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra 60 vạn thì có thể mang nó về. Kiệt Bố hầu tước sảng khoái nói. 60 vạn kim tệ. So với giá trị của chiến đao đồ lục thì quả thực là không đắt. Chỉ có điều, với thu nhập từ thạch điêu hiện nay của Lâm Lôi, tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy vạn. Mặc dù còn mang theo rất nhiều ma tinh hạch từ ma thú sơn mạch về, thế nhưng giá trị phòng trừng cũng chỉ khoảng 10 mấy vạn nữa mà thôi. Tổng vào cũng vẫn chưa đủ. Đương nhiên, trên người Lâm Lôi vẫn còn có vật có giá trị. Lam Tâm Thảo và ma tinh hạch của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng. Đối với Lam Tâm Thảo, Lâm Lôi còn giữ hơn 100 gốc, mỗi gốc giá trị có lẽ vào khoảng vài vạn kim tệ, mà ma tinh hạch của Thánh Vực Ma Thú thì càng không cần phải nói. Đó chính là loại chí bảo vô giá, còn cao hơn giá trị của ma tinh hạch cửu cấp rất nhiều. Trong quá khứ, sách vở đã từng ghi lại, cửu cấp ma tinh hạch được định giá vào khoảng 500 vạn kim tệ. Trên thực tế, cực phẩm cửu cấp ma tinh hạch phải có giá trị tới sấp xỉ 1.000 vạn. Bởi vậy, với Thánh Vực Ma Tinh Hạch, e rằng có ra giá 1 ức kim tệ cũng không mua được. Bảo vật vô giá. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không xuất Thánh Vực Ma Tinh Hạch này ra. Mà Lam Tâm Thảo đối với Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc cũng rất trọng yếu, thêm được cây nào quý cây ấy. Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến vật này. Đối với Mộng Tỉnh Thạch Điêu, cảm tình của hắn có phần khá là phức tạp. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn đến nó nên đã để cho Gia Lỗ bảo quản. Bán thôi, trong lòng hắn thầm quyết định. Đáy lòng chợt nghĩ, không biết nếu ngài Lệ Tư mà nhìn thấy bức thạch điêu này, thì nàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Lâm Lôi bèn hỏi Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Lâm Lôi, bức Mộng Tỉnh thạch điêu này bán đi cũng tốt. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trả lời, bản thân ngươi cũng không muốn nhìn thấy nó. Nếu mang theo người, nhất định sẽ khiến ngươi thường xuyên nghĩ tới nó. Tốt hơn hết là bán nó đi. Hơn nữa, coi như là để cho Bình Đao Lưu phái do ta sáng lập có cơ hội dương danh đi. Lâm Lôi mỉm cười. Kiệt Bố hầu tước, người hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mang 60 vạn kim tệ tới. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này, người không đem đồ lục chiến đao bán cho người khác. Lâm Lôi thành thực đề nghị. Kiệt Bố hầu tước liền đáp Lâm Lôi, người có thể yên tâm, người khác có ra giá 200 vạn kim tệ ta cũng không bán. Nếu không phải vì thân phận của Lâm Lôi thì làm sao Kiệt Bố hầu tước nguyện ý bán bảo vật này đi được.
Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, trong văn phòng của Áo Tư Thác Ni. Cái gì, ngươi đồng ý bán bức thạch điêu này? Áo Tư Thác Ni, ánh mắt vừa tràn ngập kinh ngạc vừa mừng muốn phát điên. Lâm Lôi thong thả gật đầu, Gia Lỗ đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Gia Lỗ và Lâm Lôi cùng nhau trưởng thành từ khi còn nhỏ, đối với tính cách của Lâm Lôi, hắn vô cùng rõ ràng. Lâm Lôi đối với người vô cùng coi trọng tình nghĩa, đồng thời cũng không thích mắc nợ người khác. Hắn vốn là đang định cho Lâm Lôi vay hơn 10 vạn kim tệ. Theo như Lâm Lôi nói thạch điêu mộng tỉnh này, ta cũng không muốn nhìn thấy, bán đi thì tốt hơn. Gia Lỗ trong lòng cũng nghĩ, nếu bán mộng tỉnh thạch điêu ra ngoài, danh tiếng của Lâm Lôi nhất định sẽ được truyền bá rộng rãi, địa vị cũng lên theo như thuyền lên theo nước. Đây cũng là một đại hảo sự, cho nên hắn cũng không kiên trì ý định cho Lâm Lôi mượn tiền nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Áo Tư Thác Ni kích động nói, Lâm Lôi ngươi cứ yên tâm, thạch điêu này của ngươi, hội quán chúng ta khẳng định sẽ không thu một đồng phí thủ tục. Ta muốn trong vòng 7 ngày phải bán được nó để lấy tiền. Lâm Lôi trực tiếp đề xuất yêu cầu. Áo Tư Thác Ni tự tin nói, ngươi cứ yên tâm, kể từ ngày mai, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc triển lãm trong 5 ngày, còn đem tin tức về mộng tỉnh thạch điêu này đưa tới từng vị phú hào. Ngày thứ 7, chúng ta sẽ công khai đấu giá. Lâm Lôi gật đầu. Gia Lỗ lão đại, chúng ta đi thôi. Sau khi chính thức giao mộng tỉnh thạch điêu cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Lâm Lôi tựa hồ cảm thấy trong lòng thiếu cái gì đó, nhưng hắn cũng cảm thấy tâm hồn thư thái hơn một chút. Đại sảnh Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Chu Nặc Bá Tước hầu như sáng nào cũng đến đây một chuyến, trước tiên hân thưởng các tác phẩm được trưng bày trong sảnh phổ thông, sau đó tiến vào thưởng thức các tác phẩm trong cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Hôm nay, khi ông ta đương bước vào hội quán thì bỗng phát hiện, quái, tại sao trong đại sư triển lãm lại có nhiều người tụ tập như vậy? Trong lòng Chu Nặc Bá Tước có chút kỳ quái. Trong đại sư triển lãm, xưa nay vẫn chỉ có một vài món vật được đem ra triển lãm. Thời gian đã lâu, tự nhiên cũng ít khách muốn vào xem. Trừ phi là có vị đại sư nào mới sáng tạo ra tác phẩm mới, thì trong đó mới có một chút náo nhiệt. Chẳng lẽ có đại sư đưa ra tác phẩm mới? Chu Nặc Bá Tước trong lòng chợt khẩn trương, lập tức hướng đại sư triển lãm đi tới. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, thông thường thì trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán người rất ít, tuy nhiên, trong đại sư triển lãm hiện đã tụ tập hơn 10 người. Tất cả đều đang kinh ngạc ngắm nhìn vật đang được trưng bày ở trung tâm sảnh. Bên cạnh kiểng triển lãm vật phẩm này còn có 18 chiến sĩ cường đại đứng bảo hộ. Hấp dẫn đến thế ư? Đây là tác phẩm mới của vị đại sư nào vậy? Chu Nặc Bá Tước tiến lên, cẩn thận ngắm nghía. Con mắt ông ta lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào khối đại hình thạch điêu trước mắt. Trong thoáng chốc, Chu Nặc Bá Tước tựa hồ như nhìn thấy được 5 người sống với sợ hãi, yêu thương, khả ái thẹn thùng, kiều mị động người, lạnh lùng như băng, 5 loại sắc thái. Ông ta đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu này mãi một lúc sau mới tỉnh lại được. Thần tác, đúng là tông sư tác phẩm. Chu Nặc Bá Tước đứng bật dậy, trong lòng kinh hô. Chu Nặc Bá Tước đã có hơn 100 năm giám định vật phẩm. Ông ta tự nhiên nhận ra được điểm gây chấn động tâm hồn của thạch điêu này. Khi cẩn thận quan sát, thẩm giám lại tác phẩm, mắt Chu Nặc Bá Tước tự nhiên sáng rực. Phong cách điêu khắc này, chẳng phải là của vị thiên tài của Ân Tư Đặc, ma pháp học viện Lâm Lôi sao? Chỉ từ phong cách thực hiện, Chu Nặc Bá Tước đã có thể phán đoán được tác giả của nó là ai. Ông ta đối với Lâm Lôi rất là quen thuộc, 3 tác phẩm đầu tiên của Lâm Lôi bán ở Phổ Lỗ Khắc Tư, hội quán chính là do ông ta mua. Sau đó, tác phẩm của Lâm Lôi liền được đặt ở cao thủ triển thính, mỗi kiện trị giá lên tới sắp xỉ 6.000 kim tệ. Thiên tài của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện bây giờ mới có hơn 17 tuổi thôi. Chỉ trong lần đầu tiên giao dịch, Chu Nặc Bá Tước đã kiếm lời hơn 1 vạn kim tệ, đương nhiên ông ta đối với Lâm Lôi này rất là chú ý. Quả nhiên là hắn. Chu Nặc Bá Tước nhìn lại phía dưới bên trái của thạch điêu, phát hiện có 2 chữ Lâm Lôi. Thêm vào đó, phía bên kia thạch điêu cũng có một bảng để giới thiệu về Lâm Lôi. Tác giả thạch điêu này là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan, Đại Lục cũng là thiên tài ma pháp đứng thứ 2. Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, trong lĩnh vực thạch điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mộng tỉnh thạch điêu này có linh hồn của một tác phẩm của bậc tông sư. Đặc biệt, vì là một kiện thạch điêu khổng lồ, nó càng trở nên vô giá. Hơn nữa, tác phẩm của ngài lại còn được gắn mác của một siêu cấp ma pháp thiên tài năm nay mới có 17 tuổi, giá trị của mộng tỉnh thạch điêu này hiển nhiên là có thể tưởng tượng được. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta rất lấy làm vinh hạnh. Dưới sự ủy nhiệm của Lâm Lôi, đem tác phẩm này triển lãm trong vòng 5 ngày, vào ngày 21 tháng 4, cũng là thời điểm kết thúc triển lãm, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ tiến hành đấu giá công khai. Chu Nặc Bá Tước xem xong bảng giới thiệu, đã hiểu được chuyện này. Quý tộc,
phú hào Ngọc Lan Đại Lục chắc chắn sẽ vô cùng chấn động đây. Chu Nặc Bá Tước rất rõ ràng, tác phẩm loại này tuyệt không phải dành cho loại người như ông ta. Thất cấp song hệ ma pháp sư 17 tuổi xem bảng giới thiệu, mà trong lòng Chu Nặc Bá Tước cũng cảm thán không thôi. Đồng thời, đối với vị Lâm Lôi này, ông ta lại càng thêm khâm phục. Một người có thể đạt tới thành tựu như thế ở cả hai lĩnh vực, tuyệt đối là đáng khâm phục. Kiện thạch điêu này về mặt đẳng cấp cũng đã đạt tới tông sư tác phẩm. Đặc biệt tác giả của nó lại là một người mới có 17 tuổi, lại là thiên tài đệ nhị trong toàn lịch sử Ngọc Lan Đại Lục. Xem ra, cái giá sẽ rất cao đây. Trong đáy lòng, Chu Nặc Bá Tước đã có dự tính sẵn. Bạn đang nghe chuyện tại Halazy Audio. Tháng 4 ngày 21, Chu Nặc Bá Tước vô cùng chờ mong ngày này. Thời gian dần trôi, bên trong đại sư triển lãm càng lúc càng đông người, không ít trong số đó là những siêu cấp phú hào đã nhanh chóng biết được sự tình, mà đến. Trong văn phòng của áo tư Thác Ni, xin hãy bẩm cáo tới Duy Nhĩ Đức Bệ Hạ, trong chuyện này ta thực tình không thể làm chủ, nếu Bệ Hạ thực sự muốn sở hữu thạch điêu này, xin hãy đến tham gia đấu giá vào ngày 21. Áo tư Thác Ni đưa một vị sứ thần của một quốc vương đi ra. Sau khi sứ thần đã ra đi, mặt ông ta liền trầm xuống. Nói đùa. Hả, chỉ ra giá có 100 vạn kim tệ đã đòi trực tiếp mua luôn thạch điêu này, thực sự là nằm mơ. Ngày hôm qua, quốc vương Phân Lai Vương quốc Khắc Lai Đức, bệ hạ còn phái người đến ra giá 300 vạn kim tệ đó. Triển lãm qua gần 3 ngày, đã có hơn 10 đại nhân vật muốn chiếm tiên cơ, mua chiếc thạch điêu này. Ngày 21 tới, chỉ sợ sẽ có một cái giá trên trời chính thức xuất hiện. Áo tư Thác Ni thầm nghĩ. Chương 107. Trong hoa viên của Đức Bố Tư gia tộc, Ngải Lệ Tư và Tạp Lam đang cùng ngồi thảo luận. Ngải Lệ Tư. Trên mặt Tạp Lam tràn đầy niềm hưng phấn. Ta đã bàn với phụ thân rồi, chúng ta sẽ đính hôn vào ngày 18 tháng 6. Ngày tổ chức đại hôn lễ sẽ là ngày 1 tháng 1 sang năm. Chính là ngày Ngọc Lan tiết đó. Ngải Lệ Tư cũng cười rất tươi. Năm sau chính là năm thứ 10.000 Ngọc Lan lịch đó. Hôn lễ chúng ta cử hành vào Ngọc Lan tiết của năm thứ 10.000 Ngọc Lan lịch, thực sự là quá mỹ diệu. Ngải Lệ Tư nở nụ cười vui vẻ. Nhìn nụ cười trên mặt của nàng, Tạp Lam trong lòng rất thỏa mãn. Ngải Lệ Tư, muội hãy nhanh nhanh thương lượng với phụ thân muội, lập danh sách khách mời của nhà muội đưa cho ta, để ta nhanh chóng an bài. Tạp Lam thúc giục. Vâng. Ngải Lệ Tư gật đầu khẽ đáp. Tạp Lam đưa tay vuốt tóc nàng, trong lòng lại càng thêm phần đắc ý. Tuy vậy, khi nghĩ đến khốn cảnh gia tộc mình đang gặp phải, Tạp Lam liền có chút tư lự. Từ sau khi hắn và Ngải Lệ Tư có quan hệ đặc biệt đến giờ, gia tộc Đức Bố Tư đã phải gánh chịu sự công kích mạnh mẽ liên tục chưa từng có, từ Đạo Xâm Thương Hội. Để có được sự huy hoàng ngày nay, Đức Bố Tư gia tộc không thể tách rời khỏi Đạo Xâm Thương Hội được. Dù vậy, tháng 12 năm ngoái, Đạo Xâm Thương Hội đã tuyên bố không hợp tác với Đức Bố Tư gia tộc nữa. Hơn nữa, sẽ đem các loại giao dịch tại Phân Lai Vương quốc cũng hợp tác với các gia tộc khác, để cho gia tộc này thế chỗ Đức Bố Tư gia tộc. Thêm nữa, không chỉ có thế, Đạo Xâm Thương Hội còn liên tục chèn ép Đức Bố Tư gia tộc, làm cho các cơ sở kinh doanh của Đức Bố Tư gia tộc ở khắp nơi liên tục chịu tổn thất. Đạo Xâm Thương Hội này, tại sao lại áp bức gia tộc chúng ta như thế? Chúng ta đâu có chọc giận họ? Tạp Lam trong lòng tràn ngập phiền não. Thân là người kế thừa của gia tộc, Tạp Lam đương nhiên vô cùng chú ý tới vấn đề này. Cũng bởi vì sự kiện này phát sinh ngay sau khi hắn và Ngải Lệ Tư công khai sự tình của mình, đã làm cho trong số các tộc nhân không ít người cho rằng Ngải Lệ Tư chính là ngôi sao tai họa. Nếu không, tại sao Đạo Xâm Thương Hội đã hợp tác với họ nhiều năm như vậy, nay lại bỏ rơi họ? May mắn là trong nhiều năm qua, Đức Bố Tư gia tộc đã tích lũy được rất nhiều tài sản. Mặc dù hiện tại tổn thất lớn như vậy, gia tộc vẫn còn giữ lại được vốn căn bản. Nhưng Đức Bố Tư gia tộc cũng biết rằng, không hiểu được rõ nguyên nhân Đạo Xâm Thương Hội chèn ép họ, thì công việc buôn bán của gia tộc sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Chẳng có ai nguyện ý vì bọn họ mà đắc tội với Đạo Xâm Thương Hội khổng lồ này cả. Vì vậy, Đức Bố Tư gia tộc bọn họ chỉ còn cách tìm đường khác. Lắc đầu, đem những chuyện phiền não giấu kín trong lòng, Tạp Lam mỉm cười nhìn Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư, nghe nói ngày hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mới triển lãm một kiện thạch điêu tác phẩm rất phi thường, đồn rằng có thể so sánh với tông sư tác phẩm. Người đi xem rất nhiều, chúng ta có nên đi xem không? Ngải Lệ Tư cũng đang thấy nhàm chán hay đó. Tạp Lam và Ngải Lệ Tư cùng đi trên xe ngựa, tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Thạch điêu này nghe nói là rất khác thường. Hai ngày qua, ta vì bận chuẩn bị việc tổ chức lễ đính hôn và đại hôn lễ của chúng ta nên chưa kịp đưa muội đến xem. Tạp Lam xuống xe trước rồi nắm tay Ngải Lệ Tư, dìu nàng xuống. Ngải Lệ Tư và Tạp Lam hai người sóng vai nhau đi vào Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Tạp Lam đại ca, huynh xem, người thực là đông. Ngải Lệ Tư hai mắt tỏa sáng, chỉ về phía trước. Sâu trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tại đại sư triển lãm, người xem đông nghịt. Tuy nhiên, trong đó lại hết sức trật tự, cứ mỗi người đi ra lại có một người đi vào.
mỗi người được phép dừng lại thưởng lãm khoảng 3 phút. Sau 3 phút, khán giả tại đại sư triển lãm phải rời đi đều muốn quay lại để xem lại. Được rồi, xếp hàng lại đi. Hàng dài quá, Tạp Lam trong lòng kinh ngạc, hắn chưa từng thấy Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán lại đông người đến như thế. Tạp Lam cùng với Ngải Lệ Tư cũng xếp hàng theo đúng quy củ. Hai người xếp hàng chừng 20 phút thì đến lượt tiến vào đại sư triển lãm. Cả một nhóm người đông đúc tiến vào trong sảnh, hướng tới phía trước mà đi. Đương nhiên Ngải Lệ Tư và Tạp Lam cũng tò mò tiến tới. Khi Ngải Lệ Tư nhìn thấy thạch điêu, cả người như cứng lại, sững sờ nhìn thạch điêu to lớn trước mắt. Thạch điêu này tạc năm mỹ nhân, mỗi người đều hàm chứa phong thái đặc thù. Người khác thì đắm chìm trong ý nghĩa hàm ẩn của mộng tỉnh thạch điêu. Nhưng Ngải Lệ Tư, nhìn thấy thạch điêu thì không khỏi nhớ đến cảnh ngày xưa mình còn ở bên Lâm Lôi. Lần đầu tiên, trong lúc nàng đang tuyệt vọng, Lâm Lôi lại như thiên thần giáng xuống. Là ở ban công đó, hai người trốn phía dưới, hàn huyên cả một đêm. Cảnh xưa hiện về khiến Ngải Lệ Tư cảm thấy như ngây ngốc. Nàng thực sự không ngờ, thạch điêu đạt tới tiêu chuẩn tông sư, hấp dẫn bao nhiêu người như vậy lại có nguyên mẫu chính là mình. Lâm Lôi Ngải Lệ Tư tâm tình phút chốc trở nên phức tạp đến cực điểm. Nàng quay sang xem bảng giới thiệu. Tác giả thạch điêu này là Lâm Lôi, 17 tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Lâm Lôi mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan, Đại Lục cũng là thiên tài ma pháp đứng thứ 2. Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, trong lĩnh vực thạch điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mộng tỉnh thạch điêu này. Nhãn của thạch điêu đã làm cho Ngải Lệ Tư chấn động tuyệt đối. Là Lâm Lôi, chính là Lâm Lôi. Ngải Lệ Tư sững sờ nhìn bảng giới thiệu, thất cấp song hệ ma pháp sư nhưng năm ngoái hắn mới chỉ là một pháp sư bình thường thôi mà. Ngải Lệ Tư không biết rằng, trước khi chia tay với nàng, Lâm Lôi đã là lục cấp song hệ ma pháp sư, chỉ là hắn không có cơ hội nói với nàng mà thôi. Mộng tỉnh, thạch điêu này gọi là mộng tỉnh. Ngải Lệ Tư nhìn thạch điêu chạm khắc năm hình người này, nhận ra ẩn ý tuyệt tình của Lâm Lôi. Nàng đột nhiên hiểu được tại sao Lâm Lôi lại đặt cái tên này cho thạch điêu. Mộng tỉnh ư? Ngải Lệ Tư cảm thấy đầu óc rối loạn. Trong lòng nàng, người nam nhân đầu tiên này, Lâm Lôi, đúng là luôn có vị trí. Vì vậy, khi phát hiện Lâm Lôi đặt tên thạch điêu này là mộng tỉnh, nàng chợt cảm thấy trong lòng phảng phất có chút mất mát. Loại cảm giác này rất khó chấp nhận. Ngải Lệ Tư bây giờ mới chợt để ý đến Tạp Lam ở bên cạnh, sắc mặt hắn đích thực là cực kỳ khó coi, hai nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi gồ lên, nét mặt thực đáng sợ. Từ mắt hắn lấp lóe quang mang nhìn chằm chằm về phía thạch điêu. Tạp Lam đại ca. Ngải Lệ Tư lo lắng gọi. Tạp Lam hoàn toàn không để ý đến Ngải Lệ Tư. Lâm Lôi, ngươi thực là quá đáng rồi. Tạp Lam trong lòng nổi lên lửa giận vô biên. Trước kia cảm nhận của Tạp Lam đối với Lâm Lôi cũng không xấu lắm, trong đáy lòng hắn còn có chút coi thường Lâm Lôi. Hắn cho rằng dù Lâm Lôi có cố gắng đến đâu cũng không thể so sánh được với gia tộc của mình. Dù sao thì nhà hắn cũng có chỗ dựa là Đạo Sâm Thương Hội hùng mạnh. Nhưng bây giờ mới được bao lâu, mới hơn 5 tháng thôi. Đức bố tư gia tộc nhà hắn đã bị Đạo Sâm Thương Hội bỏ rơi. Còn Lâm Lôi hoành không xuất thế, mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ pháp sư, còn được xưng là thiên tài đệ nhất hiện tại của Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử Ngọc Lan, Đại Lục ghi lại cũng chỉ có một người vượt trội hơn hắn a. Mới 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, đồng thời lại có thể so sánh với Thạch Điêu Tông Sư ư? Tạp Lam, cảm thấy có chút bất lực. Đối phương thực quá vĩ đại. Đồng thời, trong tâm Tạp Lam là lửa giận vô bờ. Bởi vì nguyên mẫu của Thạch Điêu này chính là vị hôn thê của hắn. Này, mọi người xem, có phải người phụ nữ trên Thạch Điêu trông rất giống với vị này? Không, một thanh âm chợt vang lên trong đại sư triển lãm. Mấy chục ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía Ngải Lệ Tư, tiếng bàn luận liền vang lên khắp nơi. Năng lực điêu khắc thạch điêu của Lâm Lôi thực quá cao, đã đem toàn bộ thần vận phát huy lên. Khán giả khi nhìn thấy Ngải Lệ Tư liền cảm thấy cô gái trước mắt này, cùng với người trong thạch điêu rất có thể là một. Ánh mắt, chiếc mũi thẳng này, thực là giống. Tiểu thư, xin hỏi người và Lâm Lôi, đại sư có quan hệ gì vậy? Một người tóc muối tiêu có lẽ đã hơn 70 tuổi quay sang Ngải Lệ Tư, dò hỏi. Trong thạch điêu kỹ nghệ, thành tựu cao hơn thì là thầy. Kỹ nghệ của Lâm Lôi đã làm cho đám người từng nghiên cứu về thạch điêu trên 10 năm đến cả trăm năm này phải bội phục, xưng là đại sư chính là xuất phát từ nội tâm. Dưới con mắt của vị lão già đã nghiên cứu thạch điêu cả trăm năm này, tự nhiên có thể nhận ra rằng người phụ nữ trong thạch điêu có lẽ có chút quan hệ tình cảm rắc rối với Lâm Lôi đại sư. Ngải Lệ Tư hơi xấu hổ, nhìn sang phía Tạp Lam ở bên cạnh. "Ô, Tạp Lam, ngươi cũng đến đây sao?" Vị lão già nhìn về phía Tạp Lam. Đã già đến mức thành tinh, lão tự nhiên nhìn ra Tạp Lam và Ngải Lệ Tư có quan hệ. Tạp Lam, vị tiểu thư này là ai? Mặc dù đáy lòng đầy bất mãn,
Tạp Lam vẫn khiêm tốn khom người đáp Bá Nạp công tước, đây là ngài Lệ Tư tiểu thư, là hôn thê của vãn bối. Hôn thê Bá Nạp công tước trầm ngâm nhìn Tạp Lam và ngài Lệ Tư, cười cười rồi không nói gì nữa. Tạp Lam kéo ngài Lệ Tư nhanh chóng ra khỏi đại sảnh rồi hối hả quay về phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc. Tộc trưởng gia tộc Đức Bố Tư, phụ thân của Tạp Lam, Bá Nạp Đức nhìn con với vẻ không thể tin nổi cái gì con nói, là nguyên mẫu của tác phẩm đang triển lãm tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chính là ngài Lệ Tư ư? Bá Nạp Đức tương đối sủng ái nhi tử của mình. Khi con trai nói rằng nhất định phải cưới ngài Lệ Tư, Bá Nạp Đức cũng không hề ngăn cản. Chỉ là sau khi nhi tử của hắn với ngài Lệ Tư xác định quan hệ được vài ngày, Đạo Xâm Thương hội đã vô duyên vô cớ từ bỏ Đức Bố Tư gia tộc. Đối với chuyện này, Bá Nạp Đức vẫn cố tìm kiếm lãnh đạo của Đạo Xâm Thương hội để nói chuyện. Mấy tháng gần đây, Bá Nạp Đức luôn bận bịu với sự tình này. Thậm chí hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tiến hành triển lãm tác phẩm mới, hôm nay ông ta vẫn chưa qua xem. Ngài Lệ Tư, nguyên mẫu vốn là ngài Lệ Tư, Bá Nạp Đức sắc mặt trở nên khó coi. Tạp Lam gật đầu, đúng là như vậy, thưa phụ thân. Bây giờ con và ngài Lệ Tư còn chưa có đính hôn, một khi đã đính hôn rồi, đa số quý tộc môn nhân tại Thánh Đô đều sẽ biết ngài Lệ Tư, lúc đó, kiện Thạch Điêu Mộng Tỉnh của Lâm Lôi sẽ là trò cười lớn nhất của gia tộc chúng ta. Bá Nạp Đức trầm ngâm một lát rồi nhíu mày nhìn Tạp Lam, hỏi nghiêm trọng đến thế ư, Thạch Điêu này đối với chúng ta có gì là xấu hổ? Phụ thân, Lâm Lôi và ngài Lệ Tư ngày xưa có một đoạn quan hệ. Tạp Lam bối rối nói, mà kiện Thạch Điêu này chính là nói về chuyện giữa hắn và ngài Lệ Tư. Bá Nạp Đức không nói thêm gì nữa, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, ông ta nhìn Tạp Lam nói, Tạp Lam, nếu ta bảo con bỏ ngài Lệ Tư, con có nguyện ý không? Tạp Lam kiên quyết lắc đầu, dù sao hắn năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Bá Nạp Đức khẽ gật đầu, chuyện với ngài Lệ Tư, con cứ yên tâm, chuyện này phụ thân sẽ giải quyết, con không cần để ý tới. Tạp Lam gật gật đầu, đột nhiên cắn răng nhìn phụ thân mình nói, phụ thân, con và ngài Lệ Tư có quan hệ như vậy, chắc chắn Lâm Lôi sẽ vô cùng bất mãn. Hơn nữa tiềm lực của Lâm Lôi hiện nay là rất lớn, con nghĩ liệu chúng ta có biện pháp nào trừ khử hắn không? Chương 108. Giết Lâm Lôi. Bá Nạp Đức ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình, Tạp Lam, vì sao con muốn giết Lâm Lôi? Hắn chỉ là một Thạch Điêu đại sư, đối với Đức Bố Tư gia tộc chúng ta thì có ảnh hưởng gì? Việc Lâm Lôi trở thành thất cấp song hệ ma pháp sư tại Thánh Đô Phân Lai Thành vẫn chưa truyền ra, hơn nữa trong khoảng thời gian này Bá Nạp Đức bận bịu lo lắng cho vấn đề của gia tộc, cho nên ông ta căn bản là không biết tin tức này. Tạp Lam gật đầu, phụ thân, Lâm Lôi năm nay mới 17 tuổi mà đã tạo ra được một Thạch Điêu tầm cỡ tông sư, quan trọng nhất là hắn hiện nay chính là thiên tài ma pháp đệ nhất của Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả trong toàn bộ lịch sử thì cũng là đệ nhị, bởi vì dù mới hơn 17 tuổi hắn đã là thất cấp song hệ ma pháp sư rồi. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Bá Nạp Đức hít một hơi khí lạnh, trực giác của ông ta báo rằng Lâm Lôi đích thực là có uy hiếp đối với gia tộc. Lâm Lôi này không thể lưu lại được, Bá Nạp Đức nói. Nghe cha mình nói như vậy, trên mặt Tạp Lam nở nụ cười. Song Bá Nạp Đức trong chốc lát liền nhíu mày, không được, thiên tài đệ nhị trong lịch sử, thành tựu sau này khẳng định thập phần kinh người. Loại nhân vật này, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, tứ đại đế quốc làm sao chịu buông tha được. Nói không chừng, hiện tại hắn đã có quan hệ với Quang Minh giáo đình rồi. Tạp Lam, Lâm Lôi này không thể giết được. Bá Nạp Đức trịnh trọng nhìn Tạp Lam nói. Phụ thân, hắn hiện tại chẳng qua mới chỉ là một thất cấp song hệ ma pháp sư thôi. Tạp Lam vội vàng nói, đột nhiên hạ giọng. Phụ thân, chúng ta cũng không cần trực tiếp động thủ giết Lâm Lôi. Có thể bỏ tiền thuê người mà, cũng giống như lúc trước giết vị đại thần trong cung đình kia vậy. Bá Nạp Đức trầm ngâm một lát, Tạp Lam, sự tình này con không cần liên quan tới nữa, mọi việc để cho ta xử lý. Thấy Bá Nạp Đức không nói là sẽ giết Lâm Lôi hay không, đáy lòng Tạp Lam cảm thấy phiền não, khó mà ổn định tư tưởng được. Đêm tối, Bá Nạp Đức đi tới một tòa tử điếm đã được đặt sẵn gian phòng giữa. Trong căn phòng hoa lệ này, có một vị lão đầu râu bạc đang ngồi. Bá Nạp Đức tiên sinh. Lão đầu râu bạc trông thấy Bá Nạp Đức liền hớn hở chào hỏi. Bá Nạp Đức gật đầu, thứ đao tiên sinh, lần này tới gặp ông là có hai việc muốn nhờ. Lão khách quen cứ nói. Lão nhân râu bạc vẫn hớn hở như trước. Bá Nạp Đức liền nói thẳng hai chuyện này. Thứ nhất, ta muốn ngươi phá hoại tác phẩm đang được triển lãm ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Mộng Tỉnh. Bá Nạp Đức cũng hiểu rằng, muốn lấy trộm Mộng Tỉnh từ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cơ hồ là hoàn toàn không thể. Nếu chỉ là phá hỏng, thì sẽ dễ hơn nhiều. Phá hỏng Thạch Điêu Mộng Tỉnh, lão đầu râu bạc ngẩn ra. Sao cơ quân đao tổ chức của các ngươi cũng không làm nổi nhiệm vụ này ư? Tứ đại tổ chức sát thủ của Ngọc Lan Đại Lục đều có nét độc đáo riêng, quân đao tổ chức này thực lực vô cùng cường hãn. Chỉ cần có đủ kim tệ, thậm chí đến Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng dám ám sát.
Đương nhiên, ám sát thánh vực cường giả khó khăn sẽ là rất lớn. Khó sao các người mà cũng sợ Phổ Lỗ Khắc Tư, hội quán A Bá Nạp Đức có chút nghi hoặc. Không, chúng ta đương nhiên là không quan tâm đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Người trước hết hãy nói về công việc tiếp theo đã. Lão đầu râu bạc đáp. Công việc của tổ chức sát thủ vốn đã là đắc tội người ta. Đến Quang Minh giáo đình bọn họ còn dám đắc tội, vậy thì còn có cái gì mà không dám làm cơ chứ? Bá Nạp Đức nghi hoặc việc thứ hai, ta hy vọng các ngươi có thể giết chết Lâm Lôi. Lão đầu râu bạc rốt cục cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, quay về phía Bá Nạp Đức lắc đầu. Bá Nạp Đức tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng ta không thể nhận hai nhiệm vụ của ngươi, rất là xin lỗi. Không nhận, Bá Nạp Đức đứng bật dậy nhìn lão đầu râu bạc với vẻ không thể tin nổi. Thứ đao tiên sinh, ta biết thực lực của các ngươi, từ khi nào các ngươi đến một nhiệm vụ nhỏ bé như thế mà, cũng không dám tiếp nhận vậy. Bá Nạp Đức, căn bản là không thể tin nổi lần này mình đến đây lại không được tích sự gì. Tại sao đối phương đến loại nhân vật, như đại thần của tứ đại đế quốc hay hồng y đại giáo chủ đều dám giết, mà lại không dám ám sát Lâm Lôi? Không phải là không dám, mà là chúng ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, còn về nguyên nhân, chúng ta bất tất phải trả lời ngươi. Lão đầu râu bạc lạnh giọng. Bá Nạp Đức vội vàng xuất ra vẻ mặt tươi cười. Thứ đao tiên sinh, xin lỗi. Nếu các ngươi đã không muốn nhận nhiệm vụ này, ta đành phải cáo từ thôi. Lão đầu râu bạc gật đầu. Đợi đến khi Bá Nạp Đức đã rời đi, lão đầu râu bạc chậm rãi đứng lên, tự nhủ tên Bá Nạp Đức này, nhiệm vụ gì của hắn cũng bất hảo, chẳng những hủy kiện thạch điêu, lại còn muốn giết Lâm Lôi. Ta phải bẩm báo lại sự tình này với lão giáo quan, hôm nay cự tuyệt hai nhiệm vụ này, lão giáo quan chắc sẽ thập phần cao hứng. Lão đầu râu bạc này, trong tổ chức quân đao mang cấp bậc nguyên lão. Tuy nhiên, do đã cao tuổi, ông ta cũng không thực hiện nhiệm vụ, bình thường chỉ ở tại phân lai siêu cấp đại thành này hưởng phúc, thỉnh thoảng tiếp một vài quý tộc phú hào. Vị lão giáo quan của ông ta trong quân đao tổ chức cũng thuộc loại nhân vật truyền kỳ, ngay cả thủ lĩnh hiện nay của quân đao cũng phải lễ phép, mà xưng một tiếng giáo quan khi nhìn thấy ông ta. Trong cái tổ chức quân đao này, e rằng chẳng một ai có địa vị cao hơn ông ta cả. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, ngày triển lãm thứ tư của Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Trong đại sư triển lãm đang xảy ra một việc rất quái dị, dựa theo quy củ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, khách nhân trong sảnh sau 3 phút là phải rời đi nhường chỗ cho một nhóm khách mới. Nếu muốn quay lại thì phải xếp hàng từ đầu. Tuy vậy, hiện tại có một vị khách đã đứng trong sảnh gần 2 giờ mà vẫn không chịu ra ngoài. Hoàn toàn không giống với quy củ chút nào cả. Vị khách này trông khoảng 30-40 tuổi, mặc một bộ trường bao rộng thùng thình. Hai tay giấu trong tay áo dài khoanh trước ngực, mái tóc dài xõa tung tùy ý, đang nhìn ngắm Mộng Tỉnh Thạch Điêu với vẻ rất cao hứng. Trong lúc này, mấy hộ vệ cao thủ đứng trước Thạch Điêu khẽ bàn luận về nam tử tóc đen này. Không hiểu người này có quan hệ gì với Áo Tư Thác Ni, tiên sinh mà lại nhắc chúng ta không bắt buộc ông ta đi ra nhỉ. Đã ở lại trong sảnh lâu như vậy rồi, thực là vi phạm quy củ quá. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta tập trung mà bảo vệ cho tốt Thạch Điêu đi. Sợ cái gì, hội quán đã bố trí quanh Thạch Điêu một ma pháp trận. Muốn cướp Thạch Điêu này đi căn bản là không có khả năng. Thạch Điêu này lớn như vậy, ai có thể dưới mắt hội quán mà cướp nó đi? Các hộ vệ Thạch Điêu tâm tình vốn là rất nhẹ nhõm. Dù sao thì muốn cướp đi Thạch Điêu này là vô cùng khó khăn, mà phá hỏng nó thì đâu có lợi gì, ai lại làm như vậy? Ồ, Thạch Điêu này hay thực. Thực là thú vị. Nam nhân 30-40 tuổi kia nhíu mày, chăm chú nhìn Thạch Điêu rồi nhìn sang bên tấm thiếp giới thiệu. Đứa nhỏ thiên tài 17 tuổi này, thực là khiến cho người ta muốn gặp mặt a. Thời gian trôi qua, khách nhân trong sảnh liên tục thay đổi từng nhóm, lại từng nhóm. Vậy mà nam nhân này vẫn đứng tại chỗ, chăm chú thưởng thức Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Đường Tạc liền lạc, văn ngân rõ ràng dứt khoát, không có chút ngập ngừng. Trên mặt nam nhân có chút say mê, thực sự là mê người. Lại còn nữ tử này, thần vận phong thái đều hiện cả lên, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả người thực. Trong đại sư triển lãm lại có thêm một nhóm khách nhân. Không ít người đã xếp hàng nhiều lần, vào xem đi xem lại. Đối với loại tác phẩm cấp bậc tông sư này, những người yêu thích Thạch Điêu ngắm cả ngày cũng không thấy chán. Hết giờ, nhóm tiếp theo nhân viên Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán hô lớn, nhất thời khách nhân trong sảnh đều theo quy củ mà đi ra theo một cửa khác. Từ hàng ngũ, một nhóm người khác tiến lên, trong lúc này, tại sảnh có chút hỗn loạn. Ầm ầm, mấy tiếng nổ lớn liên tục vang lên, cả sảnh trong phút chốc bị bao phủ trong một tầng khói mờ. Khách nhân nhất thời hỗn loạn, sợ hãi hét lớn, tiếng mắng chửi phẫn nộ vang lên. Nhóm hộ vệ liền cảm thấy khẩn trương. Không ổn, đám hộ vệ vừa quan sát tình hình, lập tức biết rằng đã có chuyện gì phát sinh. Nam nhân mặc trường bào kia nhướng mày, không nhịn được thóa mạ một tiếng, mắt liền nhìn về phía trước thấy 4 bóng người đang lao rất nhanh về phía Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Ngay khi 4 người này lao tới, mấy người hộ vệ đã rút vũ khí ra, đồng thời không ít cao thủ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đang âm thầm tiến tới. Nếu để tác phẩm trong đại sư triển lãm bị phá hủy thì là chuyện rất lớn.
vù. Trong bốn thân ảnh có một bóng màu trắng vô cùng quỷ dị, chỉ khẽ lách mình là đã tránh được sự ngăn cản của các hộ vệ. Trong tay hắn liền xuất hiện một cái chùy thủ màu đen, trực tiếp hướng về phía bức thạch điêu. Với lực công kích lớn như vậy, lẽ thường khi chùy thủ chạm vào thạch điêu thì nó sẽ vỡ nát. Bùm, phía trước Mộng Tỉnh thạch điêu bỗng nổi lên một màn hào quang lững lờ, chùy thủ mặc dù đã đâm vào màn hào quang song không thể gây tổn hại được gì. Quang chi thủ hộ thân ảnh màu trắng khẽ lẩm bẩm, sau đó chỉ thấy ngoài mặt lưỡi chùy thủ xuất hiện màu đỏ tươi, cây chùy thủ lại hung hăng đâm tới tầng hào quang kia. Một tiếng keng vang lên, màn hào quang hộ vệ này lập tức bị đánh tan. Không hay rồi, đám hộ vệ hoảng hốt, phòng ngự ma pháp của thất cấp quang minh hệ pháp sư cũng có thể phá dễ dàng. Đã vậy, do chung quanh quá hỗn loạn, mặc dù hội quán có rất nhiều cao thủ lại không thể tới kịp. Hơn nữa, mấy người hộ vệ này lại bị ba người còn lại trong đám người kia chặn lại. Nam nhân mặc trường bào từ đầu đến giờ không hề động đậy, lúc này ánh mắt đột nhiên bỗng trở nên sắc bén. Chíu! Một âm thanh rất khẽ vang lên, bóng người màu trắng đứng khựng lại rồi sau đó. Duệt một tiếng, cả người đã bị phân làm hai mảnh. Ngay cả ba người đang đứng chặn trước đám hộ vệ cũng bị cắt đôi người, chắc chắn là đã chết. Một lát sau, phổ lỗ khắc tư hội quán đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình kia cũng từ tốn rời khỏi hội quán. Bên một cỗ xe ngựa đang dừng phía bên ngoài phổ lỗ khắc tư, hội quán có một người đang đứng. Chính là vị lão nhân lúc trước đã được cha của Tạp Lam là Bá Nạp Đức, xưng là Thứ Đao Tiên Sinh. Lão nhân đầu bạc này đi tới cạnh nam nhân trông như chỉ 30 tuổi trước mặt, cung kính thấp giọng gọi lão giáo quan. Ừ, lần này người làm rất tốt. Nam nhân này cười cười khen ngợi rồi tỏ vẻ bất mãn hạ giọng nói, không ngờ huyết mai hoa cũng xuống cấp đến mức thế này, chẳng lẽ chúng không biết phá hư một vật phẩm nghệ thuật chân quý như thế này là tội lớn đến thế nào sao? Huyết mai hoa cùng với quân đao đều là một trong bốn tổ chức sát thủ lớn. Lão giáo quan, hôm nay chúng ta đi đâu? Thứ Đao Tiên Sinh hỏi. Nam nhân nghĩ ngợi một chút rồi nói, đã 1-2 năm rồi ta chưa có đến Bích Thủy Thiên Đường, lâu nay toàn là cô nương ở nơi ấy đến chỗ ta a. Lần này ta tự mình đến đó, cùng vài cô nương tuổi trẻ ở cùng một chỗ, trái tim ta có thể trẻ trung hơn nữa a, ha ha. Nói xong, nam nhân cười lớn. Rõ, thưa lão giáo quan. Lão nhân đầu bạc cung kính nói, Thứ Đao Tiên Sinh luôn thắc mắc rằng vị lão giáo quan này, rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi. Bởi vì vị lão giáo quan này, huấn luyện người cho tổ chức quân đao, nhóm người của Thứ Đao Tiên Sinh chính là nhóm cuối cùng. Bởi vậy, có lẽ thành viên của nhóm sát thủ đầu tiên, phỏng chừng cho dù có bị chết mất người nào thì chắc cũng chỉ là do tuổi tác mà thôi. Nghĩ ngợi gì thế, nhanh lên một chút. Từ xe ngựa truyền ra thanh âm của vị nam nhân nọ. Thứ Đao Tiên Sinh lập tức lên xe, quất ngựa đi về hướng Bích Thủy Thiên Đường. Chương 109. Giữa thư phòng của tộc trưởng Đức Bố Tư gia tộc Bá Nạp Đức. Cái gì thất bại rồi? Bá Nạp Đức nhìn nữ tử mặc hồng bào trước mặt. Thất bại rồi, các ngươi chẳng lẽ không thể tiếp tục tổ chức huyết mai hoa của các ngươi, lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ đến vậy? Bá Nạp Đức vô cùng bất mãn. Hắn định mời quân đao tổ chức xong bị cự tuyệt, đến khi mời tổ chức huyết mai hoa, thì tổ chức này lại chỉ đáp ứng việc phá hỏng thạch điêu Mộng Tỉnh. Về phần giết chết Lâm Lôi, huyết mai hoa tổ chức ra giá rất cao, cũng tương đương với giá để giết chết một vị hồng y đại giáo chủ. Với cái giá như thế, Đức Bố Tư gia tộc không thể kham nổi. Theo như lời tổ chức này nói, giết chết Lâm Lôi thì cũng tương đương với việc đắc tội cùng Quang Minh giáo đình, đồng thời còn đắc tội với cả Sâm Thương Hội. Còn có một điểm nữa. Lâm Lôi hiện tại đã là một thạch điêu đại sư. Thạch điêu đại sư có địa vị vô cùng cao, rất nhiều người có địa vị đều rất khâm phục vị đại sư này. Giết chết Lâm Lôi cũng chính là giết chết một vị thạch điêu đại sư. Như vậy mà nói sẽ có không ít người đem lòng thù hận đối với huyết mai hoa, tổ chức. Cho nên cái giá để giết chết Lâm Lôi cũng phải tương đương với giá để giết một hồng y đại giáo chủ. Nhiệm vụ này chúng ta không thể tiếp nhận, thù lao ngươi trả chúng ta cũng sẽ hoàn lại toàn bộ. Hồng bào nữ tử nghiêm mặt nói. Có thể cho ta biết nguyên nhân được không? Bá Nạp Đức có phần không hiểu. Nếu chỉ phá hỏng một bức thạch điêu thì cũng không quá khó khăn a, sao lại mới chỉ thất bại có một lần mà đã vội từ bỏ? Nếu nói cho người biết nguyên nhân thì thù lao ngươi trả cũng sẽ không hoàn lại nữa, ngươi có nguyện ý không? Hồng bào nữ tử lạnh nhạt đáp. Một tổ chức sát thủ cũng có thể coi như một tổ chức tình báo, bọn họ cũng buôn bán các tin tức tình báo. Có thể là tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc, Bá Nạp Đức chính là rất hào khí. Hồng bào nữ tử nhẹ nhàng nói, ta có thể nói cho ngươi. Trong số những người thích bức thạch điêu Mộng Tỉnh, đó có một người mà tổ chức chúng ta rất không muốn đắc tội. Nhân vật này cũng không phải là người mà gia tộc Đức Bố Tư của các ngươi có thể đắc tội được. Tốt lắm. Thông tin đã báo cáo xong. Hồng bào nữ tử mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi. Bá Nạp Đức điên không chịu nổi. Hồng bào nữ tử ngay cả thân phận của kẻ không dám đắc tội này cũng không nhắc tới. Bất quá, Bá Nạp Đức cũng hiểu được.
Một nhân vật có thể khiến cho huyết mai hoa kiêng kỵ đến thế dám chắc là không tầm thường. Cái giá để tìm hiểu thông tin về nhân vật này chắc chắn sẽ cao đến mức không tưởng. Ngọc Lan lịch ngày 2.149.999. Giữa gian phòng chuyên dụng để đấu giá của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Phòng đấu giá này tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ 1 là các chỗ ngồi phổ thông, tầng thứ 2 được phân thành các lô riêng biệt, mỗi một lô đều dành cho một số đại quý tộc. Chỉ những đại phú hào mới có đủ tư cách tiến vào đây. Cái giá phải trả cũng cao đến kinh người. Về phần tầng thứ 3 lại chỉ có một phòng khách lớn phi thường, bên trong được trang hoàng hết sức xa hoa. Lúc này, mấy trăm chỗ ngồi của tầng thứ nhất người đến càng ngày càng đông. Mấy trăm chỗ ngồi này giá của mỗi vị trí cũng đến 100 kim tệ. Về phần mười mấy lô của tầng thứ 2, tùy theo vị trí, có giá chênh lệch từ 1.000 kim tệ đến 1 vạn kim tệ. Còn lại tầng thứ 3 căn bản là không thấy mở cửa. Mức độ nổi tiếng của Thạch Điêu Mộng Tỉnh là vô cùng lớn. Lần này tham gia vào phiên đấu giá có rất nhiều những siêu cấp phú hào trên toàn Ngọc Lan Đại Lục, đa số đều là đại quý tộc. Chính vì chỗ ngồi thì ít, trong khi phú hộ, quý tộc thì lại nhiều cho nên nguyên giá mỗi chỗ vốn là 100 kim tệ song bán ra bên ngoài thì giá lại cao hơn nhiều. Gia tộc Đức Bố Tư bởi là một gia tộc bản địa nên cùng Phổ Lỗ Khắc Tư, hội quán có mối quan hệ bên trong, nên có thể may mắn được ngồi ở lô có vị trí kém cỏi nhất thuộc tầng thứ 2. Trên thực tế, mười mấy lô của tầng thứ 2, ngoại trừ Đức Bố Tư gia tộc ra, thì đều là các gia tộc chứ danh trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Xét về thực lực thì còn cường đại hơn Đức Bố Tư gia tộc không biết bao nhiêu lần. Ví dụ như mấy người trong Đạo Sâm gia tộc của Đạo Sâm Thương Hội, cũng chỉ được ngồi ở lô giữa tầng thứ 2. Đương nhiên đại biểu cho Đạo Sâm gia tộc tới đây cũng không phải là người trực hệ. Ngài Lệ Tư, qua bên này đi. Đức Bố Tư gia tộc lúc này đến tổng cộng là 6 người. Còn Ngài Lệ Tư thì đi bên cạnh Tạp Lam cùng mẫu thân của Tạp Lam. Cô ta đội một cái mũ, viền mũ phủ xuống che kín mặt. 6 người này rất nhanh bước lên cầu thang tiến vào tầng thứ 2. Tại lô giữa của tầng thứ 2 cơ hồ đều là những siêu cấp đại gia tộc của Ngọc Lan Đại Lục. Bá Nạp Đức của Đức Bố Tư gia tộc đã nhìn thấy một số người trên hành lang của tầng thứ 2, lập tức chào hỏi vô cùng khiêm tốn. Ở chỗ này, tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc tựa hồ chẳng là gì cả, giống như lời Gia Lỗ từng đánh giá về gia tộc này một tiểu gia tộc a. Đúng, đối với các siêu cấp đại gia tộc tung hoành trên toàn Ngọc Lan Đại Lục mà nói, nếu tầm ảnh hưởng chỉ bó hẹp bên trong một vương quốc, thì trên toàn Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có thể được xem như một tiểu gia tộc mà thôi. 6 người của Đức Bố Tư gia tộc toàn bộ đều đã tiến vào bên trong. Một ngày nào đó, Đức Bố Tư gia tộc của ta cũng sẽ tiếp bước bọn họ, thậm chí so với bọn chúng còn mạnh hơn. Tạp Lam trong lòng thầm nghĩ. Đức Bố Tư gia tộc tới đây mà nói thực là trí tại tất đắc. Bất quản thế nào, đem cái thạch điêu này về nhà mình hay để tuột mất vào tay người ngoài cũng tốt. Dù sao thì tháng 6 tới Đức Bố Tư gia tộc sẽ cử hành nghi thức đính hôn. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người biết Ngài Lệ Tư chính là người của Đức Bố Tư gia tộc. Đương nhiên là trí tại tất đắc. Chỉ là trí tại mà thôi. Thực lực kinh tế cũng là điều vô cùng trọng yếu. Tạp Lam đại ca. Ngài Lệ Tư ngồi ở bên cạnh Tạp Lam. Đây là nơi tụ tập của các đại quý tộc. Ngài Lệ Tư cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao thì ở chỗ này, ngay cả gia tộc Đức Bố Tư cũng chưa là cái gì chứ đừng nói đến loại tiểu quý tộc như nhà Ngài Lệ Tư. Yên tâm. Muội ngồi ở giữa lô này, người phía dưới sẽ không nhìn thấy muội đâu. Cái tên Lâm Lôi kia cũng thực là quá đáng, tự dưng lại. Tạp Lam vừa nghĩ tới Thạch Điêu Mộng Tỉnh thì vô cùng phẫn nộ. Bởi vì chỉ cần là người có chút nghiên cứu đối với Thạch Điêu, thì đều có thể đoán được cảm tình của Lâm Lôi đối với Ngải Lệ Tư. Dù sao thì, nếu không phải là tình cảm thực sự, làm sao có thể điêu khắc ra một thần phẩm như thế này? Nếu Tạp Lam hắn thực sự kết hôn với Ngải Lệ Tư, tin rằng rất nhiều người sẽ ngầm xì xào về chuyện giữa Lâm Lôi với Ngải Lệ Tư. Tạp Lam hắn là người có địa vị. Vậy mà lại bị đem ra bàn tán, thực là khó mà chịu nổi. Tầng thứ 3 của phòng đấu giá. Lúc này bên trong chỉ có 4 người. Ngoài tổng quán trưởng của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán Mại Á cùng Áo Tư Thác Ni, còn có Lâm Lôi và Gia Lỗ. Ha ha, Mại Á quán trưởng, vị này là Lâm Lôi A, tiếng cười to hào sảng vang lên. Mại Á quán trưởng bước lên phía trước cung kính cúi mình, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ cũng lập tức khom người bái kiến bệ hạ. Người đến chính là quốc vương của Phân Lai Vương quốc. Hoàng Kim Sư Tử Kiều Hãnh Khắc Lai Đức của Phân Lai Vương quốc. Thân là một quốc vương, lại còn là một cửu cấp chiến sĩ vĩ đại, điều này thực khiến cho người ta phải khâm phục. Lâm Lôi chăm chú nhìn Khắc Lai Đức. Vị quốc vương bệ hạ này vô cùng cường tráng, mái tóc dài màu hoàng kim tùy ý phiêu sái giống, như một dải bờm sư tử bạo phát lực vô tận, toàn thân toát ra một cỗ chiến khí uy phục nhân tâm. Trong lúc đang mải ngắm nhìn này, loại khí thế ấy cứ tự nhiên mà phát ra. Khắc Lai Đức nhìn sang Lâm Lôi nếu ta đoán không sai. Thì vị này chính là Lâm Lôi đại sư. Bệ hạ, người có thể gọi ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức đáp.
Kỳ thực Lâm Lôi trong lòng có chỗ cũng rất bất đắc dĩ, từ khi Thạch Điêu Mộng Tỉnh bị triển lãm, rất nhiều người nhìn thấy Lâm Lôi đều vô cùng khiêm tốn xưng hô là Lâm Lôi đại sư. Cái kiểu xưng hô này thực là giả tạo. Ngay cả Kiệt Bố Hầu Tước có địa vị của Tạp Tư gia tộc lúc trước vốn không chịu bán chiến đao đồ lục, hiện tại đối với Lâm Lôi cũng tỏ ra rất kính nể. Vậy cũng tốt. Khắc Lai Đức vô cùng rõ ràng. Vị này chính là Gia Lỗ phải không? Gia Lỗ, phụ thân ngươi vẫn ổn chứ? Phụ thân vẫn khỏe, chỉ là hiện tại không có mặt ở Thần Thánh Đồng Minh. Nếu không thì lúc này phụ thân nhất định sẽ tới đây. Gia Lỗ khiêm tốn đáp. Khắc Lai Đức khẽ gật đầu. Mại Á Quán Trưởng, hôm nay còn có ai nữa? Khắc Lai Đức tùy ý hỏi. Mại Á Quán Trưởng cười đáp, chúng ta hãy đợi một lát nữa. Hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đều có thể đến đây. Tầng thứ 3 của phòng đấu giá bình thường đều để tiếp đón những nhân vật được Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cực kỳ trọng thị. Cửa sổ của tầng thứ 3 này được làm bằng một lớp pha lê đặc thù, từ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong khi từ bên trong thì lại rất dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Chế phẩm pha lê này là do luyện kim thuật sĩ đặc ý chế tạo ra, cực kỳ quý giá, ở những nơi bình thường thì không thể trang bị nổi. Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai vị đại nhân đã tới. Mại Á Quán Trưởng từ chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn ra hành lang bên ngoài. Lâm Lôi, Gia Lỗ cùng quốc vương Khắc Lai Đức của Phân Lai Vương quốc đều vô cùng nhiệt tình nghênh đón, đang hoan nghênh hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đến từ giáo đình này. Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc thì Lâm Lôi đã từng có dịp gặp qua, trong khi Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm thì to béo, khi cười rộ lên khiến đôi mắt híp lại như đường chỉ, nhìn hình dáng vô cùng đáng yêu. Lâm Lôi phải không? Lan Phổ Sâm vô cùng nhiệt tình giang tay ôm chặt lấy Lâm Lôi một cái. Lan Phổ Sâm đại nhân. Lâm Lôi cũng hữu lễ đáp. Sau đó tại tầng thứ 3, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Mại Á, Áo Tư Thác Ni, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm hai vị giáo chủ đại nhân, 7 người đều tùy ý ngồi xuống, thông qua cửa sổ chiếu xuống đất mà quan sát hiện trường đấu giá phía dưới. Thậm chí thông qua cửa sổ, còn có thể thấy được tình hình giữa các lô ở tầng thứ 2. Lão Tam, ngươi xem. Gia Lỗ nhẹ nhàng kéo cánh tay Lâm Lôi, đưa ánh mắt ra hiệu hướng xuống phía dưới. Lâm Lôi nhìn theo ánh mắt của Gia Lỗ, đột nhiên phát hiện ở một lô giữa tầng thứ 2 đúng là đám người Tạp Lam, cùng Ngả Lệ Tư đang ngồi. Lúc này Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư dưới lớp khăn che mặt đang cùng nói chuyện với nhau. Thực không ngờ là nàng hôm nay cũng tới đây. Gia Lỗ khẽ nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ lạnh nhạt cười. Lâm Lôi, các ngươi đang nói gì vậy? Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm, to béo quay sang Lâm Lôi cười hỏi. Không có gì. Lâm Lôi lắc đầu. Cát Nhĩ Mặc vỗ và vai Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, người cai quản Phân Lai Vương quốc thực là tốt, có thể xuất ra một Lâm Lôi thiên tài đến như vậy. Ta trước đó thực sự không hề biết Lâm Lôi lại là một siêu cấp ma pháp thiên tài, trong khi đối với lĩnh vực Thạch Điêu thành tựu lại cao đến như vậy. Đám người Lâm Lôi, Gia Lỗ liền cùng đám người Khắc Lai Đức, Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm, Mại Á Quán Trưởng cùng nhau tán gẫu. Những người ở tầng thứ 3 này cùng nhìn xuống bên dưới. Tầng thứ 1 của phòng đấu giá người đã đến ngồi chật kín. Bức Thạch Điêu Mộng Tỉnh đặt trên đài cũng được phủ kín bằng vải. Trên đài có hai thị nữ xinh đẹp đứng ở hai bên. Một gã thân sĩ trung niên nhân tóc vàng mỉm cười từ dưới đi lên, nhìn xung quanh cất giọng sang sảng nói, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hoan nghênh tất cả mọi người đã đến tham gia phiên đấu giá Thạch Điêu, tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. Vị trung niên nhân này cũng vô cùng tiêu sái, khàn khàn nói, những vị khách đến đây ngày hôm nay cũng đều là các bậc đại danh đỉnh đỉnh. Hội quán chúng ta ngày hôm nay cũng vinh hạnh được mời tới đây Hồng Y Đại Giáo Chủ đại nhân Cát Nhĩ Mặc. Vị trung niên nhân này ngước mặt lên tầng thứ 3 cung kính khom mình hành lễ. Nhất thời phía dưới tất cả mọi người cùng đứng thẳng lên. Cả đại sảnh đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có Hồng Y Đại Giáo Chủ đại nhân Lan Phổ Sâm. Tiếp tục một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Phân Lai Vương quốc bệ hạ của chúng ta hôm nay cũng tới. Đồng thời ma pháp thiên tài vĩ đại, thiên tài Thạch Điêu, Lâm Lôi đại sư cũng tới. Vị trung niên nhân chủ trì đấu giá này mỗi lần báo xuất một cái tên, toàn trường phía dưới lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với đám quý tộc này mà nói, Hồng Y Đại Giáo Chủ, một vị hoàng đế của cả một vương quốc, còn có cả một vị siêu cấp thiên tài sợ rằng trong lịch sử của Ngọc Lan, đại lục cũng khó mà gặp được, đều là những nhân vật đáng để ngưỡng mộ. Lâm Lôi đại sư. Ở lô giữa, Ngải Lệ Tư thoáng nhìn thấu qua cửa sổ pha lê, đáng tiếc tất cả những thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một lớp pha lê đen bóng. Nhưng tại tầng thứ 3, Lâm Lôi đã bắt gặp ánh mắt của Ngải Lệ Tư. Đó là một ánh mắt ẩn chứa thoáng mờ mịt ở trong đó. Chương 110. Vị trung niên nhân tóc vàng đứng trên đài tiếp tục cao giọng nói luận về Thạch Điêu, trong số thập đại Thạch Điêu đương đại thì cái có giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ, còn mức giá cao nhất thuộc về tác phẩm điêu khắc Huyết Tình Tông Ngao Sư, mà cách đây không lâu đã được đấu giá tại Phổ Lỗ Khắc Tư, hội quán tại Ngọc Lan Đại Lục, mức giá giao dịch lên đến tận 1.300 vạn kim tệ.
đám phú hào, quý tộc phía dưới đều trùng hẳn xuống. Cái giá này thực sự là vô cùng kinh khủng. Huyết Tình Tông Ngao Sư được lấy cảm hứng từ ma thú Huyết Tình Tông Ngao Sư, là tác phẩm điêu khắc của tác giả điêu khắc Tông Sư Hồ Phật từ 10 vạn năm trước. Trong gần 1.000 năm trở lại đây, Ngọc Lan Đại Lục của chúng ta cũng xuất hiện hai nhân vật cấp bậc Tông Sư, đó là Phổ Lỗ Khắc Tư Đại Sư cùng Hoắc Phổ Kim Sâm Đại Sư. Cả hai vị đều đạt tới Tông Sư cấp bậc. Trung niên nhân tóc vàng đột nhiên bật cười. Song, theo ta được biết, những vị Tông Sư trong lịch sử chưa vội nói đến Tông Sư, mà ngay một nhân vật đạt đến cấp bậc Đại Sư thông thường thôi. Khi ông ta được kính xưng là đại sư, tuyệt đại đa số đều đã ngoài 100 tuổi. Dẫu không hơn 100 tuổi thì cũng là 70-80 tuổi. Có ai trước 30 tuổi mà đã trở thành đại sư không? Trung niên nhân tóc vàng nhìn xuống bên dưới, trước đây không có, nhưng hiện tại thì có. Lầm Lôi đại sư vĩ đại, người là một thiên tài, 17 tuổi, mới chỉ 17 tuổi thôi mà người đã là một thất cấp song hệ ma pháp sư rồi. Tại lĩnh vực ma pháp, trong lịch sử của toàn Ngọc Lan Đại Lục, người cũng bài danh đệ nhị thiên tài. Mà ở cái tuổi 17 của người, trình độ điêu khắc hẳn mọi người đều đã biết. Vừa nói, trung niên nhân tóc vàng vừa xoay người nhìn về phía Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Hai thị nữ nọ lúc này cùng tiến lên, lập tức kéo tấm vải để lộ ra chân dung của bức Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Đây chính là tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. Căn cứ theo điều tra của hội quán chúng ta, tác phẩm này được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm ngoái, trong một ngày tuyết rơi dày, cũng là năm mà Lâm Lôi đại sư 16 tuổi. Kim Phát trung niên nhân cười nói, ta vẫn rất lấy làm kỳ lạ là tại sao năm ngoái tuyết lại nhiều đến vậy, giờ thì ta nghĩ, e rằng nguyên nhân phải chăng là bởi vì tác phẩm này của Lâm Lôi đại sư xuất thế. Nhất thời đám phú hào, quý tộc bên dưới đều cười ồ lên. Đương nhiên, chỉ là ta nói giỡn thôi, năm hình người được điêu khắc này, mỗi người lại có cái thần vận độc đáo của riêng mình. Mà cả năm kết hợp lại, lại càng giống như một câu chuyện ái tình từ thuở xa xưa. Tin rằng rất nhiều người có sự nghiên cứu về Thạch Điêu đều có thể cảm nhận được câu chuyện tình cổ điển thê mỹ này. Trung niên nhân tóc vàng cảm thán than vãn, năm hình nhân được điêu khắc, mỗi cái đều đạt tới cấp độ của tông sư, cả năm hợp lại khiến cho người ta cảm nhận được về một câu chuyện cũ. Giá của bức Thạch Điêu này, ta thực không thể nào mà đoán được. Quan trọng nhất chính là, Lâm Lôi đại sư hoàn thành tác phẩm này khi mới có 16 tuổi. 16 tuổi a? Kim Phát trung niên nhân giọng nói đột nhiên vang hẳn lên. Ta chẳng bao giờ cảm thấy lời nói của mình có chút thiếu sót nào, ta thực không thể dùng ngôn ngữ của mình để mà biểu đạt, ta đối với Lâm Lôi đại sư vô cùng sùng bái. Người, thực sự là một thiên tài. Những lời này cũng khiến cho đám quý tộc phía dưới tỏ vẻ đồng tình. 16 tuổi mà đã hoàn thành được một tác phẩm như thế, căn bản là một kỳ tích. Mà lô của Đức Bố Tư gia tộc thì hoàn toàn chìm trong im lặng. Tên súc sinh đáng ghê tởm. Tạp Lam rất oán hận trung niên nhân tóc vàng này, bởi vì sau khi hắn nói, sợ rằng giá của Thạch Điêu Mộng Tỉnh sẽ càng cao hơn nữa. Ta không thể nào tưởng tượng được Lâm Lôi đại sư sau này sẽ đạt tới thành tựu như thế nào nữa. Mà nguyên nhân chính là bởi vì đệ nhất kiện tác phẩm danh chấn toàn Ngọc Lan Đại Lục của Lâm Lôi đại sư lại càng khó có thể có được. Ai, đáng tiếc là ta không có bao nhiêu kim tiễn, nếu không dẫu có táng ra bại sản cũng muốn mua cho được. Trung niên nhân tóc vàng cười nói. Được rồi, bây giờ đấu giá bắt đầu đi, giá khởi điểm là 100 vạn kim tệ, mọi người không có ý kiến gì chứ? 100 vạn kim tệ, mới chỉ là giá khởi điểm. Không ít những tâm hồn bất hạnh trong đám quý tộc thực sự bị sốc. Nếu không phải là những quý tộc phú hào, thì ngay đến cả ý niệm tranh đoạt bức Thạch Điêu Mộng Tỉnh này trong đầu cũng không có. Nhất thời toàn bộ gian đấu giá đại sảnh đều trùng hẳn xuống. 150 vạn kim tệ tại tầng thứ nhất một vị quý tộc trực tiếp ra giá. Giữa tầng thứ ba, Lâm Lôi cẩn thận nghe ngóng cuộc đấu giá ở bên dưới, Bối Bối bên trong ngực cũng phải nhô cái đầu nhỏ ra mà nhìn xuống dưới quan sát. Lão đại, sau này ngoài gà nướng vịt nướng, lại cả rượu ngon nữa, có thể để mặc cho ta chén không? Tiếng Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Không vấn đề gì. Lâm Lôi vuốt ve đầu nó. Đối với bản thân mà nói, Bối Bối hoàn toàn có thể xem như huynh đệ của chính mình vậy. Chà, sắp tới hạnh phúc rồi đây. Bối Bối hưng phấn đôi mắt sáng rực lên, vươn dài cái cổ hướng xuống dưới nhìn. Ô, 200 vạn kim tệ rồi. Cao lên một chút a. Bối Bối không ngừng chờ đợi mức giá sẽ càng ngày càng cao. Lâm Lôi thấy nó như vậy thì không khỏi bật cười. Quốc vương Phân Lai Vương quốc Khắc Lai Đức nhiệt tình vỗ vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng ủng hộ ngươi. Áo Tư Thác Ni, 500 vạn kim tệ. Khắc Lai Đức quay sang Áo Tư Thác Ni hô một tiếng. Áo Tư Thác Ni bước sang một bên thông báo, lớn tiếng hô Khắc Lai Đức bệ hạ ra giá 500 vạn kim tệ. Tạ ơn bệ hạ. Lâm Lôi lúc này nói. Ha ha, không có gì. Khắc Lai Đức rất nhiệt tình nắm vai Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu không có hứng thú muốn giúp ta, thì giữa chúng ta cũng chẳng cần phải phân biệt quân thần làm gì. Ông ta tùy ý nói. Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức này cũng rất có hảo cảm.
Đây đích thực là một nhân vật vô cùng có mị lực, có cái hấp dẫn lực của người lãnh đạo. Bệ hạ, xin lượng thứ, ta muốn trở về cùng cha ta thương lượng một chút. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì ta sẽ ở lại Phân Lai Vương quốc. Lâm Lôi mỉm cười đáp. Đích xác là nên thương lượng với cha ngươi. Khắc Lai Đức khẽ cau mày nói. Lâm Lôi, theo ta được biết, cha ngươi hình như đã rời khỏi Ô Sơn Trấn. Ta đã từng điều tra nhưng lại không thể tìm ra tung tích của cha ngươi. Cứ như thế là, đã biến mất. Sau khi Lâm Lôi danh tiếng vang dội, Khắc Lai Đức vì muốn Lâm Lôi trợ giúp cho mình đã phái người đi dò xét một chút về thân phận của hắn. Tuy nhiên Hoắc Cách lại không có mặt tại Ô Sơn Trấn. Phụ thân ta không có Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi có chút nghi hoặc nói phụ thân ta có khả năng là tạm đi đâu đó, thôi chứ chắc chắn là vẫn ở trong Ô Sơn Trấn. Có thể lắm. Khắc Lai Đức không tiếp tục nhiều lời. Hoắc Cách hẳn là đã lẩn trốn rất kỹ, nếu không một vị quốc vương của một nước đã muốn tìm người, thì sao có thể không tìm ra được cơ chứ? Giữa các lô của tầng đấu giá thứ hai, 500 vạn kim tệ, dám chó Tạp Lam không kìm được mắng một tiếng. Bên cạnh tộc trưởng Bá Nạp Đức, của Đức Bố Tư gia tộc vốn luôn nghiêm nghị âm trầm khẽ nói Tạp Lam, tình hình của gia tộc ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại tình hình gia tộc tương lai không rõ, chúng ta không thể đem quá nhiều kim tiễn ra lãng phí ở đây được. Căn cứ theo cuộc thương nghị trong gia tộc, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể xuất ra 800 vạn kim tệ cấp cho ngươi, điều này đã được thông qua rồi. Tạp Lam gật gật đầu. Hắn rất rõ, toàn bộ sản nghiệp của gia tộc hiện có chừng 100 triệu kim tệ. Song 100 triệu kim tệ đó phần lớn lại là tài sản cố định. Tài sản lưu động thì vào khoảng 20 triệu kim tệ. Nhưng toàn gia tộc không thể đem toàn bộ kim tiễn lãng phí vào một bức thạch điêu được. Gia tộc không bắt Tạp Lam cùng ngài Lệ Tư phải chia cách, thì đã là điều hiếm có lắm rồi. 530 vạn kim tệ. Tại lô ở giữa tầng thứ hai lại có người báo giá. Vị trung niên nhân tóc vàng chủ trì tức thì hưng phấn hẳn lên 530 vạn kim tệ rồi. Trong thập đại thạch điêu trước đây giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ. Như hiện tại thì giá của thập đại thạch điêu đã có sự biến đổi rồi, ta có thể tuyên bố, thạch điêu mộng tỉnh đã chính thức đứng trong hàng ngũ thập đại thạch điêu. Đạo Sâm Thương Hội ra lỗ, thiếu gia báo giá 600 vạn kim tệ tại tầng thứ 3 của phòng đấu giá truyền tới giọng của Áo Tư Thác Ni. Nghe thấy cái giá này, Tạp Lam mặt mũi bỗng trở nên xám xịt. Giá cả đã nhanh chóng lên đến 600 vạn kim tệ. Điều này thực sự là vượt quá dự đoán của Tạp Lam. Dựa theo suy đoán của hắn, trong thập đại thạch điêu thì giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ, do đó bản thân mình đã chuẩn bị sẵn 800 vạn kim tệ, thì hẳn là không có chuyện gì xảy ra mới phải. Có điều, Tạp Lam không phải là nhà sưu tầm chân chính, không thực sự nghiên cứu về thạch điêu. Điều này những nhà sưu tầm chân chính hoàn toàn có thể cảm nhận được, thạch điêu mộng tỉnh đã thực sự khiến cho lòng người phải rung động. Đặc biệt là năm bức tượng hình người lại liên hợp lại, điều này trong toàn bộ lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục trước đây vốn chưa từng xuất hiện. Nhưng nó lại khiến cho người ta có thể cảm nhận được một đoạn thê mỹ cảm tình. Đặc biệt người điêu khắc, năm đó trong khi điêu khắc thì mới có 16 tuổi, hơn nữa lại còn là siêu cấp ma pháp thiên tài. Không thể để cho giá cả cứ từng bước leo thang như vậy được. Tạp Lam nhướng mày. Hắn hiểu rằng nếu cứ để cho giá cả không ngừng tăng lên, thì hiệu suất ra giá thành công của mình sẽ là rất thấp. 800 vạn kim tệ. Tạp Lam lớn tiếng thông báo mức giá do mình đặt ra. Từ 600 vạn kim tệ lên đến 800 vạn kim tệ. Chỉ trong thoáng chốc đã vọt lên tận 200 vạn kim tệ, mức tăng trưởng kịch liệt đến chóng mặt này thực sự khiến rất nhiều người cảm thấy sốc. Dù sao thì giá cả của thập đại thạch điêu, thậm chí là ba kiện tác phẩm chân quý nhất của Phổ Lỗ Khắc Tư, thì cũng mới chỉ có 700 vạn kim tệ mà thôi. Các nhà sưu tầm, hoàn toàn không phải là kẻ mù về sưu tập cũng đều nhìn vào giá trị. Nếu không thực sự là kẻ đuôi mù thì đó chính là hành vi bại gia tử địa. Kim Phát Trung Niên, nhân lập tức lớn tiếng hô Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Ra giá đến 800 vạn kim tệ, có thể thấy được họ thực sự muốn có được bức thạch điêu này. Ta có thể tưởng tượng, tương lai khi Lâm Lôi đại sư có thể trở thành thánh vực cường giả, cái giá tương đương của tác phẩm này sẽ không chỉ là 800 vạn kim tệ nữa, mà còn có thể lên đến 1.600 vạn kim tệ. Vị trung niên nhân tóc vàng này năng lực cổ vũ quả thực là rất mạnh. Nhưng những người ngồi phía dưới cũng không có mấy kẻ ngu ngốc. Bọn họ để tự hỏi kể cả là có tiền thì cũng nên sử dụng được giá trị. Tầng thứ 3 của đấu giá đại sảnh, Lâm Lôi. Gia Lỗ, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc, Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm tất cả đều nhìn xuống phía dưới, tùy ý cười nói. Lão Tam, cái tên Tạp Lam báo giá kìa. Gia Lỗ khẽ nói. Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía cái lô kia, hắn có thể thấy rõ ràng, ở giữa lô Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư đang tay trong tay, nhìn vẻ mặt Tạp Lam hiển nhiên là đang vô cùng khẩn trương. Lão Tam, hay là ta đẩy hắn một chút, mặc kệ như thế nào, thạch điêu của ngươi cũng không thể rơi vào tay hắn được. Gia Lỗ khẽ nói bên tai Lâm Lôi. Không cần. Lâm Lôi chậm rãi lắc đầu.
Lâm Lôi dừng lại ở Ngải Lệ Tư, lúc này ngồi giữa lô, Ngải Lệ Tư trông thực đáng thương tựa như một tiểu cô nương đã phải chịu ủy khuất. Những người khác trong gia tộc Đức Bố Tư đều ném về phía nàng những cái nhìn đầy bất mãn. Dù sao thì gia tộc bọn họ cũng đã vì Ngải Lệ Tư mà phải hao phí một lượng lớn kim tiễn. Nếu bọn họ thực sự muốn, thì cứ để cho bọn họ đi. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Bên cạnh Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cười cười. Lô giữa. Người của Đức Bố Tư gia tộc đều tương đối khẩn trương, trong đó khẩn trương nhất vẫn là Tạp Lam và Ngải Lệ Tư. Yên tâm, Ngải Lệ Tư, 800 vạn kim tệ đã là cái giá cực kỳ cao rồi. Sẽ không thể cao hơn nữa đâu. Tạp Lam an ủi Ngải Lệ Tư, nhưng phải chăng là hắn cũng đang tự an ủi chính bản thân mình, bởi vì gia tộc chỉ ủy quyền cho hắn đúng 800 vạn kim tệ mà thôi. Vị trung niên nhân tóc vàng kia cũng đã giơ cái búa nhỏ lên Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Có ai ra giá cao hơn không vậy, ta cần phải đưa ra tuyên bố. 1.000 vạn kim tệ. Một đạo thanh âm vang vọng từ chỗ ngồi ở đại sảnh tầng thứ nhất vang lên. Trên thực tế thì mức giá đằng sau Thạch Điêu Mộng Tỉnh, cơ hồ đều là để cho đám siêu cấp đại quý tộc ở những lô phía trước này, tranh đoạt với nhau. Đám quý tộc phú hào ngồi bên dưới chỉ là xem cho vui mà thôi, thực không nghĩ đến bây giờ ở đại sảnh tầng thứ nhất mà cũng có người báo giá. Thực là không biết nhìn, ta thấy, bức mộng tỉnh này thực sự là khai sáng ra một lưu phái mới. Phong cách điêu khắc so với các bức thạch điêu khác là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa với năm hình nhân có thần vận hoàn toàn bất đồng này thì 1.000 vạn kim tệ cũng là đáng giá. Nam tử tùy ý xuất ra 1.000 vạn kim tệ kia tùy ý nói. Vị nam tử này nom chừng 30-40 tuổi, khoác trường bào rộng thùng thình. Những uẩn ý nói ra này mọi người đều có thể cảm nhận được. 1.000 vạn kim tệ. Ở lỗ giữa cả Tạp Lam và Ngải Lệ Tư đều ngớ người ra. Chương 111. Tạp Lam đại ca. Ngải Lệ Tư khẽ gọi, đồng thời lo lắng nhìn. Đối với những người có khả năng, chỉ cần có thể tạo ra được nguyên hình của một kiện tông sư thạch điêu thôi thì đã là điều đáng để cảm thấy kiêu ngạo lắm rồi, có điều tác phẩm này của Lâm Lôi thì lại khác. Chỉ cần có một chút kiến thức về thạch điêu là hoàn toàn có thể từ thần vận, mà năm bức tượng hình người này ẩn chứa để thưởng thức câu chuyện đã qua giữa Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư. Nếu Ngải Lệ Tư chỉ trở thành thê tử của một gia đình nhỏ thôi thì đã đành. Đằng này người muốn cầu hôn nàng lại chính là Tạp Lam Đức Bố Tư. Người thừa kế tương lai của gia tộc Đức Bố Tư. Đức Bố Tư gia tộc tại Phân Lai, Vương quốc cũng bài danh một trong tam đại gia tộc đứng đầu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tạp Lam nắm tay Ngải Lệ Tư. Có điều Ngải Lệ Tư lại cảm thấy lòng bàn tay của Tạp Lam ướt đẫm mồ hôi. Phụ thân Tạp Lam hết nhìn về phía Bá Nạp Đức cha mình lại nhìn sang phía mẫu thân của mình. Cha mẹ hắn cực kỳ thương yêu hắn. Đó cũng chính là lý do vì sao bọn họ sẵn sàng nguyện ý xuất ra tới 800 vạn kim tệ, vì Tạp Lam. Dù sao thì đối với Đức Bố Tư gia tộc mà nói, 800 vạn kim tệ chính là một bút toán rất lớn. Tạp Lam, đừng nghĩ ngợi nữa, gia tộc không có khả năng vì vị hôn thê của ngươi mà xuất ra quá 1.000 vạn kim tệ đâu. Bá Nạp Đức sắc mặt nghiêm túc đáp. Tạp Lam chết lặng, ngay cả Ngải Lệ Tư cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bá Nạp Đức, trong mắt lộ vẻ lo lắng xen lẫn sự chờ đợi. Cứ theo như quyết định lúc trước của chúng ta đi. Bá Nạp Đức không quan tâm đến sự chờ đợi của Ngải Lệ Tư, lạnh lùng tuyên phán. Tạp Lam cả người lặng đi hồi lâu, bên cạnh Ngải Lệ Tư gắt gao nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn chăm chú vào đôi mắt Tạp Lam, Ngải Lệ Tư rất hiểu lời vừa nói của Bá Nạp Đức biểu hiện cho điều gì. Nàng không muốn tiếp nhận kết quả đó. Tạp Lam đưa mắt liếc nhìn Ngải Lệ Tư một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Tạp Lam đại ca, muội không muốn. Ngải Lệ Tư khẽ nói. Tạp Lam cầm tay Ngải Lệ Tư, khẽ lắc đầu không được đâu. Ngải Lệ Tư, ta là người kế thừa của gia tộc, ta phải lo lắng cho gia tộc. Ta cũng hy vọng muội có thể vì ta mà hy sinh một chút. Ta cam đoan, lòng ta đối với muội sẽ không hề thay đổi. Ngải Lệ Tư thoáng trầm mặc. Người kế thừa của gia tộc, chỉ mấy chữ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại trói chặt Tạp Lam với toàn bộ vinh nhục của cả gia tộc. Mặc dù Bá Nạp Đức vô cùng thương yêu nhi tử của mình, có điều vô luận thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không thể cho phép Ngải Lệ Tư trở thành chính thê của Tạp Lam được. Đúng, không thể nào trở thành chính thê. Nói cách khác, sau này những đứa con mà Ngải Lệ Tư sinh ra cũng không phải là con em nối dõi. Trên thực tế, từ khi Thạch Điêu Mộng Tỉnh bị đông đảo người ta ngắm nghía, Đức Bố Tư gia tộc đã từng yêu cầu Tạp Lam buông tha Ngải Lệ Tư ra. Cho dù có kết hôn với Ngải Lệ Tư, cũng không thể để cho nàng trở thành chính thê của Tạp Lam được. Có điều Tạp Lam vẫn kiên trì. Sau đó vì thương yêu Tạp Lam mà Bá Nạp Đức đành thỏa hiệp, ông ta quyết định, nếu có thể mua được Mộng Tỉnh về thì sẽ miễn cưỡng đáp ứng việc này. Tuy nhiên bây giờ xem ra, Tạp Lam đại ca, Ngải Lệ Tư nhìn Tạp Lam, khóe mi đã ơn ướt, đồng thời nhìn về phía những người trong gia tộc Đức Bố Tư ở xung quanh. Song vô luận là Tạp Lam, hay là Bá Nạp Đức,
hoặc là mẫu thân của Tạp Lam, tất cả đều không để ý tới nàng. Giờ khắc này, Ngải Lệ Tư bỗng cảm thấy lòng mình băng giá. Nàng đột nhiên nhớ lại khi còn ở bên Lâm Lôi đã bảo vệ nàng bằng tất cả sự quan tâm có thể. Trước đây nàng vẫn nghĩ rằng Lâm Lôi quan tâm tới nàng nhiều như vậy, đó là điều đương nhiên phải thế. Có điều lúc này đây, nàng lại khao khát có được điều đó biết bao. Ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lớp pha lê nhìn về phía tầng thứ 3 của gian đấu giá. Nhưng tất cả những thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một mảng pha lê đen tối. 1.000 vạn kim tệ, 1.000 vạn kim tệ, còn có giá nào cao hơn không? Vị chủ trì tóc vàng đứng trên đài cao giọng hô. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nọ tùy ý nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng. Rồi sau đó trực tiếp hướng về phía vị chủ trì tóc vàng nọ yêu cầu hầy. Ngươi đừng có đứng đó mà nhiều lời nữa, mau khóa sổ đi. Đám phú hào quý tộc ở bên cạnh đều bật cười. Người chủ trì đấu giá, sao có thể nghe lời của người ở phía dưới nói được cơ chứ? Theo như những gì mà đám phú hào quý tộc hiểu về vị nam nhân tóc vàng này, hắn ta chính là lần lượt đấu giá, từng bước đẩy giá lên tới mức cực kỳ cao. Người chủ trì tóc vàng nghe thấy thanh âm nọ, bỗng cảm thấy toàn thân như bị thôi miên, rất tự nhiên nói ta bắt đầu khóa sổ đây. 3, 2, 1.010 vạn kim tệ. Một giọng nói già nua từ lô ở tầng thứ 2 truyền đến. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía lô này. Ngay cả vị nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình kia, cũng phải kinh ngạc nhìn về phía lô ấy. Tại lô ở giữa tầng thứ 2, ngoại trừ Đức Bố Tư gia tộc ra, những gia tộc khác đều là những danh gia vọng tộc nổi tiếng khắp, trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Tài sản của những đại gia tộc này, so với Đức Bố Tư gia tộc thì còn nhiều hơn gấp bội. Ồ, vẫn còn có kẻ biết thưởng thức giá trị của hàng hóa, tuy nhiên lại chỉ tăng thêm có 10 vạn kim tệ, ta tăng thêm một chút, 1.030 vạn kim tệ. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này ha ha cười tùy ý lên tiếng. Lúc này, tại tầng 3 của gian đấu giá, bọn người Lâm Lôi đều chú ý tới vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này. Bất quá từ vị trí của bọn họ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên của nam tử vận trường bào rộng này, căn bản không thể nhìn thấy rõ được dung mạo của hắn. Ủa? Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ mặc cùng Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm của Quang Minh Giáo Đình đều đứng bật cả dậy. Bọn họ cau mày dọc theo cửa sổ pha lê nhìn qua một bên khác, cẩn thận hướng xuống dưới quan sát nam tử mặc trường bào rộng thùng thình này. Mà lúc này, nam tử mặc trường bào rộng thùng thình tựa hồ cũng phát hiện được ở phía trên hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đang nhìn hắn, cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ một cái. Là hắn. Hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu. Trên thực tế trước phiên đấu giá, Quang Minh Giáo Đình đã có quyết định lúc này sẽ bỏ ra một cái giá thực cao để đấu giá Thạch Điêu Mộng Tỉnh. Điều này có thể khiến cho mối quan hệ giữa Lâm Lôi với Quang Minh, Giáo Đình trở nên rất tốt. Song sau khi Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn thấy vị nam nhân này thì liền thay đổi chủ ý. Đừng có tranh cãi với kẻ điên. Cát Nhĩ Mặc khe khẽ nói. Lan Phổ Sâm cũng gật gật đầu, ta không muốn nổi nóng với kẻ điên này. Mặc dù gọi đối phương là người điên, nhưng cái cảm giác sợ hãi này thực sự đã thấu vào tận xương tủy bọn họ. Đối với vị nam nữ kinh khủng chạc 30-40 tuổi ở dưới kia, Lan Phổ Sâm cùng Cát Nhĩ Mặc biết rất rõ. Đặc biệt là Lan Phổ Sâm. Bởi nếu không phải vì kẻ điên này, e rằng Lan Phổ Sâm chẳng có cơ hội thăng lên một bậc, trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ. Quang Minh Giáo Đình Hồng Y Đại Giáo Chủ tổng cộng chỉ có 5 vị. Nguyên nhân chính là vì kẻ điên này đã giết chết một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ. Lúc đó mới khiến Lan Phổ Sâm có được cơ hội ngồi lên vị trí này. Đã có thể giết chết được một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ, Quang Minh Giáo Hoàng, cũng không nguyện ý vì chuyện này mà thực sự đối lập với kẻ điên này. 1.040 vạn kim tệ. Ở lô giữa tầng thứ 2, giọng nói già nua kia lại tiếp tục vang lên. Nam tử mặc trường bào rộng thùng thình lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhướng mày các người thực là phiền toái. 1.100 vạn kim tệ. 1.100 vạn kim tệ, vị tiên sinh này ra giá 1.100 vạn kim tệ rồi. Còn có giá nào cao hơn hay không? Vị chủ trì tóc vàng kia cũng hưng phấn hẳn lên. Cần phải biết rằng, trong thập đại thạch điêu đứng đầu là Huyết Tình Tông Mao Sư cũng bất quá mới có 1.300 vạn kim tệ. Giữa tầng thứ 3, Cát Nhĩ Mặc khẽ hỏi Lan Phổ Sâm. Lan Phổ Sâm, người có biết gia tộc ở lỗ giữa kia không dám cùng đấu với kẻ điên này, chẳng lẽ chê mạng mình dài quá hay sao? Mại Á Quán Trưởng. Lan Phổ Sâm quay sang Mại Á Quán Trưởng ở cách đó không xa gọi một tiếng. Mại Á Quán Trưởng lập tức bước tới. Mại Á Quán Trưởng, ngươi có biết ngồi ở lô chính giữa kia là gia tộc nào không? Lan Phổ Sâm dò hỏi. Hình như chủ sự chính là một cô nương còn trẻ tuổi. Lan Phổ Sâm đứng ở tầng thứ 3, xuyên thấu qua cửa sổ tự nhiên đã thấy người che mặt ngồi ở lô giữa tầng thứ 2. Về phần kẻ có giọng nói già nua kia, trông hình dáng thì có vẻ là người hầu của vị cô nương kia. Mại Á Quán Trưởng nhìn thoáng qua, cười nói Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, vị cô nương này chính là
con em chính hệ của Lai Ân gia tộc ở Ngọc Lan đế quốc. Lô ở giữa này chính là của Lai Ân gia tộc lấy danh nghĩa ra để đặt sẵn. Lai Ân gia tộc Lan Phổ Sâm, Cát Nhĩ Mặc cả kinh. Lai Ân gia tộc, tại Ngọc Lan đế quốc cổ xưa nhất trên toàn Ngọc Lan, đại lục bài danh một trong ngũ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu, có thể bài danh một trong năm gia tộc đứng đầu tại Ngọc Lan đại lục đương đại, làm gì mà chẳng thể trêu chọc được Đức Bố Tư gia tộc. Mà con em của Lai Ân gia tộc, phần lớn đều nắm những địa vị chủ chốt tại Ngọc Lan đế quốc, nắm giữ quyền lực khổng lồ tại vương quốc này. Cát Nhĩ Mặc, đệ nhất ma pháp thiên tài địch khắc Tây của Ân Tư Đặc, ma pháp học viện chúng ta hình như, chính là người của Lai Ân gia tộc tại Ngọc Lan đế quốc. Lan Phổ Sâm hỏi, Cát Nhĩ Mặc vốn tương đối quen thuộc với những chuyện có liên quan tới Ân Tư Đặc học viện. Đúng vậy, không riêng gì địch khắc Tây, hắn còn có một muội muội tên gọi là gì ta không nhớ lắm. Hai huynh muội này đều đến Ân Tư Đặc ma pháp học viện của chúng ta để xin học. Có điều mấy hôm trước, địch khắc Tây đã xin được tốt nghiệp rồi. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đáp. Lan Phổ Sâm cũng gật gật đầu. Xem ra, vị cô nương kia chính là muội muội của địch khắc Tây rồi. Lan Phổ Sâm nhìn về phía lô giữa. Tại lô giữa tầng thứ hai của Lai Ân gia tộc, địch Lị Á trong trang phục màu tím có phần trầm tĩnh, ngồi trên chiếc ghế có bọc vải sa, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống Thạch Điêu Mộng Tỉnh ở bên dưới. Tiểu thư, đừng nên tranh cãi, kẻ ở phía dưới không thể đấu lại được đâu. Lão giả có chút ưu lự can ngăn. Là một siêu cấp đại gia tộc của Ngọc Lan đế quốc, thế lực của Lai Ân gia tộc trải khắp cả Ngọc Lan đại lục, tuy nhiên có một số siêu cấp cao thủ biết rất rõ. Bọn họ hiểu rằng, mặc dù bọn họ là siêu cấp đại gia tộc, song có một số người không thể đắc tội được. Ví dụ như người trẻ tuổi chỉ khoảng 3-40 tuổi ở phía dưới kia. Lão giả rất rõ ràng, mặc dù năm nay ông ta đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng phỏng chừng kể từ khi ông ta còn chưa ra đời, vị nam tử vận trường bào rộng thùng thình kia đã xuất hiện với bộ dạng hiện tại rồi. Đừng lo lắng, Hưu Gia Gia, người giúp ta đem mảnh giấy này đưa cho hắn, có được không? Địch Lị Á lấy ra một cây bút, viết vội một câu lên mẩu giấy rồi đưa cho vị lão giả nọ. Lão giả tiếp nhận mẩu giấy, vừa nhìn nội dung xong không khỏi sửng sốt. Tiểu thư, người sao lại? Lão giả bị nội dung làm cho phát sốt. Đừng quan tâm, người đem mẩu giấy này đưa cho hắn đi. Địch Lị Á không chút do dự. Lão giả có phần đắn đo trong chốc lát rồi cuối cùng, cũng rời khỏi lô đi xuống tầng thứ nhất. 1.200 vạn kim tệ. Giọng thánh thót của Địch Lị Á từ lô giữa vang lên. Phía dưới nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nhướng mày. Trên mi mắt một luồng sát khí bắt đầu ngưng kết. Trong khi đó thì vị lão giả tên Hưu đã đi tới chỗ hắn. Tới trước mặt của nam tử mặc trường bào rộng nọ, cung kính khom người nói, đại nhân, ta là người hầu của Lai Ân gia tộc, mẩu giấy này là do tiểu thư ta bảo đưa cho người. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình mi mắt bắt đầu giãn ra một chút, sau đó bỗng có vẻ hứng thú tiếp lấy mẩu giấy. Ồ, nam tử nọ vừa nhìn nội dung trong mẩu giấy xong, mắt bỗng sáng ngời lên, rồi sau đó bật cười. Được, ta không cãi. Nam tử mặc áo bào rộng thùng thình đem mẩu giấy trong tay lập tức hóa thành tro bụi, sau đó cười ha hả ngồi xuống, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lô ở tầng 2 nơi Địch Lị Á đang ngồi. Lúc này ở tầng thứ 3 của gian đấu giá, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ nghe thấy một tiếng 1.200 vạn kim tệ thanh thoát vang lên, hai người đều sửng sốt. Giọng nói này thực quen thuộc, Lâm Lôi cùng chủ nhân của giọng nói này đều quen nhau, từ khi mới vào Ân Tư Đặc học viện. Là Địch Lị Á, Gia Lỗ kinh dị thốt lên. Lâm Lôi cũng lập tức bật dậy đi tới một bên cửa sổ. Đi tới đây có thể thấy được vị trí chỗ Địch Lị Á. Quả nhiên, Địch Lị Á trong bộ trang phục màu tím tương đối nghiêm túc đang ngồi ở trên thảm sa, nhìn chằm chằm vào bức Thạch Điêu Mộng Tình ở bên dưới. 3, 2, 1, cộp. Vị chủ trì tóc vàng nó gõ cái búa nhỏ, hưng phấn lớn tiếng hô chúc mừng Lai Ân gia tộc, với mức đấu giá 1.200 vạn kim tệ đã đoạt được tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. 1.200 vạn kim tệ, ta có thể vinh hạnh tuyên bố, Thạch Điêu Mộng Tỉnh đã trở thành tác phẩm có giá cao xếp hàng thứ 3, trong thập đại Thạch Điêu. Chỉ có Huyết Tình Tông Ngao Sư của Hồ Phật Đại Sư cùng Hy Vọng, của Phổ Lỗ Khắc Tư, Đại Sư là hai kiện tác phẩm có giá cao hơn bức Mộng Tỉnh này. Toàn bộ đấu giá đại sảnh nhất thời huyên náo hẳn lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng không ngớt vang lên. Còn Lâm Lôi đang đứng ở trước cửa sổ trên tầng 3, vừa nhìn Địch Lị Á ở phía dưới, lại đảo mắt liếc sang phía một người khác ở lô giữa Ngải Lệ Tư. Cả hai cô gái đều che mặt. Chỉ có điều nét mặt của Địch Lị Á thì có vẻ tươi cười, trong khi Ngải Lệ Tư thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Chương 112. Dọc hai bên đường đến khu vực đấu giá tụ tập đầy phú hào quý tộc. Đám quý tộc này rất tự giác đứng tách ra thành một con đường đến khu vực đấu giá. Hai vị Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm của Quang Minh giáo đình, Vân Lai quốc vương Khắc Lai Đức, tổng quán trưởng Mại Á của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, thiếu gia Gia Lỗ của Đạo Sâm Thương hội cùng với thiên tài ma pháp Thạch Điêu đại sư Lâm Lôi, mấy người vừa nói vừa cười rời khỏi Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán.
Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phủ Sâm đại nhân, bệ hạ, Lâm Lôi đại sư. Xung quanh các quý tộc phú hào đều mỉm cười, khiêm tốn hướng tới bọn họ vấn an. Người của Đức Bố Tư gia tộc bị ép vào góc đường, kéo vành mũ xuống, Ngải Lệ Tư cố nén không dám ngước đầu lên nhìn. Giữa những quý tộc, phú hào và cường giả đó, nàng chỉ quan tâm đến mỗi Lâm Lôi. Hôm nay, Lâm Lôi chính là nhân vật thiên tài truyền kỳ. 17 tuổi là thất cấp ma pháp sư, hơn thế nữa trong lĩnh vực điêu khắc thạch điêu còn đạt, tới cấp bậc đại sư ngang với Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, Hồ Phật. Quả là một ngôi sao sáng trên bầu trời khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Đợi một lát sau khi hai vị Hồng Y đại giáo chủ, Quốc Vương Khắc Lai Đức, Lâm Lôi, Gia Lỗ mấy người đi khỏi, đám quý tộc phú hào này mới trật tự rời đi. Cô là Ngải Lệ Tư, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên. Nhóm người của Đức Bố Tư gia tộc đều quay lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đi tới, phía sau còn có một lão giả với nụ cười thân thiện. Cho dù là cô gái hay lão giả cũng đều toát lên một khí chất quý tộc, điều này khiến cho mọi người phải cảm thấy có chút tự ti. Bá Nạp Đức vừa trông thấy liền tiến lên khiêm tốn giới thiệu các vị, đây chính là Địch Lý Á tiểu thư. Nghe nói tiểu thư nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt so với lời đồn còn thấy xinh đẹp hơn nhiều. Đức Bố Tư gia tộc chỉ có ảnh hưởng tại Phân Lai Vương quốc, so với siêu cấp gia tộc của Ngọc Lan, đế quốc Lai Ân gia tộc chênh lệch không biết bao nhiêu lần. À, ngài là tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc Địch Lý Á, liếc mắt nhìn Bá Nạp Đức hỏi. Bá Nạp Đức khiêm tốn gật đầu. Đây là hôn thê của con trai ngài Địch Lý Á, nhìn thoáng qua thấy Ngải Lệ Tư, nấp phía sau Tạp Lam. Cô ta không phải là chánh thê của Tạp Lam. Không phải chánh thê, Địch Lý Á trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Nàng chậm rãi hướng về phía Ngải Lệ Tư đi tới, Bá Nạp Đức căn bản không dám ngăn cản. Địch Lý Á cứ thế đi tới trước Tạp Lam cố gắng nhích người ra ngăn cản đối phương, song ánh mắt của Địch Lý Á làm cho y cảm thấy lạnh người. Nghĩ tới đối phương là đại tiểu thư của Lai Ân gia tộc, Tạp Lam trong lòng ngay cả một chút khí thế cũng chẳng còn. Hiện tại Đức Bố Tư gia tộc cùng Đạo Xâm Thương hội quan hệ đã rất tệ, nếu lại đắc tội cùng Lai Ân gia tộc muốn đối phó với gia tộc của hắn thì quả thực là dễ dàng. Ngải Lệ Tư, Địch Lý Á nhìn thẳng vào mắt Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư ngước lên nhìn, cố gắng nhìn thẳng vào Địch Lý Á, gắng gượng hết sức để cho mình bình tĩnh không khiếp sợ. Nhưng Địch Lý Á lại nở nụ cười khẽ nói, Ngải Lệ Tư, ta thực sự không biết Lâm Lôi như thế nào lại thích ngươi. Ngải Lệ Tư sắc mặt không khỏi tái đi, nhưng vẫn mở miệng đáp, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Không liên quan đến ta, Địch Lý Á hờ hững nói, đúng, không liên quan đến ta, có điều ta thực sự tiếc cho ngươi đã để tuột mất Lâm Lôi. Kết quả là ngay cả vị trí chánh thê của gia tộc Đức Bố Tư cũng không đạt được. Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Đáng tiếc, sau này ngươi sẽ không còn cơ hội, ngươi đã như vậy thì sẽ không thể lặp lại quan hệ với Lâm Lôi nữa. Các người về sau cơ bản là thuộc về hai thế giới khác nhau. Hiểu chưa, Địch Lý Á? Không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Tạp Lam và Ngải Lệ Tư. Đoạn nàng quay qua Bá Nạp Đức, rất lễ phép. Xin lỗi đã quấy rầy. Bá Nạp Đức khiêm tốn khom người, Địch Lý Á tiểu thư đi thong thả. Lão già bên cạnh Địch Lý Á liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tạp Lam, hừ lạnh một tiếng rồi sau đó mới bỏ đi. Bá Nạp Đức vẫn giữ nụ cười đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đợi Địch Lý Á hai người đi hẳn, Bá Nạp Đức mới quay lại nhìn Tạp Lam và Ngải Lệ Tư. Hỗn trướng, ông ta giận dữ mắng. Tạp Lam và Ngải Lệ Tư không dám nói gì, mấy người của Đức Bố Tư gia tộc cũng đều im lặng, lặng lẽ ra về. Phân Lai Thành, trong phủ đệ của Tạp Tư gia tộc. Lâm Lôi đại sư, không cần. Kiệt Bố Hầu Tước lúc này vội vàng cự tuyệt Lâm Lôi. Thực sự không cần 60 vạn kim tệ, Lâm Lôi đại sư, thực sự rất xin lỗi, ta thực sự không biết trong lĩnh vực thạch điêu ngài lại có tài nghệ như thế. Kiệt Bố Hầu Tước quả thực là một lão đầu ngoan cố, lúc này nhìn Lâm Lôi với một ánh mắt sùng bái. Kiệt Bố Hầu Tước không có nhiều sở thích, ông ta chỉ có một sở thích duy nhất là sưu tầm. Mà đối với một nhân vật cấp đại sư, tự nhiên ông ta phát sinh ra sự sùng bái từ đáy lòng. Sợ rằng ngay cả quốc vương trước mặt cũng không có khả năng có được sự sùng bái, kính ngưỡng từ nội tâm của ông ta như vậy. Nếu không, đưa ta 18 vạn đi, gia tộc ta lúc trước mua 18 vạn kim tệ, bây giờ bán lại 18 vạn cũng công bằng. Lâm Lôi đại sư, ta không thể lấy thêm kim tệ nữa của ngài được. Nếu lấy kim tệ của ngài, ta sẽ ngủ không yên mất. Kiệt Bố Hầu Tước lúc này đúng là một lão đầu ngoan cố đáng yêu. Kiệt Bố Hầu Tước, lúc trước Tạp Tư gia tộc mua chiến đao đồ lục, này từ gia tộc của ta mất 18 vạn kim tệ. Nhưng 18 vạn kim tệ từ mấy trăm năm trước, so với bây giờ giá trị nhiều hơn không ít. Lâm Lôi không muốn chiếm phần tiện nghi. Kiệt Bố Hầu Tước vẫn cố chấp nhìn Lâm Lôi. Ha ha, các ngươi thực là. Bên cạnh Gia Lỗ ôm bụng cười, kẻ bán đồ hạ giá không được, đòi đem cho người khác. Kẻ mua đồ thì lại đòi đưa nhiều tiền hơn. Chuyện này lần đầu ta mới thấy a. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười Kiệt Bố Hầu Tước,
Như vậy đi, mấy trăm năm trước 18 vạn kim tệ, bây giờ giá trị phải đến 36 vạn kim tệ, 36 vạn kim tệ, ngài không nên từ chối, nếu không ta cầm ma tinh tạp này trực tiếp vứt đi. Lâm Lôi nói rồi lấy ma tinh tạp từ trong người ra. Kiệt Bố Hầu Tước nhìn thoáng qua Lâm Lôi rồi miễn cưỡng gật đầu thôi được rồi. Lâm Lôi không khỏi bật cười. Kiệt Bố Hầu Tước đột nhiên có chút xấu hổ bẽn lẽn cười nói Lâm Lôi đại sư, ta có một thỉnh cầu, không biết có nên nói ra hay không. Nói đi, Lâm Lôi cười nhìn ông ta. Kiệt Bố Hầu Tước lập tức quay về phía người hầu phất tay, hai người hầu rất nhanh mang từ phía sau bàn ra một phiến đá phẳng dựng đứng. Lâm Lôi đại sư, ta chỉ mong ngài có thể làm giúp ta một cái chữ ký, ta sẽ vĩnh viễn bảo quản nó. Kiệt Bố Hầu Tước chờ đợi nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười, sau đó rút từ trong người ra một cây bình đao. Tùy ý vung tay lên, đao ảnh huy vũ, mặt ngoài phiến đá, nhất thời đá vụn bay tán loạn. Trong khoảng thời gian chưa đầy ba hơi hít thở, Lâm Lôi đã thu hồi bình đao, nhẹ nhàng quay lưng về phiến đá. Lúc đó tảng đá mới vỡ ra hoàn toàn, bụi bay lên, để lộ ra hai chữ đại tự như rồng bay phượng múa Lâm Lôi. Kiệt Bố Hầu Tước hai mắt sáng ngời lên nhìn hai chữ này, hai thủ pháp phiêu giật, nét chữ xuất thần. Hai chữ này còn đáng giá hơn 36 vạn kim tệ a. Nghe nói như vậy, Lâm Lôi dở khóc dở cười. Hai bên đường nối giữa Phân Lai Thành với Ô Sơn, chấn là hai hàng cây thủy sam chỉnh tề xếp hàng thẳng tắp. Lâm Lôi thúc ngựa chạy thực nhanh, trên lưng hắn, quàng qua vai là một cái hạp tử thực lớn. Cái hạp tử này nặng phải đến mấy trăm cân. May là Đạo Sâm Thương Hội tặng cho một con ngựa thực tốt. Nếu là ngựa thường, có thêm ngần ấy cân nặng trên người chắc chắn không thể chạy nhanh như vậy được. Phía sau Lâm Lôi còn có một đội ngũ kỵ binh chừng 100 người. Đây là một đội ngũ thuộc Quang Minh Giáo Đình do Hồng Y Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc giao cho Lâm Lôi. Đối với Quang Minh Giáo Đình, an toàn của Lâm Lôi là vô cùng quan trọng. Lần trước bị bắt cóc là một ví dụ rõ ràng. Trong đội kỵ binh này, thực lực thấp nhất cũng đã là ngũ cấp chiến sĩ. Đây chính là một tiểu đội thuộc Vương Bài Kỵ Sĩ Đoàn của Quang Minh Giáo Đình. Trăm thất chiến mã phi vội vã để lại bụi mù trên khắp con đường phía sau. Lâm Lôi nhìn thấy Ô Sơn trấn phía xa càng ngày càng rõ, trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh từ thuở nhỏ của mình tại Ô Sơn trấn. Trước kia tại Ô Sơn trấn trong trường huấn luyện, lần đầu tiên nhìn thấy Tấn Mãnh Long đã hoảng sợ như thế nào. Lúc đó trong mắt Lâm Lôi, Tấn Mãnh Long quả thực là vô địch. Nhưng bây giờ, đối với hắn mà nói, Tấn Mãnh Long chẳng là cái gì cả. Rầm rập, mặt đất chấn động. Hơn trăm thất chiến mã phi nước kiệu, tiếng vó ngựa vang dội, từ xa cũng có thể nghe thấy được. Tại Ô Sơn trấn có không ít cư dân đều tỏ ra lo sợ trước âm thanh vọng lại, từ xa. Cả đám người đều tò mò, sợ hãi, lo lắng, nhìn ra xa chỉ thấy một đội kỵ binh cường đại. Đội ngũ kỵ binh quả là mạnh. Tại Ô Sơn trấn, Hy Nhĩ Mạn đang đi, trên đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy một đội ngũ chỉnh tề. Rất nhanh, tiếng vó ngựa đã dồn dập phi tới, trong lòng Hy Nhĩ Mạn dâng lên một nỗi khiếp sợ. Ngay cả trong quân đội hắn, cũng chỉ thấy qua vài lần các kỵ binh có tố chất như thế. Thấp nhất là ngũ cấp chiến sĩ, đó là tố chất Vương Bài Kỵ Binh Đoàn của Quang Minh Giáo Đình sao? Những người này khí thế mãnh liệt khiến người ta phải phát run. Họ là ai? Hy Nhĩ Mạn đưa mắt nhìn thấy một người phía trước. Lâm Lôi. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, sau đó rất nhanh chạy về hướng phủ đệ của Ba Lỗ Khắc gia tộc. Lâm Lôi thống lĩnh tiểu đội kỵ binh tiến vào đến Ô Sơn trấn liền chạy chậm lại. Chỉ có Lâm Lôi chạy thực nhanh về hướng phủ đệ gia tộc mình. Nhìn từ xa thấy thấp thoáng bóng phủ đệ từng viện, trong đầu Lâm Lôi chợt hiện lên những hình ảnh thời thơ ấu của mình. Ta xuất thân từ Ba Lỗ Khắc gia tộc. Lâm Lôi trên lưng đeo chiến đao đồ lục đựng trong hạp tử, trong lòng lúc này chỉ có một cảm giác vô cùng tự hào. Hắn vẫn nhớ rõ những lời cha nói với mình trước khi lần đầu tiên đi tới Ân Tư Đặc học viện. Những lời đó, chỉ sợ là cả đời cũng không thể quên được. Lâm Lôi, nhớ kỹ điều này, tâm nguyện của tổ tiên suốt mấy trăm năm qua. Hãy nhớ kỹ sự sỉ nhục của cả gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta. Còn sau khi tốt nghiệp thực lực ít nhất cũng đã là lục cấp ma pháp sư, chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện thì trở thành thất cấp ma pháp sư cũng không khó. Hơn nữa, con lại là song hệ ma pháp sư, tại Phân Lai Vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật. Con sau này chắc chắn phải mang được về nhà truyền thừa chi bảo của gia tộc. Nếu con không mang được về, ta cho dù đã chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Ta cho dù đã chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Câu nói ấy không ngừng quanh quẩn trong đầu Lâm Lôi. Có thể cảm nhận được sức nặng của chiến đao đồ lục trên lưng, trong lòng Lâm Lôi lập tức hiện lên một cảm giác hào tình. Phụ thân, con đã trở về. Phụ thân, con đã mang theo chiến đao đồ lục trở về. Lâm Lôi nhanh chóng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, trực tiếp xông vào giữa sân. Phụ thân, Lâm Lôi lớn tiếng gọi con đã trở về, mang theo cả chiến đao đồ lục. Thanh âm của Lâm Lôi tràn ngập niềm vui sướng và hưng phấn. Các vị tổ tiên cố gắng suốt mấy trăm năm, hy vọng lớn nhất của cả đời phụ thân. Vậy mà hôm nay chính mình cuối cùng đã vì phụ thân mà hoàn thành.
chiến đao đồ lục một giọng nói vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, đúng là Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu, mau cho người biết. Ha ha, cuối cùng ta cũng thực sự mang được chiến đao đồ lục trở lại. Truyền thừa chi bảo của Long Huyết chiến sĩ gia tộc ta cuối cùng đã trở lại. Thúc thúc mau cho ta biết phụ thân ta đang ở đâu, phụ thân mà biết, nhất định sẽ vô cùng cao hứng cho mà xem. Sợ là tối hôm nay cũng muốn uống thực nhiều. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc yên tâm, hôm nay ta sẽ không từ chối, nhất định không say không dừng. Lâm Lôi khắp người hưng phấn không kìm được, vẫn còn nhớ đến hạp tử trên lưng liền tháo xuống, ôm hạp tử nhìn Hy Nhĩ Mạn. Nhưng lúc này, Hy Nhĩ Mạn trên mặt không có chút vui mừng, mà thay vào đó lại là một nét ảm đạm. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi nhíu mày lại nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Hy Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi cố gượng cười. Lâm Lôi, ngươi mang được chiến đao đồ lục trở lại rồi ư? Nếu cha ngươi mà biết, nhất định sẽ rất cao hứng, nhất định thế. Phụ thân ta đang ở đâu? Phụ thân ngươi, ông ấy 3 tháng trước đã chết rồi. Hy Nhĩ Mạn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, trong khi nói, khóe mắt đã ươn ướt. Lâm Lôi cảm thấy trong nháy mắt hình như có vô số sấm sét đánh bên tai mình, đầu óc trống rỗng. Con hạp tử từ trong tay hắn rơi xuống đất. Nắp hạp tung ra, lập tức sát khí tràn ngập, lộ ra một thanh cự hình chiến đao trên thân khảm một tia máu màu đỏ. Đạo sát khí lanh như băng, huyết tinh khí trong nháy mắt đã tỏa ra áp lực khắp sân. Đã chết. Lâm Lôi khó có thể tin nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đột nhiên Lâm Lôi nở nụ cười, ha ha, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người nhất định là gạt ta, ha ha, ta đã mang chiến đao đồ lục trở về, người mau lại xem đi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta mang chiến đao đồ lục trở về, phụ thân ta làm sao chết được, người còn muốn xem chiến đao đồ lục này mà. Lâm Lôi cầm chiến đao đồ lục lên, huyết tinh khí tức thậm chí làm cho Hy Nhĩ Mạn cảm thấy trong lòng cứng lại. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người xem, ta mang chiến đao đồ lục trở lại, hơn nữa còn muốn nói cho phụ thân biết, ta đã có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ rồi. Hai bàn tay Lâm Lôi lân phiến bắt đầu mọc lên, chỉ trong chốc lát liền biến thành long chảo. Hai long chảo ôm lấy hai vai Hy Nhĩ Mạn, Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào ông ta. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người xem, ta đã có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ, ta còn mang chiến đao đồ lục trở về. Thực mà phụ thân đâu, phụ thân ta đâu, ta còn muốn cho phụ thân nhìn chiến đao đồ lục. Ta còn chưa nói cho phụ thân biết, ta đã có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ. Bạn đang nghe chuyện tại Halazy Audio. Long chảo tóm chặt Hy Nhĩ Mạn, nhưng Lâm Lôi lại nhìn Hy Nhĩ Mạn với ánh mắt van xin. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta xin người, nói cho ta biết, phụ thân ta rốt cuộc là đang ở đâu. Lâm Lôi, giống như một cô nhi đáng thương đã mất hết mọi thứ, nhìn Hy Nhĩ Mạn với ánh mắt van nài. Giống như chết đuối vớ được cọc, ôm lấy Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Lôi, cha ngươi đã chết rồi. Lâm Lôi nhếch miệng cười một cách thê lương. Không phải thế, ta còn muốn cho người nhìn chiến đao đồ lục, ta còn muốn nói cho phụ thân biết, ta đã có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ, tối nay ta còn muốn uống rượu với người mà. Vừa nói, Lâm Lôi mắt đã nhòe lệ. Hy Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi, không nhịn được, lắc đầu, hai hàng nước mắt cũng tuôn ra. Không phải. Lâm Lôi đưa cặp lợi chảo túm chặt lấy Hy Nhĩ Mạn, ánh mắt gắt gao nhìn ông ta, thậm chí con ngươi còn hiện ra cả màu vàng lợt như cước bối thiết giáp long. Một cỗ sát khí tràn ngập khắp sân, so với chiến đao đồ lục còn kinh khủng hơn. Một giọng nói khản đặc từ cổ họng phát ra. Nói cho ta biết, phụ thân ta ở đâu? Chương 113. Hy Nhĩ Mạn bị song long chảo của Lâm Lôi nắm chặt lấy hai vai, y phục bị đâm rách, tiên huyết đỏ tươi từ từ thấm ra, nhuộm đỏ cả y phục. Nhưng ông ta dường như lại không có chút cảm giác. Hy Nhĩ Mạn chăm chú nhìn Lâm Lôi, trầm giọng nói. Lâm Lôi, người trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. Nói cho ta. Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng nói, đội kỵ binh phía sau sẽ tới ngay, việc của gia tộc ngươi tạm thời đừng cho người khác biết. Ngươi đi theo ta. Hy Nhĩ Mạn tránh khỏi lợi chảo của Lâm Lôi, nắm lấy cánh tay bị bao phủ bởi hắc sắc long lân, muốn kéo hắn về phía tông đường, nhưng kéo mãi mà hắn chẳng hề nhúc nhích. Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn quay đầu lại, có chút tức giận. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta biết phân biệt nặng nhẹ. Lâm Lôi sắc mặt thâm trầm như nước, nhưng hắn lại hít sâu một hơi. Long lân bao phủ hai tay lập tức thu vào trong cơ thể. Cả người khôi phục lại hình dạng bình thường. Vừa ngồi xuống đem chiến đao đồ lục ôm vào trong lòng, Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài. Đội kỵ binh của Quang Minh giáo đình cuối cùng đã tới. Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái, không để ý tới bọn họ mà trực tiếp nói với Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người hãy đi trước dẫn đường. Được. Hy Nhĩ Mạn thấy Lâm Lôi có thể bình tĩnh lại, cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, lập tức dẫn Lâm Lôi tới tông đường. Còn Lâm Lôi sắc mặt vẫn trầm tĩnh, lúc này, e rằng ngoại trừ bản thân hắn ra, người khác căn bản không thể tưởng tượng được, dưới biểu hiện bình tĩnh kia lại đang ẩn tàng một nỗi đau sâu sắc. Ảnh Thử Bối Bối và Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều không lên tiếng.
giữa bọn họ và linh hồn Lâm Lôi có sự liên hệ, tự nhiên có thể cảm thấy sự đau đớn, bi thương chưa từng có của Lâm Lôi. Gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá khô rơi trên bàn thờ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Kẹt. Hy Nhĩ Mạn đẩy cửa tông đường ra, sau đó nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm chiến đao đồ lục sắc mặt trầm tĩnh bước vào bên trong. Ánh mắt của hắn ngừng lại trên các tấm linh vị trong tông đường. Với nhãn lực hiện tại của Lâm Lôi, lập tức nhìn thấy rõ ràng một tấm bài vị mới nhất ở phía trước. Mặt trước chỉ có mấy chữ hóa cách ba lỗ khắc. Lâm Lôi vẫn còn một chút ảo tưởng, cảm thấy trong đầu mê muội, có điều hắn vẫn đứng vững. Sau đó Lâm Lôi ôm chiến đao đồ lục bước lên phía trước, sau cùng đem thanh chiến đao đồ lục đặt trên chiếc bàn bằng đá để các tấm linh vị. Hắn nhìn các linh vị đó, trên mặt lộ ra một nụ cười điềm tĩnh, khẽ nói phụ thân, con về rồi. Con biết nguyện vọng lớn nhất cả đời người là tìm về gia tộc truyền thừa chi bảo, xa hơn nữa là trùng hiện vinh quang của long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta. Lâm Lôi dường như lo lắng kinh động đến ai đó, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thận trọng. Hắn chăm chú nhìn tấm linh vị đó, con không để người thất vọng đâu. Con đã đem được truyền thừa chi bảo chiến đao đồ lục của gia tộc ba lỗ khắc chúng ta gia tộc long huyết chiến sĩ quay trở về rồi. Hiện tại, con đã mang được về chiến đao đồ lục, rất nhanh thôi, con cũng sẽ khiến long huyết chiến sĩ gia tộc của chúng ta trùng hiện lại được vinh quang xưa. Con sẽ khiến người của cả Ngọc Lan, Đại Lục đều biết đến sự uy hoàng của long huyết chiến sĩ gia tộc, cũng sẽ khiến tên của người được cả Ngọc Lan Đại Lục biết đến. Con xin thế, tất cả những điều này con nhất định sẽ làm được. Trên mặt Lâm Lôi đột nhiên có thêm một tia sát khí, đương nhiên trước đó, con phải vì người mà báo thù. Không nghi ngờ gì nữa, phụ thân hoác cách của mình khẳng định là bị kẻ khác hại chết. Nếu không với thực lực lục cấp chiến sĩ của phụ thân, cộng thêm độ tuổi vẫn đang tráng niên, căn bản không thể bị một căn bệnh trầm trọng mà mất đi tính mạng. Nếu là bệnh chết, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc căn bản sẽ không giấu giếm. Với trực giác của Lâm Lôi, cái chết của phụ thân mình tuyệt đối không phải bình thường. Kẻ nào hại chết người thân của ta, ta nhất định cũng sẽ khiến hắn phải chết. Trong mắt Lâm Lôi tựa hồ có thêm một tia ám kim sắc lạnh lùng, của cức bối thiết giáp long đó, ám kim sắc khiến cho lòng người run lên. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, nói cho ta biết, phụ thân ta rốt cuộc là chết như thế nào còn nữa. Phụ thân người được chôn ở đâu hơn nữa, thúc nói phụ thân đã chết hơn 3 tháng, thúc vì sao vẫn không nói cho ta hay. Hy Nhĩ Mạn định mở miệng, xong lại không nói ra lời. Lâm Lôi, ngươi trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. Hy Nhĩ Mạn chậm rãi nói. Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh được đây? Ta khát khao có thể để phụ thân được tận mắt nhìn thấy chiến đao đồ lục biết bao. Khát khao để phụ thân nhìn thấy mình có thể biến thành long huyết chiến sĩ biết bao. Muốn nhìn thấy nụ cười của phụ thân, nụ cười vui mừng sau khi nhìn thấy chiến đao đồ lục, nụ cười tự hào khi nhìn thấy ta biến thành long huyết chiến sĩ biết bao. Song tất cả đều không thể được nữa rồi. Lâm Lôi cảm thấy tim mình đau như dao cắt. Vậy mà lúc này Hy Nhĩ Mạn còn muốn hắn bình tĩnh. Lâm Lôi muốn tức giận mắng Hy Nhĩ Mạn, nhưng hắn nhịn được. Hít sau một hơi đem tất cả bất cam, phẫn nộ nuốt vào trong bụng. Lâm Lôi trừng nhìn Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, kể cho ta nghe mọi chuyện đã qua, ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Phụ thân ngươi chết rồi, chết 3 tháng trước. Bất quá trước khi phụ thân ngươi chết, đã ủy thác cho ta. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ, nếu không không thể đem nguyên nhân ông ta chết nói cho ngươi. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng đáp. Thất cấp chiến sĩ. Đúng. Hy Nhĩ Mạn khẽ gật đầu, điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao ta tới học viện để tìm ngươi, nhưng lại không đem chuyện phụ thân ngươi mất nói với ngươi. Án chiếu theo ý nguyện của phụ thân ngươi trước khi chết, ông ta hy vọng ngươi nhẫn nại không cố tìm hiểu tin tức về tình huống tử vong của ông ta, bình tâm tiếp tục tu luyện. Hy Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là vì đó là di nguyện lúc lâm chung của phụ thân ngươi, ta không thể làm trái. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực của thất cấp chiến sĩ, ta mới có thể đem tất cả nói lại cho ngươi. Lâm Lôi đã hiểu rõ. Thất cấp chiến sĩ. Lâm Lôi từ trong lòng rút ra một cuộn giấy bằng da, đưa cho Hy Nhĩ Mạn. Đây là Hy Nhĩ Mạn ngẩn ngơ tiếp lấy. Ma pháp sư cấp bậc chứng minh. Lâm Lôi sắc mặt trầm tĩnh. Mỗi một vị ma pháp sư từ khi bắt đầu xác định cấp bậc, sẽ được ban cho một cuộn ma pháp sư chứng minh, mỗi lần tăng lên một cấp, trên bề mặt sẽ có ghi chép. Hy Nhĩ Mạn mở cuộn giấy, trên cột địa hệ và phong hệ, đều có 7 ngôi sao chói mắt. Thất cấp song hệ ma pháp sư Hy Nhĩ Mạn, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi với vẻ không thể tin được. Lâm Lôi mới bao nhiêu tuổi? 17 tuổi a. Song hệ ma pháp sư 17 tuổi là ý nghĩa gì Hy Nhĩ Mạn tịnh không rõ, nhưng hắn biết, khắp cả Phân Lai Vương quốc, ma pháp sư mạnh nhất cũng chỉ là bát cấp ma pháp sư, nhưng đó lại là một lão đầu đã hơn 100 tuổi rồi. Hy Nhĩ Mạn còn nhớ khi mình ở trong quân đội, lúc có một vị thất cấp ma pháp sư tới, loại khí phái đó, loại uy phong đó. Nhưng Tiểu Lâm Lôi là chính bản thân mình được chứng kiến sự trưởng thành,
không ngờ chớp mắt đã là thất cấp song hệ ma pháp sư rồi. Chuyện này là thực ư? Hy Nhĩ Mạn hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn, ông ta cũng biết ma pháp sư chứng minh này tuyệt đối không thể là giả. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, hiện tại thúc có thể nói cho ta biết sự thực rồi. Lâm Lôi chăm chú nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn gật đầu, liền đi tới mật thất phía sau tông đường. Chỉ một lát sau liền bước ra, đi tới trước mặt Lâm Lôi, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt hắn khẽ giọng nói, đây là thư trước khi cha ngươi chết đã lưu lại. Ngươi xem xong thì sẽ biết tất cả. Hai tay Lâm Lôi khẽ run run đưa ra tiếp lấy phong thư. Trên phong thư không có chữ gì. Mở phong thư, nội dung bên trong kín hai tờ giấy. Lâm Lôi, khi con mở phong thư này, ta có thể đã chết từ rất lâu rồi. Đối với con và Ốc Đốn, trong lòng ta vô cùng có lỗi, nhưng ta không có biện pháp bù đắp cho các con nữa rồi. Ta chỉ hy vọng các con có thể bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian dài nhất, bởi vậy ta bảo Hy Nhĩ Mạn thúc thúc của con, khi con đạt tới thất cấp chiến sĩ mới đem phong thư này giao cho con. Đọc tới đây, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy đau xót. Để mình bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian sợ rằng, phụ thân cũng không ngờ mình có thể trở thành thất cấp ma pháp sư nhanh như vậy. Sau cùng chiếu theo tốc độ bình thường, từ lục cấp tới thất cấp cần một khoảng thời gian rất dài. Lâm Lôi, trong lòng ta vẫn cất giấu một bí mật, mẫu thân của con Tịnh không phải vì sinh Ốc Đốn khó mà chết. Câu này của phụ thân khiến lòng Lâm Lôi chấn động. Từ nhỏ hắn chỉ biết mẫu thân vì sinh Ốc Đốn khó mà chết. Nhưng hiện tại xem ra, không ngờ chỉ là một lời nói dối. Năm đó mẫu thân con lại hoài thai, ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng. Bất quá điều kiện y liệu của Ô Sơn, chấn chúng ta quá kém nên ta và mẫu thân con phải xuất phát tới Phân Lai Thành. Tại Phân Lai Thành, mẫu thân con an toàn sinh hạ Tiểu Ốc Đốn. Tiểu Ốc Đốn rất đáng yêu. Ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng. Tiểu Ốc Đốn sinh hạ không được bao lâu, ta và mẫu thân con liền mang nó tới Quang Minh Thần Điện để cầu phúc. Hôm đó ta và mẫu thân con đều vô cùng vui vẻ. Sau đó chúng ta rời khỏi Quang Minh Thần Điện, ở lại một đêm trong một tửu điếm của Phân Lai Thành. Chính tối hôm đó, một bọn người thần bí đã đến tửu điếm, trực tiếp đoạt lấy mẫu thân con. Ta ít không địch được nhiều, chỉ bảo vệ được Ốc Đốn. Bất quá ta cũng nhìn thấy một trong số hung thủ, trên tay có thai ký hình con nhện màu hồng. Đọc đến đây, Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ như đang quay về buổi tối của mười mấy năm trước đó. Dưới sự vây công của một bọn người thần bí, phụ thân ít không địch được nhiều, chỉ có thể bảo vệ Ốc Đốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân vô lực cứu thoát thê tử yêu quý. Ta biết, bọn người đó không phải người bình thường, ít nhất đều là tứ cấp chiến sĩ, một kẻ mạnh nhất so với ta còn mạnh hơn. May mắn mục đích của những kẻ đó là mẫu thân con. Nếu không ta sớm đã bị giết chết rồi. Có thể xuất động đội ngũ như vậy, trong Phân Lai Thành cũng không phải là thiểu nhân vật. Ta không dám lộ ra, bèn mang Ốc Đốn quay về, với bên ngoài chỉ nói mẫu thân con khó sinh mà chết. Còn bí mật này, quản gia Hy Lý và Hy Nhĩ Mạn thúc thúc của con đều biết. Lâm Lôi đọc tới đây, trong lòng nghi hoặc. Trong bọn người đó, kẻ mạnh nhất so với phụ thân còn mạnh hơn, nhưng bọn chúng Tịnh không quan tâm tới phụ thân, chỉ đoạt lấy mẫu thân. Nhưng mẫu thân rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào để đối phương đoạt lấy? Ta không thể nói cho các con sự tình này, mười mấy năm rồi, ta vẫn đem bí mật này ẩn sâu trong đáy lòng. Ta không dám nói với bên ngoài, thậm chí ta còn không thể một mình đi dò hỏi về mẫu thân con rốt cuộc là sống, hay chết, bọn người đó rốt cuộc là ai ta không dám điều tra. Lời của phụ thân, khiến cho tim Lâm Lôi đau thắt lại. Ta là người kế thừa long huyết chiến sĩ gia tộc, ít nhất ta phải bồi dưỡng các con trưởng thành. Ta không thể để ba lỗ khác gia tộc bị đứt mất gốc rễ. Ta ẩn nhẫn từng năm, tuy nhiên mỗi lúc đêm khuya ta đều khó mà ngủ được, mẫu thân con rốt cuộc sống hay chết, điều này vẫn luôn hành hạ ta. Ta nhẫn nại. Ta đã nhẫn nại 11 năm rồi. Lâm Lôi, con khiến ta vô cùng tự hào. Trước tiên trở thành học viên của Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện, sau đó lại trở thành thiên tài của Ân Tư Đặc ma pháp học viện, ta rất có lòng tin đối với con. Ngay cả mật độ của long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể Ốc Đốn, cũng đạt yêu cầu. Ta rất tự hào, hai nhi tử đều ưu tú như vậy, ta cũng không phải hổ thẹn trước các bậc tiền bối của ba lỗ khắc, gia tộc, nhưng kể cả đến lúc này, ta vẫn không dám đi dò hỏi sự tình của mẫu thân con, bởi vì Ốc Đốn còn cần một lượng lớn kim tiền để nộp học phí đắt đỏ đó. Ta đã nhẫn nại 11 năm, khi con từ ma thú sơn mạch thu được một lượng lớn ma tinh hạch giao cho ta, chính hôm đó ta biết. Cuối cùng ta đã có thể bỏ tất cả đi thăm dò việc sống chết của mẫu thân con, tuy 11 năm nay mẫu thân con vẫn không trở về. Mẫu thân con 8-9 phần là đã chết rồi, nhưng ta không muốn từ bỏ, kể cả chết rồi thì ta cũng muốn vì mẫu thân con mà báo thù. Lâm Lôi đọc đến đây, hai tay đều run lên. Hắn hiểu rõ, trước đây phụ thân vì phải phụ trách học phí đắt đỏ của đệ đệ, bởi vậy vẫn không dám không màng tới sống chết đi điều tra chuyện của mẫu thân. Nhưng ma tinh hạch giá trị gần 8 vạn kim tệ của mình đã khiến cho phụ thân hoàn toàn không còn gánh nặng.
cuối cùng ta có thể đi thăm dò rồi, ta thay đổi dung mạo, biến đổi thân phận tiềm phục trong Phân Lai Thành. Ta bắt đầu điều tra sự tình năm đó. Nhưng sự tình đã quá lâu rồi, ta chỉ biết thai ký hình con nhện màu đỏ trên cánh tay, ta điều tra suốt gần một năm, cuối cùng phát hiện người có thai ký hình con nhện đỏ. Theo manh mối này ta tiếp tục điều tra, dần dần. Cuối cùng ta biết được nhân vật sau lưng bọn người này. Người chỉ đạo đằng sau bọn người này, chính là người trong vương tộc của Phân Lai Vương quốc hiện tại, thần đệ đệ của Khắc Lai Đức quốc vương bệ hạ, Mạt Đức Xâm công tước. Chương 114. Tại Ngọc Lan Đại Lục, chỉ hoàng đế của đế quốc mới có quyền phong vương cho huynh đệ mình. Vương ở đây tương đương với quốc vương của một vương quốc, còn quốc vương thì cùng lắm chỉ có thể phong cho huynh đệ của mình làm công tước, đứng đầu một công quốc mà thôi. Đại công của công quốc thực ra chính là công tước. Đế quốc, vương quốc, công quốc là thứ bậc các lãnh thổ được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Công tước Mạt Đức Xâm chính là thân đệ của quốc vương Khắc Lai Đức. Lâm Lôi hiểu rất rõ, vương tộc Ba Lâm ở vương quốc Phân Lai là một gia tộc hết sức hùng mạnh, hai huynh đệ đứng đầu trong Ba Lâm gia tộc cũng là hai chiến sĩ tài giỏi nhất. Quốc vương Khắc Lai Đức là niềm tự hào của vương quốc Phân Lai, bởi bản thân ông ta vốn là một cửu cấp cường giả. Còn Mạt Đức Xâm, tuy không bằng anh nhưng cũng là một thất cấp chiến sĩ, chí ít cũng tạm được coi như một cường giả. Công tước Mạt Đức Xâm. Trong lòng Lâm Lôi dâng lên một ý nghĩ giết chóc, hắn nghiến răng tiếp tục đọc. Ta cải trang thành một kẻ hạ nhân đến trà trộn trong công tước phủ của Mạt Đức Xâm, trải qua nhiều nguy hiểm, phải dùng cả những kế sách đặc biệt, cuối cùng đã bắt được thất cấp chiến sĩ, kẻ từng cầm đầu thần bí đội. Ta phải dùng một số biện pháp hỏi cung, cuối cùng hắn cũng chịu khai ra. Chính là công tước Mạt Đức Xâm sai bọn chúng làm như vậy. Theo như lời thất cấp chiến sĩ kia nói, sau khi chúng bắt được mẫu thân con Lâm Na, Mạt Đức Xâm lại phái một toán khác đến giải đi. Rõ ràng phía sau công tước phủ còn có một nhân vật nữa. Ta chưa kịp điều tra tiếp, thì sự mất tích của tên thất cấp chiến sĩ đó đã khiến cho Mạt Đức Xâm cảnh giác, phái thuộc hạ lùng sục khắp nơi. Ta tuy đã chuẩn bị nhưng khi chiến đấu để đào thoát khỏi Phân Lai Thành, thì đã thọ trọng thương. Ta đã trà trộn rất cẩn thận, quay về được Ba Lỗ Khắc gia tộc, ngoài con và Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc ra, không có ai biết chuyện đã xảy ra. Thương tích của ta rất nghiêm trọng, không thể chờ được nữa, ta chỉ kịp lưu lại cho con bức thư này. Lâm Lôi, ta không phải là người cha tốt, khi xưa quá lạnh nhạt với con. Ta không cầu xin con tha thứ, chỉ mong con hãy bình tĩnh. Con có thất cấp thực lực, e rằng sẽ nóng vội đi điều tra sự thực. Nhưng con nhất định phải hết sức cẩn thận cho dù là ta hay Lâm Na mẫu thân con. Chúng ta đều không muốn con vì chúng ta mà mất đi mạng sống. Lâm Lôi, phụ thân đi đây. Bây giờ con là tộc trưởng Ba Lỗ Khắc gia tộc, ta giao cả gia tộc cho con. Lúc này ta thực sự mong được nhìn thấy đồ lục chiến đao, nhưng ta biết đó chỉ là vọng tưởng. Lâm Lôi hãy gắng lên, cả gia tộc trông chờ vào con và tiểu Ốc Đốn. Cả cuộc đời phụ thân, niềm tự hào lớn nhất chính là con và Ốc Đốn. Nhìn mấy vết máu trên mặt giấy, trong tay Lâm Lôi bỗng bùng lên một ngọn lửa. Xì xì, chỉ trong nháy mắt bức thư đã cháy thành một nhúm tro. Hy Nhĩ Mạn nhìn hắn đầy ngạc nhiên, đoạn lại gật nhẹ đầu. Mặc dù là di vật cuối cùng của phụ thân, nhưng bức thư lại chứa đựng một bí mật lớn, rơi vào tay bất cứ người nào cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong tình hình của Lâm Lôi bây giờ, hủy đi là an toàn hơn cả. Lâm Lôi quay sang Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta có chuyện muốn nhờ người. Nói đi. Hy Nhĩ Mạn gật đầu. Lâm Lôi đưa tay nhấc cây đồ lục chiến đao đồ sộ lên, thành khẩn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, cây đồ lục đao này là báu vật gia truyền của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta. Ta nhờ thúc mang tới giao tận tay cho đệ đệ Ốc Đốn của ta đang ở đế quốc Áo Bố Lai Ân. Đế quốc Áo Bố Lai Ân vậy còn ở đây. Hy Nhĩ Mạn không khỏi lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu dứt khoát, người đừng lo lắng. Ta đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, Quang Minh giáo đình rất xem trọng ta. Cả Phân Lai quốc vương là Khắc Lai Đức bệ hạ đối với ta cũng rất nể trọng. Người không phải lo cho sự an toàn của ta. Hy Nhĩ Mạn chỉ là một chiến sĩ, không hiểu ý nghĩa thực sự của một thất cấp song hệ ma pháp sư, thậm chí còn không biết rằng Lâm Lôi là một thạch điêu đại sư ngang hàng với Phổ Lỗ Khắc Tư hay Hoắc Phổ Kim Sâm, địa vị vô cùng cao quý. Thế thì Hy Nhĩ Mạn cho mày. Người mang đồ lục chiến đao tới đó rồi hãy cùng Hy Lý Gia Gia ở bên Ốc Đốn, chăm sóc cho tiểu đệ của ta. Tất cả mọi chuyện ở đây đã có ta lo, chỉ cần một người là đủ. Giọng Lâm Lôi bỗng trầm xuống, thoáng chút lạnh lùng. Tại thần thánh đồng minh giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Lại không có người thân bên cạnh, Lâm Lôi còn phải e sợ gì nữa. Hắn đã quyết định báo thù cho phụ thân, tìm hiểu rõ chuyện xảy ra với mẫu thân. Rốt cuộc mẫu thân hắn còn sống hay đã chết tận sâu trong đáy lòng, Lâm Lôi hy vọng bà vẫn còn sống. Tuy hy vọng đó rất mong manh nhưng Lâm Lôi không hề muốn từ bỏ. Ở lại Áo Bố Lai Ân đế quốc, Hy Nhĩ Mạn thoáng do dự nói cho cùng, ông vẫn còn có gia đình ở Ô Sơn Trấn. Nhưng với một lục cấp chiến sĩ như Hy Nhĩ Mạn, dù đi đến chỗ nào thì cũng đâu sợ không có cơm ăn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, thúc hãy mang cả gia đình theo.
Còn nữa, ở đây có một tấm ma tinh tạp, tấm ma tinh tạp này, bề ngoài không có hoa văn gì nhưng bên trong chứa 100 vạn kim tệ. Thúc hãy mang theo để chi dùng ở áo bố Lai Ân đế quốc Lâm Lôi, lấy từ ngực áo ra một chiếc ma tinh tạp đưa cho Hy Nhĩ Mạn. 100 vạn kim tệ, Hy Nhĩ Mạn không khỏi ngẩn người kinh ngạc. 100 vạn kim tệ là một khoản tiền vô cùng lớn. Hoắc Cách khi còn sống đã từng đem bán tất cả báu vật của gia tộc để đổi lấy vài nghìn kim tệ, thậm chí có bán cả tổ ốc e rằng cũng không được đến 10 vạn. Nhưng Lâm Lôi chỉ mới nói vài câu đã lôi ra một tấm thẻ chứa 100 vạn kim tệ. Lâm Lôi, ngươi số tiền này ở đâu ra? Hy Nhĩ Mạn không kìm được câu hỏi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chuyện này người không cần hỏi, sau này tự nhiên người sẽ biết thôi. Lâm Lôi đang trong trạng thái đau buồn khó chịu, thực sự không có tâm trạng để nói về những thành tích trong Thạch Điêu. Hy Nhĩ Mạn khẽ gật đầu. Ngươi đợi ta một lát, nói rồi vào căn mật thất phía sau tông đừng lấy ra một cái hũ đưa cho Lâm Lôi. Đây là... Ánh mắt Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào chiếc hũ, gần như đã đoán ra trong hũ chứa vật gì. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhẹ dặn dò Lâm Lôi, đây là cho cốt của phụ thân ngươi. Khi đại ca mất, ta không dám công bố ra ngoài, thậm chí còn không dám công khai mai táng. Ta đã âm thầm hỏa táng, đặt cho cốt trong mật thất chờ ngươi quay về. Lâm Lôi thở một hơi dài, đưa tay đón chiếc hũ vào lòng. Trong hai tay hắn, chiếc hũ bỗng nhiên nặng trĩu. Gió mạnh từng cơn ào ào thổi. Trên nghĩa địa cách Ô Sơn trấn không xa, một ngôi mộ đẹp đẽ nghiêm trang vừa được dựng lên, Lâm Lôi tóc cắt ngắn lặng lẽ quỳ trước mộ. Hắn đã một mình cặm cụi suốt đêm để dựng nên nơi yên nghỉ cho phụ thân. Với thực lực hiện nay của Lâm Lôi, việc rời chuyển những tảng đá lớn không phải là chuyện khó, lại thêm trình độ điêu khắc của một Thạch Điêu đại sư, ngôi mộ quả thực vô cùng uy nghi tinh xảo. Gió vẫn không thôi thét gào, Lâm Lôi lặng thinh quỳ trước mộ. Lâm Lôi Hy Nhĩ Mạn lưng đeo chiếc hộp đựng đồ lục đao xuất hiện phía sau lưng hắn. Lâm Lôi không mở mắt, chỉ lẳng lặng lên tiếng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đồ lục đao ta giao cho người, ốc đốn đệ đệ ta cũng giao cho người, cả Hy Lý gia ra nữa. Trên đường người hãy nhớ bảo trọng, thứ cho ta không tiễn nữa. Hy Nhĩ Mạn nhìn bóng Lâm Lôi đang quỳ, lại nhìn sang ngôi mộ, cuối cùng lặng lẽ gật đầu cất bước. Hy Nhĩ Mạn đã đi rồi, mang theo cả thanh đồ lục chiến đao. Từ nay trong ngôi phủ đệ cổ kính của gia tộc Ba Lỗ Khắc, chỉ còn lại một mình Lâm Lôi với đám người xa lạ. Đột nhiên, Lâm Lôi mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào bia mộ. Phụ thân, con thể sẽ bắt lũ người đã hại phụ thân phải trả giá. Nói xong liền đứng dậy, quay mình bước đi, tiểu ảnh thử trên vai hắn chừng như biết tình hình nghiêm trọng, chỉ nằm im thin thít. Hoắc Cách đại nhân đã chết, cái chết của ông khiến cho cư dân Ô Sơn Trấn không khỏi cảm thấy đau buồn. Một vị quý tộc tốt như vậy mà chết, không biết những dân đen Ô Sơn Trấn rồi sẽ ra sao. Hoắc Cách đại nhân bao nhiêu năm qua luôn áp dụng mức thuế thấp, thậm chí còn lấy tiền của mình nộp thay cho quốc vương. Một quý tộc tốt như thế, giờ biết tìm đâu ra. Chương 115. Đêm khuya, trong phòng ngủ của Lâm Lôi. Tiếng xương cốt da thịt rung chuyển không ngừng phát ra trên người hắn, lớp da bên ngoài khi thì nhấp nhô, lúc lại phồng lên đáng sợ, những giọt mồ hôi lớn theo nhau túa ra, nhưng gương mặt Lâm Lôi lại vô cùng bình thản. Hắn đang tu luyện Long Huyết Mật Điển. Ngay lần đầu tiên dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể, lập tức hắn đã bước vào cảnh giới của lục cấp chiến sĩ. Theo những ghi chép trong Long Huyết Mật Điển, khi mới tu luyện thì huyết mạch Long Huyết chiến sĩ sẽ đậm đặc, vì thế mà tiến bộ rất nhanh chóng. Nhưng tu luyện càng về sau lại càng khó, đặc biệt sau khi đạt tới cửu cấp muốn vượt lên thánh vực, thời gian luyện thành e rằng còn dài hơn tất cả những quãng thời gian tu luyện trước đó cộng lại. Quang Minh giáo đình hiện rất xem trọng ta, hơn nữa với thân phận của một Thạch Điêu đại sư, đương nhiên về danh nghĩa ta không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng thực lực của bản thân ta thực ra chưa đủ mạnh, bọn họ kính trọng ta phần lớn là trông vào khả năng điêu khắc. Còn nếu muốn báo thù, sức lực bản thân quả là vẫn chưa đủ. Lâm Lôi rất hiểu thực lực của mình, rốt cuộc hắn chưa thể long hóa, biến thành hình dạng của Long Huyết chiến sĩ để đối đầu với kẻ thù. Trừ phi đến lúc quá bức thiết, Lâm Lôi cũng không muốn biến thành hình dạng của Long Huyết chiến sĩ, bởi nếu để người ngoài biết được hắn có khả năng đó thì sẽ rất nguy hiểm. Nói cho cùng, danh tiếng của Long Huyết chiến sĩ quá lừng lẫy, đặc biệt khi Long Huyết chiến sĩ tiến nhập thánh vực, thì sẽ trở thành một đỉnh cấp cường giả. Có rất nhiều kẻ không muốn để cho chuyện đó xảy ra. Lão đại, đã vất vả rồi. Bối Bối bò lên giường, dương mắt nhìn Lâm Lôi tu luyện. Không chỉ có Bối Bối, cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đang ở bên cạnh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất hiểu tâm trạng của Lâm Lôi. Cái chết đột ngột của phụ thân, lại đột nhiên biết mẫu thân không phải chết vì sinh nở mà bị người ta bắt đi. Cả hai chuyện đột ngột rơi xuống đầu, ai cũng không thể bình thản được. Sự dày vò này còn lớn hơn nhiều so với nỗi khổ chia cắt với Ngải Lệ Tư. Cảm nhận được lòng hận thù và ý định giết người đang nung nấu tận sâu trong tâm khảm Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc không khỏi thấy lo lắng. Thù hận này nếu không được giải tỏa thì tương lai, Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành một cuồng ma giết người vô số.
hy vọng Lâm Lôi có thể sớm báo thù. Nếu không, cứ giữ tâm trạng này thì tính tình hắn sẽ thay đổi mất. Đức Lâm Kha ốc đặc, thở dài. Sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng tu luyện, Lâm Lôi lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ, đưa mắt nhìn những người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Lâm Lôi, tới đây hôm nay sẽ toàn là những nhân vật tầm cỡ, ngươi định ứng phó thế nào? Đức Lâm Kha ốc đặc đến bên hắn dò hỏi. Lâm Lôi và Đức Lâm Kha ốc đặc đều có thể đoán được, những đại nhân vật trong Quang Minh, giáo đình và một số quý tộc phân lai thành sẽ nhanh chóng biết tin phụ thân hắn chết. Hầu hết trong số họ sẽ đến bái tế, đương nhiên Lâm Lôi phải chuẩn bị tiếp đãi. Nguyên liệu thực phẩm đã thu xếp đủ, nhưng nhà bếp lại chưa ổn. Trong Ô Sơn Trấn chỉ có hai đầu bếp trình độ tạm chấp nhận được. Ngươi định để hai đầu bếp đó nấu cho những đại nhân vật kia ăn sao? Đức Lâm Kha ốc đặc cười, hỏi Lâm Lôi. Để họ nếm thử món ăn của dân quê chúng ta, cũng không tồi mà. Lâm Lôi bình thản đi ăn sáng. Ăn xong hắn lại tiếp tục quỳ trong phòng khách thủ hiếu. Khoảng 7 giờ sáng hôm đó, phía ngoài phủ đệ Ba Lỗ Khắc chợt vang lên tiếng vó ngựa. Một đoàn xe sang trọng dừng trước cửa. Lão Tam giọng nói quen thuộc vang lên. Đang quỳ trong phòng khách, Lâm Lôi hơi giật mình quay lại, thấy ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đang bước vào. Trong thời gian ngắn phải gánh chịu hai nạn lớn, tâm trạng Lâm Lôi trở nên tột cùng u ám. Nhưng khi nhìn thấy ba huynh đệ đã cùng mình lớn lên, ở học viện ma pháp Ân Tư Đặc, trên mặt hắn bất giác nở nụ cười. Ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì sau khi vào phòng khách liền tiến đến quỳ trên bồ đoàn, khấu đầu. Lão Tam, tối qua ta mới biết tin phụ thân ngươi mất, liền đi tìm Lão Nhị và Lão Tứ về. Ta đoán hôm nay sẽ có rất nhiều gia tộc lớn đến viếng, nên có mang theo mấy đầu bếp giỏi trong phân lai thành, đi suốt đêm tới đây. Gia Lỗ thấp giọng, đa tạ các ngươi. Lâm Lôi cúi đầu cảm kích, nhìn cũng có thể thấy sự gấp gáp của cả ba huynh đệ. Triệu tập đầu bếp, chuẩn bị đoàn xe, e rằng Lôi Nặc và Kiều Trì đã vội vã đi từ Ân Tư Đặc học viện đến phân lai thành, rồi lại cùng Gia Lỗ khởi hành ngay trong đêm. Lão Tam, đừng quá đau buồn. Kiều Trì vỗ nhẹ vai Lâm Lôi. Lôi Nặc cũng đến bên hắn, an ủi Lâm Lôi. Cho dù thế nào đi nữa ngươi vẫn còn có ba huynh đệ là chúng ta. Dù có xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng gục ngã, phải kiên cường lên. Lâm Lôi nhìn Lôi Nặc, gã huynh đệ này bình thường luôn cứng cỏi. Bây giờ lại nói ra những lời như vậy, hắn bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cho dù thế nào, mình vẫn còn ba bằng hữu chí cốt. Đa tạ các ngươi. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ, Gia Lỗ lão đại, việc tiếp đãi các quý tộc đành nhờ các ngươi vậy. Ta chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện thế này. Gia Lỗ gật đầu yên tâm đi. Ta mang tới đây không ít người, chuyện tiếp đãi nhất định sẽ chu đáo. Ô Sơn Trấn hôm nay không còn vẻ yên tĩnh vốn có, người dân trong đang túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao về đoàn xe sang trọng ban nãy. Đoàn xe ấy phải có đến hơn trăm ngựa, xe nào cũng lộng lẫy, kỵ sĩ thì thực oai phong. Đúng là cả đời ta chưa từng thấy đoàn xe nào sang trọng, như thế. Một lão nhân nhìn đoàn xe trước cửa phủ đệ Ba Lỗ Khắc, tấm tắc khen. Những người đứng xung quanh đều gật đầu đồng tình. Trong trấn nhỏ heo hút này, người dân đâu có cơ hội nhìn thấy những đoàn ngựa xe hào hoa như vậy. Mấy ngày trước khi Lâm Lôi về nhà, đội kỵ binh đi theo hắn, cũng đã thành đề tài bàn tán của dân cư trong suốt một thời gian dài. Các vị nói xem, có phải Lâm Lôi thiếu gia đã trở thành một đại quý tộc, rồi hay không? Một phụ nữ tròn xoe mắt đội kỵ binh đi theo thiếu gia mấy ngày trước, chẳng phải cũng rất hùng mạnh sao? Suốt buổi sáng hôm đó, tại Ô Sơn Trấn không ngớt tiếng bàn tán. Vậy mà khoảng 11 giờ trưa, mặt đất lại thêm một cơn chấn động, tiếng vó ngựa dồn dập nhưng chỉnh tề. Thậm chí còn lớn hơn cả tiếng đoàn xe của Gia Lỗ. Một đội kỵ binh hùng trắng áo giáp sáng loáng dẫn đầu phi tới, phía sau là hai cỗ xe ngựa xa hoa. Hai chiếc xe này đều có bốn ngựa kéo, đánh xe đều là những chiến sĩ trắng kiện. Sau hai xe này là những cỗ xe chở đầy lễ vật, sau cùng lại có một đoàn kỵ binh giáp trụ ngất trời, hộ vệ cả đoàn xe. Bách tính Ô Sơn Trấn lại được một phen ngạc nhiên tròn mắt. Khí thế lẫm liệt của đoàn kỵ sĩ mang vương bài quang minh, giáo đình khiến mọi người không khỏi run lên. Những cỗ xe hào nhoáng lại làm họ không tin nổi vào mắt mình. Những người này là như thế nào vậy? Dân cư Ô Sơn Trấn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Đoàn xe dừng lại trước của phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc. Từ bên trong, không ít người đi ra phụ trách việc sắp xếp ngựa xe. Hồng Y Đại Giáo chủ Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Hồng Y Đại Giáo chủ Lan Phổ Sâm đại nhân, tới. Giọng sướng của gia nhân vang lên, những người dân bên ngoài lại một phen huyên náo. Thì ra là Hồng Y Giáo chủ. Trong mắt của những dân thường trong thần thánh đồng minh thì Hồng Y Giáo chủ của Quang Minh, giáo đình là một nhân vật có địa vị không tưởng, như vì sao sáng trong bầu trời đêm, ai cũng thấy nhưng ai cũng không thể với tới. Nhưng hôm nay, cả hai vị Hồng Y Giáo chủ lại đến Ô Sơn Trấn nhỏ bé này. Cộp 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 tiếng vó ngựa lại dồn dập vang lên. Sau khi đoàn xe của Quang Minh giáo đình đến không lâu, lại là một đoàn xe không kém phần đẹp đẽ đang tiến tới, thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn, vì tháp tùng theo xe là những thị nữ dung mạo xinh đẹp với làn da trắng ngần.
đi giữa đoàn là cỗ xe ngựa màu vàng sang trọng. Những kỵ sĩ dũng mãnh đang phô bày tài khiển mã siêu quần, đoàn xe dài rằng rặc, nhưng tiếng vó ngựa lại chỉnh tề như chỉ có một chiếc xe duy nhất. Những người dân Ô Sơn Trấn đều ngây người. Những đại nhân vật này, rất nhiều người trong số họ còn chưa từng nhìn thấy những con người tầm cỡ như vậy. Đoàn xe dừng trước cửa phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc. Từ phủ đệ vang lên tiếng hô quốc vương Phân Lai Vương Quốc, Khắc Lai Đức Bệ Hạ tới. Quốc vương bệ hạ. Bách tính Ô Sơn Trấn giật nảy người. Đối với người dân trong một vương quốc, thì quốc vương chính là vầng thái dương chói lòa trên bầu trời, nắm giữ trong tay sự sinh tồn của bọn họ. Nhưng vị quốc vương điện hạ vốn phải ngự trong cung cấm, thì nay lại đến Ô Sơn Trấn bé nhỏ này. Tiếng vó ngựa cứ thế vang lên không ngừng, từng đoàn xe lũ lượt kéo tới, tất cả đều dừng lại trước cổng phủ đệ Ba Lỗ Khắc. Bá Nạp đại nhân, công tước Phân Lai Vương quốc tới. Kiệt Bố đại nhân, hầu tước Phân Lai Vương quốc tới. Châu Nặc đại nhân, bá tước Phân Lai Vương quốc tới. Địch Lị Á tiểu thư, Lai Ân gia tộc, đế quốc Ngọc Lan tới. Bá Nạp Đức đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc, Phân Lai Vương quốc tới. Liên tiếp những tiếng sướng truyền khiến người dân Ô Sơn Trấn hoảng kinh. Chuyện gì thế này, hôm nay sao lại có nhiều đại nhân vật trong giới thượng lưu tề tựu đến Ô Sơn Trấn heo hút này như vậy? Dần dần mọi người cũng đoán ra, trong Ô Sơn Trấn nếu nói có chuyện gì lớn, thì chỉ là cái chết của Hoắc Cách mà thôi. Nhưng Hoắc Cách dù nhân đức bao nhiêu cũng chỉ là quý tộc trong trấn nhỏ, có thể khiến cả quốc vương bệ hạ, lẫn Hồng Y đại giáo chủ phải đến sao? Chúng dân bất giác nhớ lại cảnh tượng Lâm Lôi, về nhà mấy ngày trước, mang theo cả một đoàn kỵ binh. Tất cả những chuyện này, nhất định liên quan đến Lâm Lôi thiếu gia. Những người dân bình thường này, tuy không biết chuyện của Lâm Lôi nhưng cũng có thể đoán được. Trong đại sảnh phủ đệ Ba Lỗ Khắc, Lâm Lôi vẫn đang quỳ. Hồng Y đại giáo chủ, quốc vương bệ hạ, công tước, hầu tước, bá tước, tất cả họ đều nghiêng mình hoặc thành khẩn khấu đầu. Tuy Hồng Y đại giáo chủ và một số người khác chỉ nghiêng mình, nhưng có thể khiến họ nghiêng mình như vậy, cũng chỉ có những đại nhân vật tầm cỡ mà thôi. Nhưng hôm nay, tất cả lại nghiêng mình vì cái chết của Hoắc Cách. Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Cát Nhĩ Mặc bên cạnh Lâm Lôi khẽ lên tiếng. Đa tạ. Lâm Lôi hơi cúi mình tạ lễ. Lâm Lôi, cái chết của phụ thân ngươi thực đáng tiếc. Khắc Lai Đức bệ hạ cũng an ủi. Một lát sau, Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn, Địch Lị Á toàn thân trang phục màu trắng đang nhìn hắn, biểu tình đầy vẻ quan tâm. Đa tạ. Lâm Lôi khẽ trả lời. Địch Lị Á khẽ gật đầu, được gia nhân mời sang một bên. Chúng nhân lũ lượt kéo vào bái tế Hoắc Cách, thậm chí tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc cũng tới. Lâm Lôi đại sư, xin đừng quá đau buồn. Bá Nạp Đức nghiêm trang. Lâm Lôi vẫn hành lễ đa tạ. Đại nhân Bạt Đức Sâm, công tước Phân Lai Vương quốc tới. Đột nhiên tiếng sướng từ bên ngoài vọng vào. Lâm Lôi hơi chau mày. Cái chết của phụ thân hắn liên quan đến Bạt Đức Sâm, nhưng Lâm Lôi cũng biết, cha hắn thay đổi hình dạng trà trộn vào công tước phủ đệ. E rằng Bạt Đức Sâm cũng không hề biết Hoắc Cách là vì bị thuộc hạ của ông ta đánh trọng thương mà chết. Bạt Đức Sâm rất giống Khắc Lai Đức, cũng mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt xanh bích rất có thần, toàn thân vững chãi bệ vệ, tràn đầy phong thái quý tộc. Bạt Đức Sâm bước vào đại sảnh, kính cẩn nghiêng mình trước linh vị Hoắc Cách, đoạn đến bên Lâm Lôi, giọng chân thành. Lâm Lôi đại sư, đừng quá đau buồn. Lâm Lôi quay sang nhìn Bạt Đức Sâm, thấy biểu tình hữu hảo của ông ta, liền lễ độ cúi mình đa tạ. Nhìn bề ngoài, không ai có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối xử của hắn với Bạt Đức Sâm so với những người khác. Chương 116. Bạt Đức Sâm. Lâm Lôi thầm nhẩm lại cái tên này, năm đó mẫu thân hắn đã bị Bạt Đức Sâm sai người bắt đi, mười mấy năm sau phụ thân hắn vì muốn điều tra sự việc mà bị Bạt Đức Sâm sai người truy sát, cuối cùng trọng thương mà chết. Ý muốn giết chóc trong đầu Lâm Lôi như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng núi, chỉ chờ đến lúc là sẽ bùng phát mạnh mẽ. Lão đại, ta sẽ thay huynh giết chết tên Bạt Đức Sâm này. Tiểu Ảnh Thử đang bò bên cạnh Lâm Lôi, truyền âm nói. Đừng làm bừa, Lâm Lôi truyền âm nhắc nhở. Hắn vẫn tiếp tục quỳ trong đại sảnh, những người bên ngoài lần lượt bước vào tế lễ. Yến tiệc hôm đó Lâm Lôi không tham dự, cả ngày hắn chỉ quỳ trong đại sảnh thủ hiếu. Chiều tối, rất nhiều quý tộc đã rời khỏi Ô Sơn Trấn quay về Phân Lai Thành, nhưng một số ít người vẫn lưu lại, như Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc hay Địch Lị Á. Thủ tang phải trọn vẹn 7 ngày. Buổi tối, Lâm Lôi ăn qua loa rồi lại quay về phòng chuẩn bị tu luyện tiếp. Lâm Lôi, ngươi định báo thù cho phụ thân thế nào? Vẫn mặc chiếc áo dài trắng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm gia gia, đại thù giết cha nhất định phải báo. Ta tuy đã biết Bạt Đức Sâm sai người truy sát phụ thân, nhưng ngoài việc báo thù cho cha, ta còn phải thăm dò tin tức về mẹ, xem người còn sống hay đã chết. Giết Bạt Đức Sâm thì thực đơn giản, nhưng giết mà khiến cho người ta không nghi ngờ lại là chuyện rất khó. Mà ngoài việc báo thù cho phụ thân, Lâm Lôi còn phải dò la tin tức của mẫu thân.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ gật đầu, chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự mình quyết định, ta chỉ nhắc ngươi đừng có nông nổi. Nói cho cùng, thực lực hiện nay của ngươi vẫn yếu hơn nhiều so với một cường giả thực thụ. Chỉ riêng Bạt Đức Sâm hoặc đám thuộc hạ của y cũng đã mạnh hơn ngươi rồi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bạt Đức Sâm là thân đệ của Khắc Lai Đức, thuộc hạ tay chân đếm bao nhiêu cho xuể. Trong khoảng một năm ta phải tu luyện từ lục cấp lên thất cấp chiến sĩ, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Lâm Lôi ngồi khoanh chân trên giường, long huyết đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân, cả xương cốt da thịt đều rung lên bần bật. Hắn có thể cảm nhận thấy cường độ cốt nhục đang tăng dần từ yếu đến mạnh, những huyết mạch long huyết chiến sĩ li ti dần hòa vào xương thịt, làm tăng thêm tính liên kết và sức chịu đựng của cơ thể. Khi mới bắt đầu tu luyện long huyết mật điển, hắn tiến bộ rất mau chóng. Cứ miệt mài như vậy, Lâm Lôi không hề nhận thấy thời gian đang trôi qua. Khoảng 11 giờ đêm, chợt cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, liền đó là một giọng nói quen thuộc. Lâm Lôi, là ta, Địch Lĩa, có thể vào được không? Lâm Lôi khựng người, vội hít sâu một hơi, xương cốt da thịt đang rung mạnh liền nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, long huyết đấu khí trong cơ thể thu về đan điền. Hắn nhìn ra cửa, không khỏi có chút nghi hoặc, đêm khuya như vậy rồi Địch Lĩa, còn đến chỗ ta làm gì? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng lại đáp vào đi. Cửa phòng mở, Địch Lĩa bước vào. Hai mắt Lâm Lôi bất chợt sáng lên, Địch Lĩa mặc chiếc váy liền áo màu đỏ nhạt, mái tóc ánh kim búi cao càng tôn thêm vẻ thanh nhã của chiếc cổ trắng ngần. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Địch Lĩa quả là có sức cuốn hút khác thường. Đặc biệt nàng lại là con em chính dòng của Lai Ân gia tộc nên trong nhan sắc lại thêm một khí chất cao quý, mà ngài Lệ Tư không có. Lâm Lôi, huynh không sao chứ? Địch Lĩa bước đến bên giường Lâm Lôi, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Lâm Lôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, miệng mỉm cười, ta không sao. Địch Lĩa gật đầu, ở Phân Lai Thành nghe tin của phụ thân huynh, ta thực lo lắng. Nhưng quả đúng như ta nghĩ, huynh vẫn rất kiên cường. Đa tạ. Lâm Lôi gật đầu rồi hỏi ngay, Địch Lĩa, đêm khuya rồi đến đây có chuyện gì không? Đồ ngốc! Đức Lâm Kha Ốc Đặc thầm mắng. Con gái người ta nửa đêm tìm đến nói chuyện an ủi, ngươi còn hỏi những câu như vậy ư? Địch Lĩa mỉm cười ngại ngùng, nhưng lập tức lấy lại ngay phong thái bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Sao chẳng nhẽ không có chuyện gì thì không thể tới tìm huynh nói chuyện à? Ta với huynh quen biết từ năm đầu tiên trong học viện, từ khi nào huynh bỗng trở nên xa cách với ta như vậy? Không, không phải. Lâm Lôi quả nhiên lúng túng. Địch Lĩa bất giác cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Lâm Lôi, muộn thế này ta còn đến, quả thực là có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Trong lòng Lâm Lôi quả thực rất tò mò. Địch Lĩa chợt có vẻ bối rối. Huynh chắc cũng biết, năm nay là năm thứ 9999 theo Ngọc Lan lịch, chỉ còn 8 tháng nữa là đến năm Ngọc Lan thứ 10.000. Ngày đầu tiên trong năm là ngày lễ quan trọng nhất tại Ngọc Lan Đại Lục, ngày Tết của năm Ngọc Lan 10.000 đương nhiên lại càng có ý nghĩa quan trọng. Lâm Lôi gật đầu. Chuyện ngày Tết thứ 10.000 quan trọng cũng là điều dễ hiểu, nhưng hắn nghĩ không ra vì sao Địch Lĩa lại nhắc tới chuyện này. Tuy cả Ngọc Lan Đại Lục đều rất xem trọng ngày lễ này, nhưng quan trọng nhất vẫn là với đế quốc Ngọc Lan của chúng ta. Địch Lĩa tiếp tục. Lâm Lôi có biết về sự tích này, năm nguyên niên thứ nhất trong Ngọc Lan lịch cũng là năm đế quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan Đại Lục. Tết Ngọc Lan của năm 10.000 theo Ngọc Lan lịch quả là một ngày vô cùng trọng đại với đế quốc này. Gia tộc ta vì thế đã hạ lệnh, Tết Ngọc Lan lần này ta nhất định phải quay về dự lễ. Năm nay chúng ta sẽ cử hành đồng khánh quốc lễ, ta là con em dòng dõi chính thống của Lai Ân gia tộc, không thể không tham gia được. Địch Lĩa nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi à, Ngọc Lan đế quốc cách thần thánh đồng minh quá xa, từ biệt lần này e rằng phải gần 2 năm sau mới gặp lại, sáng sớm mai ta phải lên đường rồi. Lâm Lôi đến đây đã hiểu ý tứ Địch Lĩa, cả đi cả về, trong vòng 2 năm e rằng Địch Lĩa và hắn không thể gặp nhau nữa. Địch Lĩa nhìn Lâm Lôi chăm chăm, khẽ cắn môi, chợt nói nhỏ, Lâm Lôi, trước khi chia tay ta có thể ôm huynh một lần được không? Ôm ta? Lâm Lôi sững người nhìn Địch Lĩa. Tâm ý của Địch Lĩa hắn rất hiểu. Nhưng vì hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều, lại quen biết từ năm thứ nhất trong ma pháp học viện. Trong lòng Lâm Lôi, Địch Lĩa có thể coi như một hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt sau chuyện xảy ra với ngài Lệ Tư, lòng hắn có thể nói đã trở thành băng giá rồi. Nhưng nhìn ánh mắt Địch Lĩa, Lâm Lôi cố gật đầu. Địch Lĩa mỉm cười, vòng tay ôm ngang cổ Lâm Lôi, cả người cũng dán chặt vào hắn, hai khuôn mặt kề sát nhau. Lâm Lôi thậm chí còn có thể cảm nhận được từng hơi thở, cũng ngửi thấy hương thơm mê hoặc tỏa ra từ cơ thể nàng. Nhất là khi hai khuôn mặt chạm nhau, hơi ấm truyền qua trên da thịt, gợi cho Lâm Lôi một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cảm ơn huynh, Địch Lĩa thì thầm. Lâm Lôi đứng như trời trồng, không biết nói thế nào cho phải. Địch Lĩa khẽ giớn thẳng người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người chỉ còn cách nhau chừng một ngón tay, nàng bỗng dừng lại. Đột nhiên Địch Lĩa kiễng chân, môi nàng đã kề sát lên môi hắn.
Lầm Lôi hơi khựng lại, nhưng Địch Lỵ Á không để cho hắn kịp phản ứng, nhanh như chớp ngấu nghiến hôn hắn rồi lập tức quay đi bước ra khỏi phòng. Lão đại, huynh bị người ta cưỡng ép phải hôn môi rồi bối bối, từ trong chiếc chăn bên cạnh thò đầu ra, nhìn Lâm Lôi láo lỉnh. Ngươi có để cho ta ngủ không? Lâm Lôi truyền âm gắt gỏng. Bối bối bất mãn cào nhào mấy tiếng rồi cuộn tròn trong chăn. Lâm Lôi ngây người nhìn theo Địch Lỵ Á đang bước đi xa dần, mũi hắn vẫn còn thoang thoảng mùi hương, trên mặt còn cảm thấy hơi ấm và cảm giác mịn màng của khuôn mặt nàng. Khẽ chạm ngón tay lên môi, Lâm Lôi chợt thấy ấm áp trong tim, như hơi ấm ngày trước khi hắn và Ngải Lệ Tư ngồi nói chuyện trong đêm trên lan can. Địch Lỵ Á vò đầu bứt tai, Lâm Lôi muốn xua tan mọi tạp niệm trong đầu. Lâm Lôi Đức Lâm Kha Ốc Đặc có vẻ rất hào hứng lúc vừa đến học viện, lần đầu tiên nhìn thấy Địch cô nương ta đã nói đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đã khuyên tên tiểu tử ngươi theo đuổi cô ta, bây giờ hối hận chưa? Lâm Lôi cho mày nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Thôi được rồi, ta cũng không nói nữa. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt tròm râu trắng, đoạn biến thành một luồng sáng bạc chui vào bàn long chi giới. Lâm Lôi chấn áp mọi ý nghĩ lan man, lại đến trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện tập tinh thần lực. Tinh mơ hôm sau, Địch Lỵ Á dẫn theo đoàn người ngựa rời khỏi Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi không ra tiễn, vẫn quỳ thủ tang trong đại sảnh. Chẳng bao lâu, 7 ngày thủ tang cũng trôi qua. Cả Ô Sơn Trấn lúc này, trừ mấy huynh đệ chí cốt của Lâm Lôi thì chỉ còn có 2 đại nhân vật, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm. Thân là Hồng Y đại giáo chủ nhưng bình thường thì 2 người này cũng không có chuyện gì bận rộn, nói cho cùng thì những chuyện nhỏ đã có môn đệ giải quyết. Cuộc sống của họ quả thực rất nhàn nhã, mấy ngày này thường đi du ngoạn xung quanh Ô Sơn Trấn, thỉnh thoảng mới quay về. Sáng hôm đó, dân cư Ô Sơn Trấn đều đứng 2 bên đường, nhìn theo đoàn người ngựa cuối cùng. Đầu tiên là Quang Minh giáo đình, sau đó đến Đạo Sâm Thương hội bắt đầu tiến ra. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, ta có chuyện muốn nói với Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Lâm Lôi nói với các huynh đệ rồi rời khỏi đoàn người ngựa Đạo Sâm Thương hội, tiến vào xe của Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại giáo chủ. Lan Phổ Sâm cũng tiến vào, 2 vị Hồng Y đại giáo chủ và Lâm Lôi cùng ngồi trên một chiếc xe. Chiếc xe này được chế tạo riêng cho đại giáo chủ nên trong khoang rất rộng rãi, dù là 3 người nằm ngủ thì vẫn thừa chỗ. Lâm Lôi đã quyết định chưa? Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi cười khẽ. Lâm Lôi trước đây đã nói với Cát Nhĩ Mặc chuyện hắn có gia nhập Quang Minh giáo đình hay không còn phải về bàn bạc với phụ thân. Nhưng bây giờ Hoắc Cách đã chết, Lâm Lôi cũng không còn ai là trưởng bối nên đương nhiên phải tự mình quyết định. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, ta vẫn còn ít tuổi, ta nghĩ tạm thời hãy cứ để ta theo Phó Khắc Lai Đức bệ hạ, trước mắt chưa thể nhậm chức ở Quang Minh giáo đình. Tuy nhiên một khi giáo đình cần, có thể triệu ta về bất cứ lúc nào. Lâm Lôi rắn giỏi đáp. Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đều cười. Khắc Lai Đức bệ hạ, Khắc Lai Đức là quốc vương của Vương quốc Phân Lai, mà quốc đô Phân Lai thành lại chính là thánh đô của Quang Minh giáo đình. Hơn nữa, Vương quốc Phân Lai tất phải nghe theo lệnh của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi giúp cho Khắc Lai Đức cũng chính là hiếu trung với Quang Minh giáo đình vậy. Tốt lắm, Lan Phổ Sâm cười lớn. Lâm Lôi, đây là một quyết định rất sáng suốt. Cả Lan Phổ Sâm và Cát Nhĩ Mặc đều không biết, Lâm Lôi lựa chọn như vậy chủ yếu là để thăm dò tin tức của mẫu thân. Chỉ có tìm hiểu sự vụ trong Vương quốc Phân Lai, hắn mới hy vọng may ra vén được tấm màn bí mật. Cát Nhĩ Mặc có vẻ hài lòng, xem như ngươi đã thành người của Quang Minh giáo đình rồi. À phải, ngươi vẫn còn chưa có địa hệ, phong hệ của thất cấp, bát cấp, cửu cấp và những chú ngữ ma pháp cấm kỵ. Thưa đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu, tại hạ chỉ suy đoán ra ma pháp chú ngữ của phi hành thuật từ nguyên tắc ma pháp mà thôi. Cát Nhĩ Mặc khen ngợi, suy đoán ra ma pháp chú ngữ của phi hành thuật cũng không phải là quá khó, nhưng ngươi lại có thể đoán ra từ phiêu phù thuật thì quả là không tồi chút nào. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm, đợi khi về, đến Quang Minh giáo đình ta sẽ nhanh chóng sai người mang ma pháp chú ngữ địa hệ, phong hệ của thất cấp và sau thất cấp tới cho ngươi. Chương 117. Tại Học viện Ma pháp Ân Từ Đặc, ma pháp chú ngữ của thất cấp và những tầng cao hơn vốn không hề được công khai. Sau khi hoàn thành lục cấp, muốn tu luyện lên cao hơn người ta phải chọn một chi hệ nhất định, các bậc pháp giả theo thỉnh cầu mới xem xét truyền cho chú ngữ của chi hệ ấy. Đa tạ nhị vị đại nhân, Lâm Lôi cảm kích. Hắn chợt nhớ ra, trong một số sách vở từng đọc có miêu tả về ma pháp uy lực mạnh mẽ của phong hệ. Phong hệ ma pháp càng luyện lên cao, uy lực càng khủng khiếp, đặc biệt đơn thể công kích ma pháp có thể nói là đứng đầu trong tất cả các tu luyện chi hệ, còn vượt cả thứ nguyên chi nhận trong cấm kỵ ma pháp hay chân không tuyệt sát thuật trong cửu cấp ma pháp. Lâm Lôi, thế này đi, về Quang Minh giáo đình ta sẽ lập tức cho người sang báo với Khắc Lai Đức. Tin rằng trong một thời gian ngắn Khắc Lai Đức sẽ trực tiếp phong tước và ban tặng phủ đệ cho ngươi. Cát Nhĩ Mặc cười. Lâm Lôi vòng tay cảm ơn. Lâm Lôi, Lan Phổ Sâm vỗ vai hắn, có một số chuyện quan trường ngươi không cần bận tâm, điều mà ngươi tuyệt đối nên làm là yên tĩnh tu luyện. Ta rất mong trong vòng 50 năm tới, Quang Minh giáo đình sẽ lại có một vị thánh vực cường giả. 50 năm,
Lầm Lôi dám chắc trong vòng 50 năm, tới hắn sẽ trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ, còn trở thành thánh vực cường giả thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Hãy cố gắng, Cát Nhĩ Mặc nhiệt tình vỗ vai Lầm Lôi. Đoàn xe sang trọng chạy như bay trên con đường quê nhỏ hẹp, hàng cây thủy sam hai bên đường vun vút lùi lại phía sau. Hai đội kỵ binh dũng mãnh hộ tống hai đầu, chỉ đến giữa trưa xe đã về đến Phân Lai Thành. Phân Lai Thành, đại sảnh trong phủ đệ đức bố tư gia tộc. Ngải Lệ Tư, nàng có thể tha thứ cho ta không? Tạp Lam cầm tay Ngải Lệ Tư, mắt chăm chú nhìn nàng. Ngải Lệ Tư bất đắc dĩ gật đầu. Nàng còn có thể làm thế nào được nữa? La Lâm sẽ tới ngay thôi. Ngải Lệ Tư khẽ nói thiếp về trước đây. Dù đã đính hôn nhưng Ngải Lệ Tư và Tạp Lam vẫn chưa chính thức thành phu thê, chỉ sau lễ đại hôn hai người họ mới được tự do sum họp. Còn trước đó thì theo tục lệ Ngải Lệ Tư phải tránh mặt, hàng ngày đều về nhà mình. La Lâm nghe cái tên ấy, Tạp Lam không khỏi cho mày. La Lâm, chính là chính thê của hắn. Bởi bức thạch điêu mộng tỉnh khiến cho cả thiên hạ quan tâm chú ý, hễ Tạp Lam đính hôn thì e rằng rất nhiều người sẽ nhận ra Ngải Lệ Tư. Vì vậy trong một thời gian ngắn, gia tộc Đức Bố Tư đã chọn cho Tạp Lam một chính thê. Tạp Lam. Giọng nói vui vẻ vang lên, một thiếu nữ tóc dài màu kim khoan thai bước tới. Thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng thuần khiết, khí chất quý tộc thanh cao, đặc biệt là đôi mắt long lanh rất đáng yêu. La Lâm, nàng tới đó, à, Tạp Lam cố nở một nụ cười. Gã không thể không thừa nhận La Lâm là một nữ tử rất đáng yêu, nam nhân thiên hạ e rằng hầu như không ai có thể cự tuyệt nàng, nhưng người Tạp Lam thực lòng thương yêu lại là Ngải Lệ Tư. Bá Nạp Đức thúc thúc đâu? La Lâm không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Phụ thân ta đi có việc, chắc một lát nữa sẽ về. Tạp Lam trả lời. Tạp Lam biết rõ phụ thân gã đang bận việc gì. Do sự cạnh tranh gay gắt của Đạo Sâm Thương Hội, mà các mối làm ăn của gia tộc Đức Bố Tư đều sa sút, ngày nào cũng phải bù lỗ. Tình hình như thế chừng một năm thì còn được, nhưng nếu kéo dài thì gia tộc có vững vàng thế nào cũng không tránh khỏi sụp đổ. Hơn nữa Phân Lai Thành không chỉ có một Đạo Sâm Thương Hội, các gia tộc khác lúc nào cũng lăm le dò ngó. Cho nên, Bá Nạp Đức đã phải ra một quyết định rất mạo hiểm. Buôn lậu thủy ngọc thạch khoáng. Thủy ngọc là một tinh thạch quý, thường dùng để nạm trên ma pháp trượng, rất thuận lợi cho những thủy hệ ma pháp sư. Dưới lòng đất Phân Lai Thành có một trữ lượng khá lớn thủy ngọc. Phân Lai Vương quốc chính là dựa vào đó mà phồn vinh giàu có như ngày nay. Do sự quý báu của nó nên không ít người có ý định buôn lậu thủy ngọc. Nhưng việc buôn lậu thủy ngọc thạch khoáng bị quốc vương Khắc Lai Đức cấm ngặt, người buôn lậu nào bại lộ lập tức sẽ bị xử tử. Nhưng bởi lợi nhuận do buôn lậu thủy ngọc thạch khoáng quá lớn, gấp 5-6 lần so với hàng hóa bình thường nên không ít người vẫn liều mạng. Trước đây thì gia tộc Đức Bố Tư đâu cần phải mạo hiểm, nhưng hiện nay họ đã không còn cách nào khác. Con đường buôn bán chính đáng đã bị Đạo Sâm Thương Hội chặn mất. Gia tộc Đức Bố Tư chỉ còn một lựa chọn duy nhất là buôn lậu. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Tạp Lam thầm nhủ, đối tác của phụ thân lại là tài vụ đại thần, thân đệ của quốc vương bệ hạ, công tước Bạt Đức Sâm, hợp tác với ông ta thì khả năng đổ bể là không thể. Bạt Đức Sâm chính là tài vụ đại thần của Phân Lai Vương quốc, quản lý tài chính của cả vương quốc, đương nhiên phải là người tin cậy nhất của quốc vương rồi. Bá Nạp Đức thúc thúc về kia, giọng nói trong trẻo của La Lâm vang lên. Tạp Lam nhìn ra, quả nhiên Bá Nạp Đức đang tươi cười từ ngoài cửa đi vào. Thấy La Lâm, ông ta cười thân mật, La Lâm đến đấy à, ăn tối chưa? Điệt nữ còn chưa ăn. La Lâm đáp. Bá Nạp Đức gật đầu, vậy ở lại ăn cơm với Tạp Lam ca ca của con đi. À, ta có việc muốn bàn với Tạp Lam. Con hãy sang trò chuyện với Ngải Lệ Tư trước, lát nữa Tạp Lam sẽ quay lại với con. Bá Nạp Đức nói rồi nháy mắt với La Lâm. Tạp Lam theo sau Bá Nạp Đức vào trong mật thất. Đóng cửa, châm nến xong, Tạp Lam sốt ruột hỏi ngay, phụ thân, sao rồi? Bá Đức Nạp nở nụ cười thỏa mãn, ta đã thương lượng chi tiết với bà Đức Sâm, ông ta đồng ý với chúng ta, lần buôn bán này lợi nhuận chia 5 năm. 5 năm? Tạp Lam trợn tròn mắt, bà Đức Sâm này thực tham lam, tiền đều do chúng ta bỏ, đến người ngựa cũng là của chúng ta. Ông ta chỉ việc bố trí đường đi, đảm bảo cho hàng hóa vận chuyển an toàn, thế mà đòi chia những một nửa lợi nhuận. Tạp Lam không phải không hiểu tầm quan trọng của việc dọn đường. Nhưng gia tộc Đức Bố Tư bọn họ đã tốn bao nhiêu vốn liếng, trong khi Bạt Đức Sâm không hề chi ra một đồng nào, chỉ với chút mánh lới mà thu cả núi tiền về tay. 5 năm là vẫn còn chấp nhận được. Bá Đức Nạp cười nhạt, không chỉ là chuyện bố trí đường đi, quan trọng nhất là Bạt Đức Sâm, làm như vậy đồng nghĩa với phản bội vương quốc và đại ca của ông ta. Nếu Khắc Lai Đức phát giác vụ này, e rằng có là thân đệ thì ông ta cũng không nương tay đâu. Tạp Lam khẽ gật đầu. Đối tác vụ buôn lậu này là một công tước, hơn nữa lại là tài vụ đại thần. Phải mạo hiểm đến thế nào mới dám chuẩn bị đường vận chuyển, nghĩ kỹ ra thì một nửa lợi nhuận cũng xứng đáng. Bá Nạp Đức cùng Tạp Lam rời mật thất. Về đến phòng khách, thấy La Lâm đang nói chuyện với Ngải Lệ Tư. Phải rồi Tạp Lam, cha vừa nghe công tước Bạt Đức Sâm nói,
ba ngày nữa quốc vương bệ hạ sẽ đích thân phong tước cho Lâm Lôi. Bá Nạp Đức dặn dò con hãy chuẩn bị cho ta một món quà để tặng cho hắn ta. Tạp Lam gật đầu ứng tiếng. Ngải Lệ Tư đang ngồi nói chuyện với La Lâm bất chợt ngước lên nhìn. Lâm Lôi đại ca được phong tước sao, trong lòng Ngải Lệ Tư thoáng qua chút tư vị. Hoàng cung đại điện Phân Lai Thành, 10 đại thần quý tộc đứng xếp hàng theo thứ tự, quốc vương Khắc Lai Đức ngự trên ngai vàng, cúi nhìn xuống đám cận thần phía dưới. Các vị, hôm nay ta có một chuyện lớn muốn công bố. Khắc Lai Đức cười tươi tỉnh, nói lớn. Các đại thần hầu như đã biết rõ ông ta sắp nói tới chuyện gì. Khắc Lai Đức nhìn người hầu bên cạnh, hầu cận đó sướng lớn truyền Lâm Lôi ba lỗ khắc vào điện. Lệnh vừa truyền đi, Lâm Lôi mặc lễ bào màu đen điểm vàng từ từ bước vào, mọi con mắt trong đại điện đều nhìn theo hắn. Bái kiến bệ hạ, Lâm Lôi khom người cung kính. Khắc Lai Đức nhìn hắn tươi cười. Lâm Lôi, ngươi tình nguyện phục vụ cho vương quốc, trẫm rất mừng. Nay ta phong cho ngươi chức đệ nhất cung đình pháp sư của vương quốc, tặng cho ngươi tước hầu. Chư vị, có ý kiến gì không? Khắc Lai Đức nhìn quanh một lượt. Các vị quý tộc đại thần đều nhìn Lâm Lôi với vẻ đầy ngưỡng mộ, không một ai lên tiếng. Thần tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi lập tức cúi mình tạ ơn. Thực ra thì sau khi Cát Nhĩ Mặc có lời, Khắc Lai Đức sẵn sàng phong cho Lâm Lôi thành công tước, nhưng hắn cho rằng làm như vậy sẽ kinh động đến nhiều người. Nói cho cùng thì trước đây Lâm Lôi chỉ là một quý tộc rất nhỏ, nháy mắt leo lên quá cao cũng không phải là khôn ngoan. Cho nên hãy lùi một bước, làm hầu tước trước cũng không thừa. Lâm Lôi, ngươi thân là đệ nhất cung đình ma pháp sư, lại là hầu tước của vương quốc, đương nhiên không thể tiếp tục sống trong đạo xâm thương hội. Ta đã chuẩn bị một tòa phủ đệ yên tĩnh trên đường Lục Diệp cách hoàng cung không xa. Khắc Lai Đức mỉm cười. Lâm Lôi lại tạ ơn lần nữa. Thực ra tất cả những chuyện này đã được Khắc Lai Đức nói trước tối qua, hôm nay chỉ là công khai tuyên bố trước bá quan đại thần mà thôi. Rời đại điện, Lâm Lôi đến chuyện vãn với mấy quý tộc đại thần. Tầng lớp cao nhất trong vương quốc Phân Lai bao gồm một số ít người như quân đoàn trưởng, hữu tướng, tả tướng, tài vụ đại thần và giám sát đại thần. Những người này nắm giữ toàn bộ những vấn đề cơ mật trong vương quốc. Tước vị của họ hầu hết đều là công tước, thấp nhất là quan giám sát đại thần cũng là hầu tước. Trên đường tới phủ đệ, Lâm Lôi ngồi trong xe, nhắm mắt tĩnh tu. Lâm Lôi đại nhân, đã đến nơi rồi, tiếng người hầu thông báo. Lâm Lôi mở mắt, nhảy xuống xe, Bối Bối cũng nhảy xuống bám vào vai hắn. Ồ, phủ đệ to quá, mắt Bối Bối lấp lánh nhìn khối kiến trúc phía trước. Lâm Lôi cũng quan sát kỹ tòa phủ đệ được bệ hạ ngự ban, quả thực là vô cùng rộng lớn, chỉ riêng cánh cổng thôi cũng đã tới hơn 10 mét. Bước qua cánh cửa mở rộng, đập vào mắt hắn là rất nhiều nô bộc nữ tỳ, lại còn có không ít kỵ sĩ bảo vệ. Không tồi, Lâm Lôi gật đầu, bước tiếp vào trong. Đại nhân, người hầu giữ của cung kính cúi mình, lập tức tất cả người trong phủ đệ đều dừng lại, rạp người hành lễ. Lần gặp đầu tiên phải lưu lại ấn tượng tốt cho chủ nhân. Những người hầu ở đây đều biết rất rõ sự thần thông của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, chúc mừng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn, ô, Bá Nạp Đức tiên sinh. Bá Nạp Đức vốn là tộc trưởng của Đức Bố Ân gia tộc, ông ta cười với Lâm Lôi thực là vừa hay, phủ đệ của chúng ta cũng nằm trên đường Lục Diệp. Chỉ cách phủ đệ của đại sư có một nhà, sau này càng dễ dàng qua lại. Ồ, ra vậy. Lâm Lôi nhớ lại lần đầu tiên đến cứu Ngải Lệ Tư và Tạp Lam. Khi đưa Tạp Lam về nhà, đúng là dường như cách đây không xa. Nhưng phủ đệ của đại sư lớn hơn phủ đệ của gia tộc chúng ta nhiều. Đây chính là nơi khi xưa bệ hạ từng sống. Bá Nạp Đức giọng cung kính. Lâm Lôi cũng cảm thấy tòa phủ đệ này to lớn khác thường, lớn hơn nhà hắn ở Ô Sơn Trấn rất nhiều. Trong thành Phân Lai đất quý hơn vàng này, không phải cứ có tiền là có thể mua được tòa phủ đệ đồ sộ thế này. Nguyên lai đây từng là nơi mà Khắc Lai Đức bệ hạ từng sống, chả trách. Bá Nạp Đức tiên sinh, ta phải vào trong xem sao, lúc khác chúng ta nói chuyện được không? Lâm Lôi mỉm cười, đoạn bước vào trong phủ đệ. Lúc này trước cổng gia tộc Đức Bố Ân, cả Tạp Lam, La Lâm và Ngải Lệ Tư đều đang chăm chú nhìn sang. Chương 118. Cho dù là kiến trúc hay bài trí, tòa phủ đệ đều nhất quán đến mức tinh tế. Đặc biệt có một nơi trong hậu viện gọi là Tuyền Thủy Viên, càng khiến Lâm Lôi vô cùng thích thú. Tuyền Thủy Viên chính là nơi mà Khắc Lai Đức bệ hạ từng tu luyện. Khắc Lai Đức là một vị cửu cấp cường giả, muốn trở thành một vị cửu cấp cường giả đương nhiên không thể chỉ trông vào khả năng thiên phú, mà còn phải thường xuyên khổ luyện. Nửa bên phải Tuyền Thủy Viên là một thảm cỏ rất rộng, bên cạnh bày sẵn các loại khí cụ để rèn luyện cơ thể. Nửa bên trái đặt một đám giả sơn, còn có một hồ nước suối nóng. Ôn tuyền của hồ nước nóng này bắt nguồn từ sâu trong lòng đất, sau khi tu luyện khổ nhọc mà được chìm mình vào làn nước ấm nóng không ngừng tuần hoàn của hồ này, đích xác là một loại hưởng thụ mỹ diệu. Lâm Lôi ngâm mình trong hồ, để cho dòng nước ấm nóng cuồn cuộn ôm ấp thân thể mình, cảm giác dễ chịu đến kỳ diệu đó khiến hắn khoan khoái nhắm mắt lại. Lão đại, lúc nào thì mới giết tên Bạt Đức Sâm? Đó, yến tiệc tối qua ta đã định giúp huynh ra tay rồi. Bối Bối,
ngoi lên từ đáy nước, lông mao ướt sũng nhưng trông cực kỳ hưng phấn. Đừng sốt ruột, Lâm Lôi lắc đầu, bước ra khỏi hồ nước, thay trang phục luyện công rồi bước sang thảm cỏ bên phải, bắt đầu niệm thầm ma pháp chú ngữ. Chỉ trong thoáng chốc, địa hệ nguyên tố đã bắt đầu tụ tập lại dần xung quanh hắn, hào quang thổ hoàng sắc lan ra khắp vùng đất dưới chân. Địa hệ ma pháp, trọng lực thuật. Lâm Lôi nhảy lên chút đầu xuống đất, cố định trong tư thế đầu dưới chân trên, dùng hai cánh tay chống đỡ toàn thân, sau đó rút đi đến lúc chỉ còn một ngón. Trái phải mỗi bên một ngón, trong sự bao phủ của trọng lực thuật, Lâm Lôi bắt đầu co duỗi cơ thể. 1, 2, 3. Hắn đếm thầm, đến 1000 thì chuyển sang ngón tay khác. Đối với sự tu luyện của một chiến sĩ, quan trọng nhất vẫn là độ dẻo dai của cơ thể. Cơ thể càng dẻo dai, càng có khả năng tiếp nhận các loại đấu lực khác nhau. Chỉ như vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng, cho dù là long huyết chiến sĩ thì nguyên tắc cũng không có gì khác. Luyện tập đã nửa canh giờ, Lâm Lôi chợt nhún mình đứng thẳng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thị nữ đang bước vào. Trên tay thị nữ bưng một chiếc mâm, trên mâm là một ấm trà và một chút trái cây. Đại nhân, đây là nước trà và trái cây cho ngài. Thị nữ bị cái nhìn chăm chú của Lâm Lôi làm cho lắp bắp nói không ra lời. Ai bảo cô tới đây? Giọng Lâm Lôi lạnh như băng. Thị nữ lặng người, lại lắp bắp. Đại nhân, tiểu tỷ lo đại nhân khát nước. Khát nước? Mặt Lâm Lôi vẫn không hề có chút biểu cảm, chợt quát, người đâu? Lập tức từ bên ngoài bốn chiến sĩ cao lớn chạy vào. Những chiến sĩ này không phải của vương quốc mà đều là người của Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình đã phái đến một tiểu đội hơn 100 kỵ sĩ chuyên bảo vệ sự an toàn cho Lâm Lôi. Đại nhân tha mạng! Thị nữ sợ hãi quỳ sụp xuống. Tại Ngọc Lan đại lục, địa vị quý tộc cao hơn thường dân rất nhiều. Bất kể quý tộc tước nào đều có thể giết người thường mà không bị truy cứu, chỉ cần có một lý do nào đó. Còn Lâm Lôi đã là tầng lớp quý tộc cao cấp nhất, ngay cả quốc vương Khắc Lai Đức cũng không lấy thân phận ra để làm khó hắn. Lâm Lôi nhìn thị nữ, gằn giọng, nhớ cho kỹ, khi ta đang ở Tuyền Thủy Viên không ai được phép vào, kẻ nào trái lệnh phạt 20 quân côn. 20 quân côn? Mặt thị nữ tức thì trắng bệch. Quân côn là hình phạt bằng roi nặng nhất, một chiến sĩ cường tráng bị 20 quân côn thì 10 ngày nửa tháng cũng chưa dậy nổi, còn thân thể nữ nhân chắc hẳn sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Đại nhân tha mạng, thị nữ run lẩy bẩy, luôn miệng cầu xin. Lâm Lôi hừ lạnh, niệm tình người phạm tội lần đầu, phạt 20 roi mây. Lần sau còn tái phạm thì ta quyết không nương tay. Tạ đại nhân, tạ ơn đại nhân. Thị nữ đó thầm thở phào thoát nạn. Nói về đau đớn thì roi mây còn gây đau hơn quân côn nhiều, nhưng roi mây chỉ làm tổn thương da thịt chứ không phạm vào lục phủ ngũ tạng, không đến mức làm mất mạng. Lôi ra! Lâm Lôi quát bốn gã chiến sĩ. Tuân lệnh! Hai chiến sĩ bước lên phía trước, xốc thị nữ Lôi đi, khay trà và trái cây vẫn để trên mặt đất. Lâm Lôi hất đầu cho hai gã chiến sĩ kia lui, lại quay về chỗ thảm cỏ. Tử huyết thần kiếm là binh khí bí mật của hắn. Khi sử dụng, Lâm Lôi thường để thẳng, thỉnh thoảng hắn cũng có thể bẻ cong thay đổi hình dạng. Lâm Lôi không muốn bất cứ ai biết được bí mật về thanh thần kiếm này. Bản thân đang tu luyện, lại càng không muốn để người khác nhìn thấy. Tay phải Lâm Lôi đưa ngang thắt lưng, lập tức lóe lên tia sáng màu đỏ sẫm lạnh lẽo, một cây trường kiếm kỳ dị xuất hiện trên tay. Xoẹt! Tuyền Thủy Viên tràn ngập những vệt sáng màu đỏ thẫm, bóng Lâm Lôi chuyển động không ngừng, hệt như du long hí thủy. Ma pháp bổ trợ phong hệ cực tốc hoàn toàn hợp lực với bản thân, tốc độ di chuyển của hắn không những hết sức nhanh mà còn vô cùng linh hoạt. Tu luyện long huyết mật điển, khổ luyện thân thể, khi nghỉ ngơi thì lại thực hành điêu khắc để luyện tập tinh thần lực, tiến hành suy tưởng nâng cao tinh thần lực trong làn nước hồ Ôn Tuyền. Quá trình tu luyện của Lâm Lôi có thể nói là liên tục từng giây từng phút. Hắn chưa tìm ra thời cơ tốt để đối phó với Bạt Đức Sâm. Nói cho cùng, sự qua lại giữa hai người chưa có gì gọi là gần gũi. Nếu Lâm Lôi trực tiếp đến phủ Bạt Đức Sâm hoặc giả Bạt Đức Sâm qua chỗ hắn, hễ sau đó mà Bạt Đức Sâm bị giết thì e rằng chưa đầy nửa ngày sau Khắc Lai Đức bệ hạ đã biết chuyện rồi. Cho dù tiềm lực hay ý nghĩa của Lâm Lôi có lớn đến cỡ nào, nếu giết thân đệ của Khắc Lai Đức thì ông ta cũng không thể nương tay. Trong phòng khách, Lâm Lôi đang thong thả ăn trưa. Ăn trưa xong, hắn lại nghĩ đến Bạt Đức Sâm. Bạt Đức Sâm này mấy hôm nay không đến tìm ta, xem ra ta phải đích thân ra tay. Vậy Lâm Lôi quyết định không ôm cây đợi thỏ nữa mà trực tiếp đi tìm con mồi. Đại nhân! Một thị nữ đi tới bẩm báo Hồng Y đại giáo chủ Quang Minh giáo đình, Cát Nhĩ Mặc đại nhân đến. Cát Nhĩ Mặc! Lâm Lôi thoáng trầm ngâm, sau đó bước nhanh ra cổng đích thân nghênh đón khách. Hai người yên vị trong khách sảnh, Cát Nhĩ Mặc cười ha hả, Lâm Lôi, nghe nói cuộc sống của ngươi rất nhàn tản. Lúc không tu luyện thì ngâm nước suối nóng, thỉnh thoảng lại điêu khắc thạch điêu, cuộc sống đó thực khiến người ta ao ước nha. Lâm Lôi gật đầu cười phụ họa. Nhưng Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc trở lại nghiêm túc, ta phải nhắc nhở ngươi, thạch điêu của ngươi quả thực rất đáng giá. Nhưng điều quyết định địa vị của ngươi chính là thực lực bản thân, ví như, gia tộc Đức Bố Ân ở gần đây đó, họ có nhiều tiền đúng không? Rất nhiều,
nhưng nói đến địa vị thì vẫn không thể sánh với ngươi được. Trong lòng Lâm Lôi cũng hiểu chân lý đó. Tiền bạc, quả thực rất hữu dụng, nhưng khi thực lực đã đạt đến cực điểm thì tiền bạc cũng trở thành chuyện thứ yếu. Đối với một vị thánh vực cường giả chẳng hạn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao Đạo Sâm Thương hội chịu bỏ ra 100 triệu kim tệ, để Lâm Lôi chịu gia nhập. Đối với những hội đoàn như Đạo Sâm Thương hội, có một siêu cấp cường giả làm thành viên là điều vô cùng quan trọng. Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Hắn vốn không hề nói ra, Thạch Điêu Điêu Khắc mới chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn mới 17 tuổi đã trở thành một thất cấp, song hệ ma pháp sư. Ta cũng muốn nói, rốt cuộc ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Cát Nhĩ Mặc quay lại nhìn người chủ tế phía sau. Chủ tế đó liền mở chiếc túi nhỏ trên lưng, lấy ra một chiếc hộp đá. Viên chủ tế tiến lên đặt chiếc hộp đá giữa Cát Nhĩ Mặc và Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, đây là trong lòng Lâm Lôi đã có một dự đoán. Cát Nhĩ Mặc cười nhẹ, Lâm Lôi, tự mở ra đi. Lâm Lôi cẩn thận mở hộp, lớp vải phủ dưới nắp hộp tách ra, bên trong là hai cuốn thư tịch làm bằng tơ tằm, cùng một màu vàng kim tôi tối. Đây là Lâm Lôi nhìn Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi, không phải ta đã từng nói sao ta sẽ giao cho ngươi những thư tịch về ma pháp chú ngữ của địa hệ và phong hệ. Chính là hai cuốn sách này đây, Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi không khỏi vui mừng. Ma pháp chú ngữ và những phương pháp để thi triển ma pháp, quả thực là vô cùng quan trọng. Không có bảo bối này, cho dù tinh thần hay ma pháp lực bản thân có cao đến cỡ nào, cũng không thể thi triển ra ma pháp mạnh mẽ hơn. Lâm Lôi lập tức mở một cuốn sách. Phong hệ lật trang đầu tiên, nguyên lai là khái quát sơ lược cả cuốn sách. Các trang tiếp theo lần lượt miêu tả từng loại ma pháp trong phong hệ, cuốn sách viết rất tỉ mỉ, không những phương pháp thực hiện mà cả những điểm quan trọng cần chú ý trong từng loại ma pháp cũng được ghi chép rất rõ ràng. Lâm Lôi dở ngay đến phần tầng thứ cao hơn thất cấp. Những ma pháp diệu kỳ, uy lực kinh người khiến hắn phải kinh ngạc. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, vị tiền bối viết ra cuốn sách này quả thực là nhân tài vô song. Cửu cấp ma pháp, ma ảnh thuật, nguyên lý là kết hợp bổ trợ hai ma pháp cực tốc và phong chi tưởng dực, hiệu quả kỳ diệu như đôi cánh của thần tiên, tốc độ cực nhanh, di chuyển linh hoạt. Vô cùng hoàn hảo, xem những giải thích từ thấp lên cao của phong hệ, Lâm Lôi không giấu nổi vui mừng. Một thế giới mới mẻ đang mở ra trước mắt hắn. Nếu như sau này bản thân thành thục phong địa lưỡng pháp, lại thêm công lực của long huyết chiến sĩ thì sức tấn công chắc hẳn phải rất kinh người. Thấy Lâm Lôi hoàn toàn chìm đắm vào trong cuốn ma pháp, Cát Nhĩ Mặc không những không lấy làm phiền mà còn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, im lặng đứng dậy ra về. Trong Tuyển Thủy Viên, Lâm Lôi xếp bằng ngồi trên bãi cỏ, toàn thân lại bắt đầu chấn động, năng lực đặc biệt của huyết mạch long huyết chiến sĩ không ngừng xâm nhập vào từng ngóc ngách trên cơ thể, khiến tốc độ mà cơ thể hắn cảm nhận không ngừng tăng lên. Lão đại, tối nay Bạt Đức Sâm tới, huynh vẫn còn tâm trạng để tu luyện sao? Bối Bối bò trên vai Lâm Lôi, nhắc nhở. Lâm Lôi mở trừng mắt, nhìn sang Bối Bối. Có tâm trạng tu luyện. Hắn bỗng thấy trong lòng đắng ngắt. Buổi sáng Bạt Đức Sâm cho người đến thông báo, tối nay y sẽ một mình tới vấn an Lâm Lôi. Là tài vụ đại thần, Bạt Đức Sâm đương nhiên muốn tạo mối giao hảo với những quý tộc khác. Chỉ vì mấy ngày nay bận lo vụ buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch, nên không có thời gian cho cuộc viếng thăm Lâm Lôi. Ta không có tâm trạng nhưng vẫn phải tiếp tục tu luyện. Chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới nắm chắc phần thắng, Lâm Lôi thầm nhủ. Kế hoạch của hắn, trong vòng nửa năm phải giết được Bạt Đức Sâm và nắm được tin tức về kẻ đứng sau lưng y. Sau khi tìm ra được người đó, thì trước ngày giỗ của phụ thân năm sau sẽ dò được tin tức của mẫu thân, hoặc giết chết kẻ giật dây Bạt Đức Sâm. A a, bên ngoài Tuyển Thủy Viên bỗng vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Lâm Lôi giật mình, nhún chân bay lên đứng trên hòn giả sơn. Từ vị trí đó hắn nhìn thấy rất rõ ràng, người chiến sĩ Quang Minh giáo đình canh cửa toàn thân đã bắt đầu phân hủy, kêu gào không ngớt, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Cùng lúc đó, một làn sương mù đen dày đặc từ bốn phía đang lao về Tuyển Thủy Viên. Đám sương mù ấy đi đến đâu, dù là người hay động vật đều bị giữa ra mà chết. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn lên. Bầu trời đã hoàn toàn bị che phủ, từ cả bốn phía, sương mù đen kịt đang nhanh chóng kéo tới. Có người hắn thậm chí còn cảm thấy được mấy bóng người màu đen xông ra, từ đám mây mù, xuyên thẳng qua người hắn. Không còn đường nào để chạy nữa. Vù! Lâm Lôi nhảy khỏi hòn giả sơn, đoạn thoát như một con cá lặn xuống hồ Tuyền Thủy. Chương 119. Nước hồ cuộn sóng, Lâm Lôi trầm cả người dưới đáy nước. Nơi sâu nhất trong hồ cũng chỉ vào khoảng 2 mét. Nhìn qua mặt nước, hắn có thể mơ hồ nhận thấy những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Những người này là như thế nào, tại sao lại không chút nương tay với chiến sĩ của Quang Minh? Giáo đình Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc. Không nói đến mấy chiến sĩ canh cổng thấp nhất cũng phải đến ngũ cấp, người nào cũng sở hữu đấu khí chắc, chỉ tính riêng trong thiên hạ này có mấy ai lại dám động vào cả Quang Minh giáo đình. Chẳng lẽ những chiến sĩ đó lại không thể sử dụng đấu khí để chống lại đám khói đen kia? Lâm Lôi
không hiểu thực hư nên cũng không dám nhất thời xông ra. Lâm Lôi, hắc vụ này chính là hủ thực mê xương, rất hay dùng trong ma pháp hắc ám. Dùng đấu khí chắc nhất định sẽ chế ngự được. Giọng Đức Lâm Kha Ốc đặc vang lên trong đầu hắn. Nhưng mấy chiến sĩ kia, họ nhất định còn trúng phải một loại mê pháp khác, không kịp vận đấu khí chắc khống chế hủ thực mê xương. Đức Lâm Kha Ốc đặc suy đoán. Vù vù, cơ thể Lâm Lôi phát ra một luồng khí nhập vào làn mê xương dày đặc bên ngoài. Đó chính là thám chi phong của phong hệ ma pháp, bằng cách này hắn hoàn toàn có thể nhận biết những gì đang diễn ra. Nhanh, bất cứ giá nào cũng phải giết chết Lâm Lôi, tên áo đen cầm đầu lạnh lùng ra lệnh. Năm gã hắc y thuộc hạ gật đầu, nhanh chóng tiến về phía Ôn Tuyền. Đúng lúc đó, Lâm Lôi như mũi tên phóng ra khỏi hồ nước, bất ngờ giống mãnh hổ hạ sơn, năm ngón tay thoát biến thành năm móng vuốt vồ về phía tên áo đen đầu lĩnh. Hừ, hắc y đầu lĩnh khẽ nghiêng mình, dùng vai phải nghênh đón móng vuốt của Lâm Lôi, đoàn đao trong tay lập tức đâm tới. Lâm Lôi chợt nở một nụ cười tàn khốc, trên cánh tay phải hiện lên một lớp long huyết đấu khí màu xanh đen. Lớp long huyết đấu khí nhỏ bé, cộng thêm màu đen của hủ thực mê xương nên hoàn toàn không bị để ý, quan trọng nhất là từ ngón tay của hắn xuất hiện những chiếc móng nhọn hoắt đen xì. Xùy xùy, tay phải Lâm Lôi dễ dàng xuyên thủng qua ngực một hắc y hán tử, trong khi đoàn đao trong tay đối phương cũng đâm vào vai hắn. Lồng ngực bên trái của hắc y hán tử vỡ toang, máu tuôn xối xả. Hán tử đó chết ngay tại chỗ, chết mà vẫn chưa đạt được mục đích, đoàn đao đâm vào người Lâm Lôi không mảy may làm hắn bị thương. Ngọc thạch giáp của thất cấp địa hệ, mà lại để dễ dàng bị xuyên thủng đến vậy ư? Lâm Lôi thầm nghĩ, thảo nào, ngoài lớp ngọc thạch giáp ra, thì da thịt ta phút chốc đã có thể biến thành hình dạng của long huyết chiến sĩ. Với hình dạng long huyết chiến sĩ như hiện giờ, sức tấn công của Lâm Lôi tuyệt đối không dưới bát cấp chiến sĩ. Hình dạng long hóa của hắn kế thừa ưu điểm cứng như thép của vây và vảy rồng, thậm chí còn mạnh hơn cả ngọc thạch bảo giáp. Một đao của hắc y sát thủ xem ra rất có uy lực, hẳn phải là thất cấp cao thủ, tuy nhiên vẫn không thể làm gì được hắn. Sức phòng ngự của thất cấp cao thủ này, đối với vuốt rồng của Lâm Lôi cũng không thể cầm cự được. Thậm chí đó chưa hẳn đã là long hóa, vừa nãy Lâm Lôi chỉ mới là bán long hóa mà thôi. Chuyện gì vậy? Năm tên hắc y còn lại cùng sững người. Theo thông tin chúng nhận được, Lâm Lôi chỉ là một thất cấp song hệ ma pháp sư, năng lực chiến sĩ thực ra không đáng kể. Cả mấy tên đều không thể ngờ, một thất cấp sát thủ chỉ vừa mới chạm mặt đã bị giết chết như vậy. Tình báo sai lầm, tên hắc y đầu lĩnh chửi thầm. Lâm Lôi lại hài lòng gật đầu, xem ra thân thể long hóa, trong lúc kẻ địch không chú ý có thể cho bọn chúng lãnh đủ. Lũ hắc ám giáo đình khốn kiếp. Đột nhiên một tiếng gầm đầy giận dữ từ ngoài Tuyền Thủy Viên vọng vào. Lâm Lôi biết đó là những kỵ sĩ bảo vệ đang xông tới, tổng số binh sĩ hơn 100, vừa nãy chúng chỉ giết được hơn 10 người. Mặt tên đầu lĩnh vụt biến sắc. Nhanh, bất cứ giá nào cũng phải giết chết Lâm Lôi, y quát lớn. Ngay lập tức, năm tên cùng vây lấy Lâm Lôi, năm con dao đen trong tay phát ra ánh hắc kim lấp loáng, dường như toàn bộ sức lực trên người chúng đều tập trung vào vũ khí. Liều mạng tấn công. Thất cấp chiến sĩ, đúng không? Lâm Lôi nhìn năm tên hắc y, không hề có ý định né tránh, tay trái hắn khẽ lần quanh thắt lưng. Đột nhiên, những tia sáng đỏ sẫm vụt lên sáng lòa. Lâm Lôi nhanh chóng bay lùi lại phía sau. Năm tên hắc y tấn công có đến 4 đứng sững tại chỗ, chỉ tên đầu lĩnh là chuyển thân đuổi theo hắn. Soạt, 4 bón đen lúc đó mới đổ vật ra, tất cả cùng bị chặt thành hai đoạn, ruột gan văng đầy đất, máu chảy như suối. Quá nhanh, quá sắc bén, tên đầu lĩnh kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Một kiếm giết chết 4 thất cấp chiến sĩ, thực đáng sợ. Lâm Lôi biết rõ, tử huyết thần kiếm vốn sắc bén vô song, nhưng nếu chỉ dựa vào sự sắc bén của tử huyết kiếm, thì khó lòng phá vỡ được sự phòng ngự của lũ ma súc này. Bởi bọn chúng đều là thất cấp, nếu thất cấp chiến sĩ dùng đấu khí để hộ thân, thì cùng lắm hắn chỉ có thể khiến chúng bị trọng thương chứ không thể giết chết được. Nhưng vừa nãy, 4 tên sát thủ lại dùng toàn lực để tấn công. Nguyên lai chúng không hề ngờ đến chuyện Lâm Lôi còn có một thanh kiếm. Muốn nâng cao sức tấn công của tử huyết, chỉ còn cách nhập vào long huyết đấu khí. Nhưng khi nhập vào long huyết đấu khí, thì tốc độ không thể nhanh như phong hệ ma pháp được. Lâm Lôi lúc này đang phải tính toán đến chuyện được mất. Vừa nãy hắn quả thực đã một kiếm giết 4. Chính là dựa vào tốc độ kinh người, một tốc độ khiến địch thủ không kịp trở tay. Nhưng nếu chỉ dựa vào tốc độ và sự sắc bén của thanh kiếm, thì cùng lắm cũng chỉ làm bị thương được thất cấp chiến sĩ, trừ khi chiến sĩ này cũng giống như 4 tên sát thủ kia, không thèm để ý đến an nguy bản thân, dốc toàn bộ đấu khí ra tấn công mà không hề phòng ngự. Nhưng tên này lại không hề bị thương. Lâm Lôi nhìn gã hắc y đầu lĩnh. Thực lực của gã nhất định đã vượt qua thất cấp. Tập trung vào khí lực của phong hệ ma pháp chỉ có thể khiến tốc độ của tử huyết kiếm nhanh hơn, khiến kiếm khí thoát ẩn thoát hiện, nhưng không thể tăng cường sức tấn công của bản thân. Nhưng nếu nhập vào long huyết đấu khí, thì chỉ làm mạnh hơn sức tấn công của tử huyết,
mà không khiến tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn được. Bên ngoài Tuyền Thủy Viên vang lên những âm thanh căm phẫn, những kỵ sĩ còn lại của Quang Minh giáo đình đã nhìn thấy cảnh chết chóc của đồng đội, ai ai cũng căm hờn. Lâm Lôi, ngươi lợi hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều, đáng tiếc ngươi lại đi theo Quang Minh giáo đình, cho nên... Hắc Y đầu lĩnh không hề để ý sự việc bên ngoài, vẫn khẽ giọng nói. Âm thanh giọng nói của tên Hắc Y vang lên theo một quy luật rất đặc biệt, mới đầu Lâm Lôi không để ý, nhưng khi hắn nói được một nửa câu thì tâm thần hắn chợt hoảng hốt, không còn khả năng tập trung nữa. Ngươi phải chết. Chỉ trong nháy mắt, chùy thủ của tên Hắc Y đã lao đến trước ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi. Trong đầu Lâm Lôi vang lên tiếng thét của Đức Lâm Kha Ốc Đặc, phút chốc hắn choàng tỉnh. Két. Gã Hắc Y lặng người, hoang mang cố nhìn về phía sau. Tấm lưng của gã đã bị cắn đứt một nửa, thịt đỏ tươi vẫn đang run lên, máu không ngừng tuôn xuống. Gã nhận thấy rõ ràng cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa, những tia sinh cơ đang lụi dần. Ảnh thử này. Tên đầu lĩnh ngây dại nhìn ảnh thử đen tuyền bên cạnh Lâm Lôi. Ảnh thử kia cùng lắm cũng chỉ là tứ cấp ma thú, còn gã lại là một bát cấp chiến sĩ. Vốn một tứ cấp ma thú không thể làm tổn thương một bát cấp chiến sĩ, vì thế mà gã không hề đề phòng đến ảnh thử. Nhưng, lúc chủy thủ của gã sắp đâm ngập vào ngực Lâm Lôi, ảnh thử từ bên cạnh bay ra, há miệng cắn vào ngang lưng gã. Giáo hoàng bệ hạ Cát Nhĩ mặc khoác áo thụng đỏ, khom mình cung kính. Hừm, Quang Minh giáo hoàng khẽ nheo mắt, nhìn ông ta. Ánh mắt chăm chăm của giáo hoàng chẳng khác nào một tảng đá ngàn cân. Cát Nhĩ mặc cố chịu đựng, kính cẩn nói giáo hoàng bệ hạ, Hắc Ám giáo đình vừa định ám sát Lâm Lôi, thực may là thực lực chiến sĩ của Lâm Lôi không kém, đã giết sạch kẻ địch, bản thân hắn chỉ bị thương nhẹ, giết chết sạch. Con mắt xanh ngọc bích của giáo hoàng nhìn Cát Nhĩ mặc, mỉm cười. Cát Nhĩ mặc, Hắc Ám giáo đình đã biết Lâm Lôi là thất cấp song hệ ma pháp sư, bọn họ phái người tới đây chẳng lẽ lại không nắm chắc phần thắng? Giáo hoàng bệ hạ, đám sát thủ này thực lực quả là rất mạnh, kẻ đầu lĩnh còn biết sử dụng Hắc Ám ma pháp để mê hoặc tâm trí. Cát Nhĩ mặc vội vàng bẩm báo. Quang Minh giáo hoàng không nhiều lời, chỉ cười nhạt, vậy là ngươi muốn. Cát Nhĩ mặc cung kính gật đầu, thưa đúng, Lâm Lôi là nhân tài cần đào tạo của Quang Minh giáo đình chúng ta. Điều quan trọng là Lâm Lôi ngoài khả năng thiên phú còn rất chịu khó tu luyện. Thuộc hạ tin rằng, chỉ trong vòng 50 năm nữa Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành thánh vực cường giả, không quá 100 năm sau sẽ trở thành một trong số rất ít siêu cấp cường giả tại Ngọc Lan đại lục này. Người không lo xa, tất có vạ gần. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình đều có lịch sử lâu đời. Khi đế quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan đại lục thì hai giáo phái này đã tồn tại. Sở dĩ có thể hùng mạnh lâu như vậy là bởi họ biết bồi dưỡng nhân tài. Thực lực của Lâm Lôi hiện nay có thể chưa mạnh, nhưng 100 năm nữa, thì sao nói không chừng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu của Quang Minh giáo đình. Đối với một vị cường giả thì thời gian 100 năm không phải là chuyện lớn. Thuộc hạ muốn Lâm Lôi được thụ hưởng sự hướng dẫn tốt nhất, cũng phải được bảo vệ tốt hơn. Cụ thể là thuộc hạ định cho Lâm Lôi theo Lạc Diệp đại nhân tu luyện. Cát Nhĩ mặc nói. Lạc Diệp. Quang Minh giáo hoàng sững người, đoạn gật đầu, vậy cũng tốt, nhưng phải hỏi ý kiến của ông ta trước đã, đến ta cũng không ép Lạc Diệp được. Tuân lệnh, Thánh Hoàng bệ hạ. Cát Nhĩ mặc cáo từ, lui ra ngoài. Đôi mắt xanh ngọc của giáo hoàng bệ hạ nhìn theo Cát Nhĩ mặc, lại nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ giết chết tất cả sát thủ. Ba lỗ khắc, hình như ba lỗ khắc, là một long huyết chiến sĩ gia tộc trong số tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc thì phải. Chương 120. Trong cuộc ám sát lần này, phủ đệ của Lâm Lôi mất 18 chiến sĩ Quang Minh giáo đình, ngoài ra còn có 4 thị nữ và 2 nô bộc. Chiều hôm ấy, Quang Minh giáo đình lập tức tăng cường lực lượng bảo vệ tòa phủ đệ. Buổi tối, trong khách sảnh phủ đệ. Lâm Lôi, ngươi không sao chứ? Quốc vương Khắc Lai Đức Ân cần thăm hỏi. Tạ ơn bệ hạ, chỉ là mấy vết thương nhẹ. Lâm Lôi nhìn xuống canh tay đang băng bó. Thực ra lần này hắn không hề xây sát, nhưng Lâm Lôi không muốn để người khác nghĩ rằng mình quá lợi hại, nên đã tự tạo ra một số vết thương ngoài da. Chỉ là lấy dao rạch một đường trên cánh tay mà thôi. Cảm giác đau đớn so với lần long hóa thoát xác đầu tiên còn dễ chịu hơn nhiều. Không sao thì tốt rồi, công tước Bạt Đức Sâm đi cùng Khắc Lai Đức cười hòa nhã. Lâm Lôi không nén nổi quay sang nhìn y. Tối nay đáng lẽ sẽ là cuộc thăm viếng của Bạt Đức Sâm tới phủ đệ của hắn, nhưng vì vụ thích sát mà kế hoạch này phải hủy bỏ. Lâm Lôi đại nhân, một kỵ sĩ giáo đình bước tới bẩm báo Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lâm Lôi chỉnh đốn lại quần áo, đích thân ra tận ngoài cổng đón Cát Nhĩ Mặc. Tại Quang Minh giáo đình, bề trên mà hắn thân thiết và có quan hệ tốt nhất chính là vị Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc này. Người ta đã có mắt xanh để ý tới, tất nhiên mình cũng tận sức bồi đáp. Lâm Lôi, ta có một tin vui cho ngươi. Cát Nhĩ Mặc vừa nhìn thấy Lâm Lôi đã hồ hởi nói ngay. Lâm Lôi ngờ vực nhìn Cát Nhĩ Mặc đại nhân, chuyện vui gì vậy? Cát Nhĩ Mặc cười tươi tỉnh. Lâm Lôi, ngươi có biết trong Quang Minh giáo đình chúng ta có một số người đặc biệt,
những khổ tu giả hay không? Ta biết, Lâm Lôi gật đầu. Lần trước khi hắn bị cao thủ của Hắc Ám giáo đình bắt cóc, chính là một vị phó tài phán trưởng và một vị khổ tu giả chỉ huy một đội chấp sự đã dọa cho địch nhân sợ phải bỏ chạy, nhờ vậy mà Lâm Lôi mới về được Phân Lai Thành. Ở Quang Minh giáo đình chúng ta, một số nhân vật say mê ma pháp hoặc võ đạo đã gia nhập vào hàng ngũ những khổ tu giả. Có thể nói, cho dù là kỵ sĩ đoàn trong thần điện hay tài phán sở, đã nói đến cao thủ thì không sao sánh được với những khổ tu giả. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha, đoạn vỗ vai Lâm Lôi, ta nói chuyện này với ngươi, vì ngươi rất có triển vọng sẽ trở thành đệ tử truyền kỳ của một vị khổ tu giả cao siêu nhất. Khổ tu giả cao siêu nhất? Lâm Lôi cho mày nghi ngờ. Cát Nhĩ Mặc cười nhạt, vị khổ tu giả này thuộc vào những nhân vật đứng đầu trong giới khổ tu, cũng có địa vị cực lớn trong thần điện của Quang Minh giáo đình chúng ta. Thực lực của vị đó, e rằng trong khắp Ngọc Lan đại lục này chỉ ba người là hơn được mà thôi. Ba người Lâm Lôi lập tức cảm thấy rất hiếu kỳ. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ba người mà ngài nói là ai? Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã vào đến phòng khách. Cát Nhĩ Mặc không trả lời ngay mà ra hiệu với người chủ tế tháp tùng. Chủ tế đó vội xua các tỳ bộc ra ngoài, còn đóng luôn cả cửa chính. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi và Bối Bối. Lâm Lôi, rất có thể sau này ngươi sẽ gặp họ nên ta nói một chút cũng không sao. Cát Nhĩ Mặc ra vẻ thần bí. Lâm Lôi tò mò nhìn ông ta. Cát Nhĩ Mặc thở dài một hơi, tại Ngọc Lan Đại Lục, có ba người đã hoàn toàn vượt qua ngưỡng thánh vực, chính là ba người ta muốn nói tới. Vượt qua ngưỡng thánh vực, đó không phải là thần ư? Lâm Lôi kinh ngạc. Đúng, có thể gọi họ là thần. Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Lâm Lôi lập tức lắng nghe như nuốt lấy từng lời một. Cát Nhĩ Mặc chậm rãi ba nhân vật này, người thứ nhất là sinh mệnh thần điện đại tế ti của đế quốc Ngọc Lan, thường chỉ gọi là đại tế ti. Không ai biết năm nay ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi, cả ta cũng không rõ, chỉ biết rằng ông ấy sống đã rất lâu rồi. Lâm Lôi nhẹ nhẹ gật đầu. Nhân vật thứ hai cũng đã rất cao tuổi, chính là chủ nhân đích thực của Hắc Ám Chi Sâm, đệ tam hung của đế quốc Ngọc Lan. Nghe nói người này thuộc một tộc ma thú, nhưng đã đạt đến trình độ có thể biến hóa thành người. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng, ma thú ngay cả khi đạt ngưỡng thánh vực, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi kích thước cơ thể, cùng lắm là nói được tiếng người mà thôi, vốn không thể biến thành hình dạng như con người được. Một ma thú tu luyện đến mức có thể mang hình dạng của nhân loại, quả thực là đáng sợ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phải rùng mình. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn đã từng nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhắc tới hai nhân vật này, vào thời Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn sống thì hai người này là thiên hạ vô địch. Vậy còn nhân vật thứ ba? Lâm Lôi hỏi. Cát Nhĩ Mặc lại thở dài, người thứ ba chính là người mà trong lòng ta khâm phục nhất. Ông ta chính là khai quốc đại đế của cường quốc quân sự Áo Bố Lai Ân, đế quốc hùng mạnh nhất tại Ngọc Lan Đại Lục. Thiên hạ tụng xưng tụng ông ta bằng cái tên Vũ Thần Áo Bố Lai Ân. Áo Bố Lai Ân, Lâm Lôi nhanh chóng ghi nhớ cái tên này. Đế quốc Áo Bố Lai Ân hóa ra lấy tên theo tên của một người, chỉ riêng chuyện đó cũng đủ thấy sự lợi hại của ông ta. 5.000 năm trước Vũ Thần đột ngột nổi lên, đánh bại hết vị cường giả này đến vị cường giả khác. Giai đoạn này siêu cấp cường giả trong thiên hạ rất nhiều, ví như tứ đại trung cực chiến sĩ cũng là sinh ra trong thời đó. Cát Nhĩ Mặc cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhớ đến lão tổ tông Ba Lỗ Khắc của mình. Trưởng tộc đầu tiên của gia tộc hắn đúng là đã nổi lên từ hơn 5.000 năm trước. Lúc đầu, tuy tứ đại trung cực chiến sĩ rất mạnh, nhưng dần dần hào quang cũng bị Vũ Thần che phủ hết. Vũ Thần đánh bại hầu như tất cả các thánh vực cường giả, cuối cùng quyết chiến với đại tế ti trên Ngọc Lan Hà. Hai cao thủ chi thần đó đại chiến. Làn sóng giao tranh này gây ra cái chết cho hơn 10.000 người, vì thế mà đế quốc Ngọc Lan và đế quốc Áo Bố Lai Ân, mỗi bên đã cắt ra một giải đất làm vùng trung gian giữa hai đế quốc, từ đó mà hình thành nên ba vương quốc như ngày nay. Cát Nhĩ Mặc thở dài. Lâm Lôi à, trong hình dung của nhiều người thì đại tế ti chính là vị cường giả hùng mạnh nhất, nhưng Vũ Thần vẫn có thể đấu ngang cơ với ông ta, trong khi thời gian tu luyện lại ngắn hơn không biết bao nhiêu lần, đó chính là điểm khiến ta khâm phục. Từ đó đến nay đã hơn 5.000 năm rồi. Không biết tu luyện của Vũ Thần đã tiến đến mức nào? Cát Nhĩ Mặc suýt xoa. Lâm Lôi thầm tự gật đầu. Vũ Thần và đại tế ti lại ngang nhau ư? Trong đầu Lâm Lôi vang lên tiếng Đức Lâm Kha Ốc Đặc, sao có thể thế được? Thời đại mà Kha Ốc Đặc sống chính là thời hào quang của đại tế ti đang chiếu sáng rực rỡ. Trong lòng ông ta đến tận bây giờ, đại tế ti luôn là vô địch thiên hạ, căn bản không thể có đối thủ. Đức Lâm gia gia, thời đại nào anh hùng ấy? Nếu gia gia người lúc đó không chết mà tiếp tục tu luyện, nói không chừng một ngày nào đó cũng có thể vượt qua thánh vực, trở thành cao thủ sánh vai cùng đại tế ti. Rồi Lâm Lôi đáp thầm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài, không nói thêm gì nữa. Nói về ba người đó thế là đủ, người mà ta đưa ngươi tới gặp sau đây cũng chỉ xếp sau ba người đó mà thôi. Nếu ngươi có thể trở thành đệ tử của ông ta, điều đó sẽ rất có lợi cho những đột phá trong ma pháp của ngươi. Cát Nhĩ Mặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi không nén nổi cười thầm. Chỉ xếp sau ba nhân vật đó Đức Lâm gia gia trước đây, chẳng phải cũng từng đứng đầu thánh vực hay sao? Vị truyền kỳ khổ tu giả ấy, chẳng hay tên họ là gì? Lâm Lôi hỏi. Ông ta là Lạc Diệp. Lâm Lôi còn chưa biết đến khu người nghèo trong thành Phân Lai, không thể ngờ giữa Phân Lai thành, tòa thành phồn hoa nhất nhì tại Ngọc Lan, đại lục lại có một nơi tồi tàn kiệt quệ như vậy, thậm chí còn thua xa vùng thôn quê hẻo lánh của Ô Sơn Trấn. Lúc này Lâm Lôi và Cát Nhĩ Mặc đang cùng bước tới một con hẻm nhỏ bẩn thỉu. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lạc Diệp đại nhân cư trú ở đây sao? Lâm Lôi không khỏi ngờ vực. Đúng, Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Lâm Lôi, ngươi phải nhớ, Lạc Diệp đại nhân rất ghét loại người tự cho mình là quý tộc cao hơn tất thảy. Cho nên nếu trở thành đệ tử của đại nhân thì ngươi phải hết sức khiêm nhường giữ lễ, khoan hòa với những người nghèo khó. Lâm Lôi nhìn những cư dân xung quanh. Cách đó không xa, một tiểu nhi khoảng 7-8 tuổi gầy trơ xương, mình khoác một tấm áo rách tả tơi đang trợn mắt nhìn hắn đầy ao ước. Thân thể tiểu nhi đó quá gầy gò nên cả người hầu như chỉ thấy mỗi đôi mắt. Ánh mắt ngây thơ đó khiến Lâm Lôi động lòng. Tuy nhiên hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, đành chậm chậm bước theo Cát Nhĩ Mặc. Trên đường đi Lâm Lôi còn thấy nhiều trẻ con nhà nghèo nữa, không một đứa nào có quần áo lành lặn, đa phần đều xanh xao gầy ốm. Đến rồi Cát Nhĩ Mặc đột nhiên lên tiếng. Lâm Lôi không kìm được ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy đó là một căn phòng lắp ghép sơ sài từ những tấm sắt rỉ, một lão nhân bộ dạng như khiếu hóa đang ngồi bệt trước cửa. Lão nhân gầy đến mức khiến người ta xót xa, lớp da trên người như bị xương đội lên, đôi tay khẳng khiu như hai chiếc cẳng gà, ngoài xương và da không còn chút gì gọi là sức sống trên mình lão. Lão nhân ấy đang hứng thú nhìn Lâm Lôi. Lạc Diệp đại nhân, Cát Nhĩ Mặc kính cẩn cúi đầu. Ông ta thực sự là Lạc Diệp đại nhân ư? Trong lòng Lâm Lôi vốn đang bán tín bán nghi, nhưng khi thấy Cát Nhĩ Mặc hành lễ thì không thể không tin được nữa. Lão nhân chẳng khác một tên khiếu hóa mặt vận, gầy đến nỗi một trận gió nhẹ cũng có thể bốc đi. Ấy thực sự là thánh vực đỉnh cấp cường giả Lạc Diệp đại nhân sao? Cát Nhĩ Mặc, đây có phải là tiểu tử mà ngươi nói là rất có thiên phú không? Lão nhân cất tiếng hỏi. Đúng vậy, thưa đại nhân, Cát Nhĩ Mặc kính cẩn. Lạc Diệp gia gia, Lạc Diệp gia gia, mau cứu mẫu thân cháu, mẫu thân bị người ta đánh bị thương rồi. Giọng nói non nớt chợt vang lên, một bé gái cõng một nữ nhân gầy xác xơ đang vất vả chạy đến. Lão nhân gầy gò bước nhanh tới, đưa tay phải vuốt nhẹ một vầng hào quanh thanh khiết tỏa ra, nữ nhân kia bỗng hồi phục nhanh chóng đến kỳ lạ. Ông ta quay lại nhìn Lâm Lôi, ta chỉ thu nhận những người có tâm hồn trong sáng lương thiện, nhưng ngươi sát khí quá nặng, ta không thể dạy ngươi được. Nghe câu nói này, Cát Nhĩ Mặc vô cùng ngạc nhiên. Sát khí quá nặng, mặt Lâm Lôi khẽ kéo ra một nụ cười nhiều ý nghĩa. Đại thù của phụ thân và mẫu thân còn đó, hàng ngày hắn phải chịu một nỗi dày vò không sao nói nên lời. Từng giây từng phút đều muốn giết Bạt Đức Sâm, nhưng Lâm Lôi vẫn phải bình tĩnh không được manh động. Ức chế ấy khiến cho sát khí trong người hắn càng tăng mạnh. Lạc Diệp đại nhân, vậy tiểu tử xin cáo từ. Lâm Lôi khẽ cúi người, quay đầu đi thẳng. Bạn đang nghe chuyện tại Halazy Audio. Lão nhân thực ra không có ý định dây dưa, nhưng khi thấy Lâm Lôi dứt khoát như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, tuy nhiên sau đó ông ta lại nở một nụ cười.